Minh Ngọc xin mến chào quý vị và các bạn khán thính giả thân yêu của kênh Audio Chuyện Hay. Quý vị và các bạn thân mến, tiền muôn bạc triệu có đem lại hạnh phúc hay không? Nếu trong lòng luôn mang nặng những toan tính và thủ đoạn để đoạt lấy nó. Trong câu chuyện hôm nay, Minh Ngọc kể cùng các bạn có một gia đình châm anh thế phiệt, chẳng thiếu gì tiền, chỉ thiếu có mỗi hạnh phúc mà thôi. Bởi trong ngôi nhà ấy có những con người chẳng biết trân trọng tình nghĩa vợ chồng, lại chỉ chăm chăm nhằm vào khối tài sản khổng lồ mà sẵn sàng hại chết cả người thân ruột thịt. Câu chuyện có nhiều tình tiết bất ngờ gay cấn và cũng có rất nhiều tình tiết khiến chúng ta như bước vào thế giới của những cung bậc cảm xúc, chất tình đời, tình người. Khi để tâm hồn mình hòa cùng những cung bậc cảm xúc ấy, quý vị và các bạn nhớ ủng hộ Minh Ngọc cùng ekip của chương trình bằng cách đăng ký kênh truyện like, chia sẻ và nhấn vào hình chuông thông báo quý vị và các bạn nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành cùng kênh chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tết Tiếng phanh thắng gấp của một chiếc xe ô tô đang chạy như bay trên đường dưới trời mưa xối xả nghe thật đáng sợ. Một người phụ nữ chạc ngoài 30 tuổi tay sách chiếc vali lao từ phía trong cánh cổng ngôi biệt thự ra ngoài đã bị chiếc xe ô tô hất văng xuống đường. Chiếc xe dừng lại chừng vài giây rồi nhanh chóng biến mất trong đêm. Trên trời, sau một tia chớp sáng lao nhanh xuống mặt đất là tiếng sét vang trời giáng xuống, tiếng sét như xé đôi mặt đất. Tiếng gió ù ù rít trên những cành cây trong bóng đêm bao trùm toàn bộ không gian, khiến mọi người ở trong nhà cũng không thể biết được bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Mẹ, mẹ ơi! một cậu bé vừa khóc gọi mẹ, vừa vội vã kéo cánh cổng căn biệt thự chạy ra ngoài đường. Tuy trời mưa bão, ngoài đường bị mất điện, tối om như mực. Nhưng dưới tia chớp, cậu vẫn nhìn ra người phụ nữ nằm trên đường kia là mẹ mình. Cậu lao nhanh đến. Mẹ ơi! Hai chân cậu sụp xuống, nước mắt chảy ròng ròng, ngoang nguếch hết cả khuôn mặt. Cậu ta quỳ gối xuống đường và dùng đôi tay nhỏ bé cố hết sức để nâng đầu mẹ dậy. Mẹ ơi! Mẹ tỉnh lại đi! vừa khóc vừa gọi mẹ cậu bé còn cố gắng lay lay cho mẹ tỉnh dậy nhưng mẹ cậu vẫn bất động máu từ đầu bà ta chảy ra hòa cùng với nước mưa thấm vào quần cậu rồi chảy loang ra đường vô cùng hoảng loạn cậu bé không biết làm cách nào hoảng sợ vô cùng cậu gồng mình hét lớn ba ơi bà nội ơi cứu mẹ con vậy là sau cái đêm xảy ra tai nạn kinh hoàng đó bà mai thu người vợ chính thức của ông lệ trọng minh đã ra đi do bà thu bị tai nạn vào đêm khuya trời lại mưa bão mất điện nên kẻ tông xe đã bỏ chạy ông lệ trọng minh cũng đã báo cảnh sát nhưng do hệ thống camera trên đường bị mất điện trời lại mưa quá to nên mọi dấu vết gần như bị xóa sạch cảnh sát vẫn đang nỗ lực tìm kiếm tung tích kẻ sát nhân nhưng vẫn chưa thể tìm ra một manh mối nào dù là nhỏ nhất rất tiếc thưa ông, chúng tôi đã rất tích cực điều tra nhưng chưa thể tìm ra một chứng cứ nào. Nếu trong vòng một tháng nữa, nếu lực lượng của chúng tôi vẫn không thể tìm ra manh mối thì chúng tôi đành khép lại vụ án. Người cảnh sát trưởng nói với ông Minh khi lần thứ ba họ làm việc với ông về vụ tai nạn liên quan đến cái chết của bà Thu. Ông Minh ngồi nghe vị cảnh sát trưởng nói như vậy mà cũng cảm thấy thất vọng vô cùng. Có lẽ nào Việc điều tra tìm ra kẻ gây cái chết của vợ ông lại đi vào ngõ cụt như vậy. Thực ra, với ông Minh, việc tìm ra kẻ gây tai nạn cho bà Thu không phải để chờ bồi thường, cũng không nhằm mục đích giải oan cho vợ, mà chỉ để khẳng định thanh thế nhà họ Lệ của ông mà thôi. Cái chết của bà Thu không làm cho ông Minh quá đau buồn, vì cũng đã 10 năm nay, ông Minh và bà Thu chỉ còn là vợ chồng trên danh nghĩa mà thôi. Nhưng ông Minh nhất định phải tìm ra kẻ sát nhân để khẳng định với thiên hạ rằng thế lực nhà họ Lệ của ông vô cùng mạnh, nếu kẻ nào dám động chạm đến nhà họ Lệ cũng có nghĩa là kẻ đó đang tìm đường đến cái chết mà thôi. Hơn 10 năm trước, đám cưới của ông Lệ Trọng Minh và bà Mai Thu diễn ra, hai người cưới nhau tuy không xuất phát từ tình yêu nhưng đó là đám cưới danh gia vọng tộc. Hai gia đình môn đăng hộ đối, bố của ông Trọng Minh là ông Lệ Trọng Đình, là người sáng lập công ty sản xuất cao su lớn nhất cả nước. Cách đây 3 năm, ông đã mất sau một vụ tai nạn xe hơi. Cái chết của chồng đã đem đến cho bà Châu một cú sốc tinh thần lớn và sau một trận tai biến, bà đã bị liệt thai chân. Từ ngày bị liệt, bà Châu đã giao toàn bộ công ty cho con trai là Trọng Minh quản lý. Trọng Minh tuy còn trẻ nhưng có năng lực quản lý tốt Công ty của gia đình họ Lệ ngày càng phát triển, do mãi chưa thấy con trai nhắc đến việc có tình cảm với cô gái nào, bà Châu liền hỏi cưới Mai Thu cho anh, vì bố mẹ Mai Thu cũng là người cùng làm ăn trong giới kinh doanh nên hai gia đình đã biết nhau từ trước. Còn Mai Thu là con của một gia đình có công ty sản xuất đồ gỗ có tiếng ở miền Nam, sau khi về làm dâu nhà họ Lệ, Mai Thu rất được bố mẹ chồng yêu mến chiều chuộng cô không phải đi làm chỉ ở nhà và làm những việc cô yêu thích như trồng hoa hay chuẩn bị các món ăn ngon cho chồng khi buồn thì cô đi dạo trong vườn hoặc đi mua sắm mọi công việc trong nhà đều đã có quản gia vương và đám gia nhân làm cưới nhau được hai tháng thì mai thu mang bầu phải nói khi biết cô có thai nhờ họ lệ ai nấy đều mừng vui hết sức Họ không để cô động chân, động tay vào bất cứ công việc gì. Họ muốn cô được nghỉ ngơi và chăm sóc một cách tốt nhất để em bé sinh ra thông minh và khỏe mạnh. Mang bầu nhưng Thu không bị ngén nên cô cũng không cảm thấy quá mệt mỏi. Mà ngược lại sau 3 tháng đầu của thai kỳ thì Thu ăn khỏe hơn hẳn. Cô thấy mình và em bé trong bụng vô cùng khỏe mạnh nên mặc dù bị cấm nhưng cô thỉnh thoảng vẫn thích vào bếp tự nấu những món ăn ngon mà chồng cô thích. Có khi thì cô chuẩn bị bữa tối để cả nhà cùng thưởng thức Mai Thu nấu ăn rất ngon Nên mỗi khi được ăn món cô nấu Thì cả nhà họ lệ, ai nấy đều tỏ ra vui mừng, thích thú Họ ăn rất ngon miệng Mẹ ơi, trưa nay con đem cơm cho anh Minh ở công ty mẹ nhá Thôi, con dở bụng mang dạ chữa Không cần đem cơm cho nó làm gì cho vất vả ra Ở công ty đã có nhà ăn rồi mà Nhưng con muốn tự tay con nấu cho anh ấy mẹ ạ à còn cứ như thế có khi lại chiều hư nó ra ấy chứ mai thu tủm tỉm cười trước mặt bà châu là mẹ chồng cô thực ra thì công ty nhà chồng cô rất lớn ở đó đã có bếp ăn cho nhân viên hàng ngày người của công ty sẽ ăn bữa trưa ở đó nếu hôm nào chồng cô không muốn ăn cơm của công ty thì lại yêu cầu lái xe trở đến một nhà hàng nào đó để ăn món mà anh thích nhưng trọng minh vốn rất kén ăn nên mỗi lần ăn ở nhà ăn tập thể anh đều ăn rất ít hôm nào về nhà mà có món mai thu nấu là anh lại ăn rất ngon miệng nên thỉnh thoảng cô vẫn nấu đồ ăn và bảo quản gia vương đem đến công ty cho anh hôm nay cô muốn tự tay mình đem đến một phần vì khoảng cách từ nhà đến công ty không quá xa phần vì từ ngày vào làm dâu nhà họ lệ mang tiếng là mợ chủ nhưng cô vẫn chưa đến công ty lần nào nên hôm nay cô muốn tự mình ra ngoài vừa là đem đến sự bất ngờ cho chồng vừa là để xem độ hoành tráng của công ty nhà chồng mình xem thế nào sau khi sắp xếp đồ xong thì quản gia vương gọi lái xe chở mai thu đến trụ sở công ty trên đường đi cô bảo lái xe mở cửa sổ cho thoáng cô muốn nhìn ngắm thế giới xung quanh rất lâu rồi từ ngày có bầu mai thu không ra ngoài chiếc xe chạy chậm con đường lớn vùng ngoại ô buổi trưa cũng không đông người qua lại, chỉ có vài chiếc xe chạy và những tốp học sinh cấp 3 đi học về. Ven đường là hai hàng cây điệp trổ hoa vàng rực rỡ. Thu thò đầu ra ngoài, cô vươn cái cổ trắng nõn của mình lên cho gió phả vào mặt. Miệng cô nở nụ cười thích thú. À, sảng khoái quá, Thu reo lên như một đứa trẻ mừng mẹ về, rất lâu rồi cô mới có cảm giác như vậy. Ở ghế lái, lúc này cậu lái xe thấy hành động của Thu giống như một đứa trẻ, anh lắc đầu và cười nhẹ, mợ chủ thích thú quá nhỉ. Đã bảo anh đừng gọi tôi là mợ chủ mà, cứ gọi tôi là Thu thôi. Vâng, nhưng tôi quen rồi thưa mợ. Thu cũng là một tiểu thư con nhà danh giá, xét về độ giàu có thì nhà cô cũng không thua kém gì nhà họ lệ. Nhưng cô sống khép kín, học hết cấp 3, bố mẹ cô muốn cho cô đi du học để sau này về cùng ông bà quản lý công ty nhưng cô không thích. Ước mơ của cô là được vẽ tranh nên cô cũng thi vào một trường nghệ thuật của thành phố. Học xong, cô thích mình rong ruổi khắp nơi để vẽ ra những bức tranh phong cảnh mà cô yêu thích. Nhưng rồi, ba mẹ cô bảo cô lấy chồng, lấy con nhà họ Lệ là Lệ Trọng Minh là người cùng sống trong một thành phố với lại danh tiếng nhà họ lệ cũng đồn đại khắp nơi nên mai thu cũng biết đôi chút về gia đình này giờ bảo cô lấy gia đình nhà họ cô biết cuộc hôn nhân này là cuộc hôn nhân sắp đặt nhưng với bản tính nhu mì hiếu thuận thu cũng đồng tình nghe theo bố mẹ với lại cô cũng chưa có bạn trai chưa yêu ai thì cô lấy ai mà chẳng được hơn nữa cậu ấm nhà họ lệ thu nghe nói cũng bảnh lắm cô thì luôn thích cái đẹp cứ được ở cạnh anh chàng đẹp trai là cô thích rồi. Nói vậy không phải là Thu không có suy nghĩ riêng tư, không có hoài bão ước mơ của đời mình, nhưng hình như cô cũng giống như nhiều đứa trẻ con nhà giàu khác, chúng mặc định sinh ra là như vậy. Đi đâu phải có kẻ đưa người đón, học trường nào, học ngành nào là do ba mẹ chọn. Lớn lên lấy ai cũng là do bố mẹ sắp đặt. Có lúc Thu nghĩ, những đứa trẻ con nhà giàu như cô thật khổ, chúng chẳng được tự ý ăn những món ăn vặt mình thích, chẳng được nô đùa cùng các bạn trên con đường từ trường về nhà, đi đâu cũng có người giám sát. Thu đã cãi lời bố mẹ không đi du học mà ở lại trong nước theo đuổi đam mê nghệ thuật của mình rồi. Giờ đây, ba mẹ cô bảo cô lấy chồng cô không thể từ chối. Hơn nữa, cô biết chắc chắn một điều là gia đình mà ba mẹ cô đã chọn để gửi gắm đứa con gái cành vàng lá ngọc của mình vào đó thì phải là một gia đình bề thế trong vùng. Nếu cô có vào làm dâu nhà họ thì chỉ có sướng mà thôi. Cứ vẩn vơ suy nghĩ những chuyện không đâu, xe dừng trước cổng công ty lúc nào mà thu cũng không hay. Đến công ty rồi cô ơi, nhanh vậy à? thu bước xuống xe trên tay cầm chiếc hộp cơm mà hồng xinh xắn cô ngước mắt lên nhìn đúng là thiên hạ đồn không sai cứ nhìn cái trụ sở tổng công ty nhà chồng cô đây thì đủ biết là công ty này lớn mạnh như thế nào rồi để tôi gọi điện cho cậu trọng minh cậu lái xe vừa nói tay vừa rút điện thoại trong túi ra định bấm gọi thôi thôi để tôi tự lên tôi muốn cho anh ấy sự bất ngờ vậy tôi đợi cô ở đây nhé Thu nhanh chân bước qua cánh cổng, do bảo vệ ở đây chưa gặp Thu bao giờ nên họ không biết cô. Thu phải nói với họ cô là vợ cậu Trọng Minh và đưa chứng minh thư nhân dân ra thì họ mới cho cô vào. Vào cầu thang máy, cô bấm lên tầng 7 và dừng ở trước cửa phòng giám đốc, muốn tạo sự bất ngờ cho chồng nên Thu không gọi điện trước, cũng không gõ cửa. Cô đứng hít sâu một hơi, tay cô vén vén mai tóc của mình lên rồi đẩy cửa bước vào khi cánh cửa vừa hé thu bỗng khựng lại hộp cơm trên tay cô rơi xuống đất trước mắt thu là một hình ảnh kinh hoàng chồng cô và giáng hương ả thư ký của anh ta đang cuốn lấy nhau trên chiếc bàn làm việc chiếc áo sơ mi của trọng minh đã tuột hai cúc làm hở ra một góc ngực vạm vỡ của anh còn ả thư ký kia thì chiếc váy bó sát đã được hất lên tới trên đùi chân thu nhũn ra hai tay cô nắm chặt miệng cô lập bập cát các người. Thu chỉ thốt ra được hai từ như vậy, rồi cô ôm mặt quay đầu bỏ chạy, để lại hộp cơm nằm lăn lóc trên nền nhà. Mình hất tay dáng hương ra khỏi người mình, định chạy đuổi theo Thu, thì đã bị dáng hương kéo lại. Kệ chị ta đi anh, nhưng cô ấy đang mang bầu, em cũng đang có thai đây. Anh không lo cho đứa con chúng ta trong bụng em nữa sao? Nói rồi, dáng hương cầm lấy tay Trọng Minh, đưa lên xoa xoa vào chiếc bụng của mình. Minh ngồi phịch xuống ghế, anh ngả người ra phía sau, mắt nhắm lại và thở dài. Giáng Hương cũng đã mang thai với anh. Xuống đến hành lang tầng 1. Mai Thu chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh, cô xả vòi nước và bắt đầu khóc to, nước mắt cô ràn rụa làm ướt hết cả khuôn mặt. Cô nghĩ sao Trọng Minh lại có thể làm như vậy với cô cơ chứ? Nếu anh ta không thích thì có thể từ chối không cưới cô kia mà, đằng này Mới cưới được có thời gian mà anh ta đã phản bội cô một cách trắng trợn như vậy. Cô phải làm gì với anh ta bây giờ? Nếu cô bỏ anh ta thì danh tiếng hai gia đình sẽ như thế nào? Rồi đứa con trong bụng cô sau này sẽ ra sao? Đứa con này đang đường đường chính chính là người thừa kế của nhà họ Lệ kia mà. Mai Thu bỗng nhìn xuống bụng mình, cái thai 4 tháng đã bắt đầu nhô lên trên bụng cô. Không, cô không thể bỏ cuộc được. Cô là con dâu nhà họ lệ và chỉ có con cô mới là người thừa kế nhà họ lệ sau này. Mai Thu đứng dậy, cô dùng hai tay té té, những làn nước mát lên mặt mình. Nước lạnh dường như làm cho cô tỉnh táo hơn. Cô không khóc nữa mà lấy khăn lau khô mặt rồi bình thản bước ra ngoài. Sao cô xuống nhanh thế? Cậu chủ được ăn ngon, chắc này vui lắm nhỉ? Vui, anh ta ăn thứ khác ngon hơn rồi. Mai Thu lầm nhầm và bước chân nhanh vào, kéo cánh cửa thật mạnh để mặc cậu lái xe vẫn đứng ngơ ngác ở ngoài vì chẳng hiểu Thu vừa nói gì. Suốt quãng đường về nhà, Mai Thu không nói nửa câu. Về đến nhà, cô đi thẳng lên phòng, đóng cửa lại, chứ cô cũng không sang phòng mẹ chồng nói chuyện như mọi khi. Bữa tối, cô cũng không xuống chuẩn bị mà để kệ cho vú lại và đám gia nhân nấu. Nằm trong phòng, Thu tự nhủ, từ giờ cô sẽ không nấu cho anh ta ăn món nào nữa cho anh ta ăn ngon để anh ta sướng dạ thì theo gái à nghĩ rồi thu đặt tay lên bụng mình mẹ sẽ ở đây để lo cho con mợ thu ơi mợ xuống ăn tối ạ à. tiếng vú lài từ dưới lầu vọng lên cắt ngang dòng suy nghĩ của thu cô đứng dậy và từ từ xuống nhà ăn tối trên bàn ăn bà châu cùng trọng minh đã ngồi đợi sẵn Thu kéo ghế ngồi vào bàn ăn và ăn bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Thấy Thu không nói gì, Minh cũng kệ. Ban đầu anh nghĩ, với bản tính nhu mì của Thu thì cô sẽ không làm toáng lên và cô sẽ âm thầm chịu đựng. Nhưng giờ anh lại nhìn thấy cô hết sức bình thản thì anh không biết cô đang nghĩ gì. Từ hôm đó, Minh và Thu ngủ riêng, thấy con trai và con dâu không được tình cảm như trước, bà Châu cũng tỏ vẻ nghi ngờ. Thu thì nói với bà là cô bầu bì khó ở nên muốn ngủ riêng để không làm phiền Minh vì công việc của anh ở công ty rất mệt mỏi. Bà Châu hỏi Minh thì anh chỉ im lặng không nói gì, cuộc sống cứ như vậy trôi đi. Sau khi Thu sinh con trai được 3 tháng thì cô biết ả à Giang Hương kia cũng đã sinh một bé gái. Minh mua cho ả à một căn hộ ở ngoại ô thành phố, thỉnh thoảng anh vẫn qua đấy ở với mẹ con cô ta. Biết như vậy nhưng Mai Thu cũng chả buồn gì vì cô đã xác định cuộc sống của mình như vậy rồi. Tất cả là vì đứa con trai của cô. Nhưng rồi mọi chuyện cũng không theo ý người. Và ngày sinh nhật tròn 7 tuổi của con trai Thu, hôm đó Minh về rất sớm để chúc mừng sinh nhật con trai. Khi cả nhà đang quây quần bên bàn tiệc, bé trọng tú chuẩn bị thổi nến thì giáng hương sắt con gái cô ta bước vào. Chào cả nhà hôm nay sinh nhật anh tú nên em gái bích huệ cũng đến chúc mừng sinh nhật anh trai đây nói rồi giáng hương đẩy bé bích huệ về phía tú bảo bé tặng quà cho anh trai bà châu và đám người giúp việc thì ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì minh và thu thì đưa mắt nhìn nhau minh ra hiệu là việc này không phải do anh sắp đặt còn thu thì hai mắt cô trợn to tỏ vẻ tức giận không được nhận Thu quát to, khi thấy bé Tú đưa tay nhận hộp quà, bé Tú thấy mẹ quát thì rụt tay lại, không dám nhận quà nữa. Chị sao thế? Chúng nó là anh em ruột chứ có phải người dưng đâu mà chị làm vậy. Chúng là trẻ con mà. Giáng hương lên tiếng, giọng như trêu người, cố cút ra khỏi đây. Mai Thu quát to và chỉ tay đuổi mẹ con Giáng hương. Hình như chị nhầm vị trí của mình rồi phải. Trong cái nhà này, mẹ và anh Minh còn chưa đuổi thì chị lấy tư cách gì đuổi mẹ con tôi? chị nghĩ chị hơn tôi thứ gì chị hơn tôi ở việc chị sinh được đứa con trai à hay hơn tôi ở tờ giấy hôn thú Giang hương vừa nói vừa nhếch mép cười đều lúc này minh bước đến đưa tay bịt lấy miệng Giang hương và định kéo cô ta ra ngoài thì cô ta giằng tay minh ra anh để mặc em ngồi nghe từ đầu đến giờ bà châu cũng lơ mơ đoán ra được mọi chuyện bà chậm rãi lên tiếng giọng của bà tuy nhỏ nhưng vẫn đầy uy lực minh con cứ thả cô ta ra để cô ta ngồi xuống cùng chúc mừng sinh nhật thằng Tú. Nay là sinh nhật cháu trai của ta, không thể để những chuyện vô sỉ đó làm cháu trai ta mất vui được. Nghe bà Châu nói vậy, Minh liền buông dáng hương ra và trở lại ngồi vào bàn. Giáng Hương thấy thế thì cũng liền kéo bé Bích Huệ lại bàn, ngồi xuống. Bé Huệ còn nhanh tay, nhặt hộp quà rơi dưới đất lên đưa cho anh trai. Tú vui vẻ nhận lấy hộp quà từ tay Huệ. Nào, bây giờ còn toàn người lớn các anh chị hãy nói cho bà già này biết đang xảy ra chuyện gì bà châu lên tiếng hỏi khi gọi con trai con dâu và giáng hương vào phòng khách uống trà thấy bà châu hỏi vậy giáng hương nhanh chóng nói cho bà châu biết mối quan hệ của ả với mình thế bây giờ cô muốn gì bà châu hỏi giáng hương dạ con muốn có một danh phận ạ à? con muốn đưa bé bích huệ về đây sống vừa được xem như dâu con trong nhà cô cũng cao tay gớm nhỉ cô tưởng nhà họ lệ này ai thích vào là ở là vào được sao? Dạ, nhưng mà con cũng đã có con với anh Minh rồi à? Cô nghĩ là có một đứa con thì được quyền bước vào cái nhà này sao? Bà Châu quát lớn, cô đừng có mơ, nhà họ lệ này chỉ có duy nhất một đứa con dâu đã được cưới hỏi đàng hoàng. Những thứ rẻ rách như cô thì đừng mơ bước chân vào nhà họ lệ. Mẹ, mẹ, khinh người quá rồi đấy. Giáng Hương tức nổ máu mắt, ả à ta lập bập nói những hạng như cô thì cũng xứng đáng như vậy mà thôi. Bây giờ cô chọn lựa đi. Một là cô trở về cuộc sống như trước, an phận mà sống. Thằng Minh sẽ chu cấp toàn bộ chi cho mẹ con cô. Hai là rời khỏi đây và không được một xu nào hết. Không, con muốn về ở trong ngôi nhà này. Con gái con cũng là giọt máu nhỏ lệ. Nó phải được về đây ở. Vậy cô cứ ngồi đó đợi đi. Bao giờ bà già này chết thì mới tới lượt cô. Chứ khi bà già này còn sống thì cô không có cửa đâu thu đưa mẹ vào phòng nghỉ nói rồi bà châu ra hiệu cho thu đẩy xe lăn vào phòng mình để cho giáng hương và minh ở ngoài sao mẹ anh lại đối xử với em như vậy em thì kém gì chị ta chứ giáng hương nói với minh anh đã bảo em ấy là cứ sống như vậy đi anh có để mẹ con em thiếu thứ gì đâu mà em cứ một mực phải đòi về đây em muốn được công nhận là con dâu nhà họ lệ thiên hạ phải biết em cũng là vợ anh và bé bích huệ là con của anh thì anh có bảo nó không phải là con anh đâu Anh nói vậy mà nghe được sao Nếu mẹ con em cứ sống âm thầm như thế Thì ai công nhận mẹ con em là con cháu nhà họ lệ Không, bằng mọi giá Em phải được vào ở cái nhà này Anh tính sao thì tính Nói rồi Giáng Hương cầm túi sách đứng dậy Với vẻ mặt vô cùng tức tối Ra sân kéo tay bé Huệ đi về Trong phòng bà Châu lúc này Mai Thu và bà đang ngồi nói chuyện con biết chuyện thằng minh có vợ bé bên ngoài đã lâu chưa bà châu sậm rãi hỏi thu dạ từ ngày con mang bầu thằng trọng tú mẹ ạ sao con không nói cho mẹ biết con nghĩ mẹ biết cũng chả thay đổi được gì vì lúc đó cô ta cũng mang bầu rồi con cũng không muốn làm dùm beng vì nó ảnh hưởng đến việc làm ăn của cả hai gia đình với lại con nghĩ chắc cô ta cũng biết thân biết phận chỉ âm thầm sống như vậy thôi ai ngờ bây giờ cô ta lại trèo ngược như vậy con biết nghĩ cho đại cục như vậy, đúng là không hổ danh con dâu nhà họ Lệ chút nào. Con yên tâm, mẹ không bao giờ chấp nhận cô ta. Nhà họ Lệ chúng ta chỉ có mình con là dâu thôi. Vâng thưa mẹ, nhưng con chỉ sợ cô ta sẽ không dừng lại ở đây đâu ạ. À? Thu nói như vậy là bởi cô đã nhìn thấy trong ánh mắt của Giang Hương ẩn chứa những âm mưu xảo quyệt. Cô ta sẵn sàng làm mọi thứ để đạt được mục đích của mình. Bà Châu ngồi trầm ngâm một lúc thì nhẹ nhàng nói với Mai Thu, "Chắc cô ta cũng không dám làm gì đâu, con không cần lo lắng quá, để mai mẹ nói chuyện với thằng Minh." "Vâng ạ, giờ mẹ nghỉ ngơi đi ạ, con cũng về phòng cho cháu Tú ngủ đây ạ." Thu chào bà Châu và đi về phòng mình. Trên đời này, lòng dạ con người thật khó đoán sự nham hiểm của một người đàn bà thật đáng sợ và đúng như dự cảm của thu từ hôm đó thỉnh thoảng giáng hương lại dắt con gái về nhà bà châu ăn cơm cô ta còn ngang nhiên thể hiện tình cảm với trọng minh trước mặt mai thu làm cô thấy cô ta thật kinh tởm mặc dù bị bà châu chửi bới sỉ nhục thậm tệ nhưng cô ta vẫn trơ chẽn ở lại trong nhà mục đích cuối cùng của cô ta là được về ở trong ngôi nhà này chiếm lấy gia tài nhà họ lệ lệ trọng minh thì mù quáng anh ta đã rơi vào lưới tình của ả à, nên giờ đây ả à làm gì anh không ủng hộ nhưng cũng không phản bác cô ta cứ thế ngang nhiên thực hiện những âm mưu đen tối của mình mai thu thì chả ghen tuông gì vì từ ngày cô nhìn thấy trọng minh ngã vào lòng ả à trên chiếc bàn là công ty thì cô đã không còn lưu luyến gì anh ta nữa rồi tất cả những việc mai thu làm kể cả việc sống ở nhà họ lệ cũng là vì lo cho đứa con mà thôi sự xuất hiện của mẹ con nhà giáng hương trong nhà họ lệ làm ai cũng thấy ngứa mắt khó chịu nhưng hai đứa trẻ cùng cha khác mẹ là trọng tú và bích huệ thì chúng lại vui mừng hớn hở mỗi khi gặp nhau chúng thích chơi với nhau mỗi lần gặp nhau là anh em chúng lại kéo ra khu vườn trước tòa nhà đùa vui tíu tít chúng ngây thơ hồn nhiên nên không biết được rằng tâm hồn mình sắp bị tổn thương bởi những âm mưu tính toán của người lớn và hôm đó, khi vừa ăn cơm tối xong, Mai Thu đang định đi tắm xong để cho thằng Tú học bài, thì cô lại thấy Giang Hương xuất hiện. Sao nay cô ta lại tới vào giờ này nhỉ? Ngoài trời thì đang mưa gió sấm chấp ầm ầm. Cô đến giờ này có việc gì? Mai Thu bực bội hỏi Giang Hương. Tôi đến báo tin vui cho anh Trọng Minh. Chị có muốn xem không? Nếu chị muốn thì ngồi lại đây, chờ tôi lên lầu gọi anh Trọng Minh xuống rồi chúng ta cùng xem nhé. Nói rồi, Giang Hương đi lên lầu Cô ta bước từng bước một như đánh đáo trên bậc cầu thang. Một tay cô ta cầm một tệp giấy gì đó, một tay cô ta vịn vào cầu thang, vừa đi vừa cười đắc ý. Nhìn thái độ của Giang Hương làm Mai Thu vô cùng điên tiết. Bình thường, mỗi khi ả à đến, Mai Thu đều mặc kệ cô ta thích làm gì thì làm Nhưng hôm nay nhìn cái mặt cân cân và thái độ đắc ý của cô ta Làm Mai Thu vừa thấy khó chịu vừa tò mò Nên Mai Thu quyết định ngồi đợi ả à và Trọng Minh xuống Cô muốn xem ả à ta lại dở trò gì nữa đây Khi Trọng Minh và Giáng Hương vừa bước xuống phòng khách Giáng Hương liền lên tiếng Em có cái này cho anh xem Chắc anh sẽ bất ngờ lắm đấy Vừa nói Giáng Hương vừa đưa cho Trọng Minh tệp giấy trong tay cô ta đó là những bức ảnh vừa nhìn vào những bức ảnh bỗng mặt trọng minh tối sầm lại anh quát lên em lấy những bức ảnh này ở đâu ra em lấy ở đâu không quan trọng mà quan trọng là người trong ảnh này lại chính là phu nhân nhà họ lệ thử hỏi nếu giờ em đưa những bức ảnh này ra bên ngoài thì danh tiếng nhà họ lệ của anh sẽ vang xa đến đâu nhỉ giáng hương vừa nói vừa phá lên cười từ nãy đến giờ mai thu vẫn ngồi đó theo dõi bỗng nghe thấy sáng hương nhắc đến mình thì mai thu vội vàng chạy tới giật những tấm hình trên tay trọng minh mai thu không thể tin nổi vào mắt mình nữa trong hình chính là cô và một gã đàn ông lạ hoắc đang nằm ôm nhau trên giường cả hai đều không một tấm vải che thân người mai thu nóng bừng môi cô rung lên bần bật cô ném những bức ảnh xuống đất và nói trong nước mắt không phải em đây là những bức ảnh giả em không làm chuyện đó Trọng Minh ném những bức ảnh còn lại về phía Mai Thu Vậy mà từ trước tới giờ Cô luôn giả bộ thanh cao Sự thật danh danh thế này Mà cô còn chối à Ờ thì tôi cũng chẳng tốt đẹp gì với cô Nhưng mà cô có ăn nằm với thằng nào ấy Thì cũng kín đáo một chút chứ Cô để bọn nó chụp ảnh thế này Thì danh tiếng nhà họ lệ để đi đâu Cô không xứng đáng làm dâu nhà họ lệ À mà cô định trả thù tôi chứ gì Cô định phá hủy công ty nhà tôi chứ gì Đồ con đĩ Những lời nói cay nghiệt của Trọng Minh như ngàn mũi dao đâm vào tim Mai Thu. Cô cố, cố gắng thanh minh thế nào, anh ta cũng không nghe và luôn cho rằng cô cố tình làm vậy để hủy hoại danh tiếng nhà họ lệ, làm cho công ty nhà họ lệ phá sản. Chửi mắng Mai Thu một hồi lâu thì Trọng Minh bỏ đi lên lầu với vẻ mặt vẫn còn vô cùng tức tối giáng hương nhìn mai thu ngồi bẹp dưới sàn nhà khóc nức nở thì cô ta nở một nụ cười nham hiểm rồi theo chân trọng minh lên lầu bị oan mà không làm cách nào thanh minh được mai thu không làm cách nào để chứng minh những bức ảnh đó là giả được cô đau đớn lê từng bước chân về phòng mình và có lẽ đến giờ thì cô không thể ở được trong cái nhà này nữa rồi giáng hương cô ta đã thắng sự nham hiểm và tàn độc của cô ta cuối cùng cũng đuổi được Mai Thu ra khỏi nhà, mở chiếc vali, Mai Thu vơ vội mấy bộ quần áo nhét vào và nhanh chóng xách vali ra khỏi nhà. Trọng Tú thấy mẹ vừa khóc vừa xách vali đi thì liền chạy theo gọi và chính cái đêm đó, cái thời khắc đó, Mai Thu vừa mở cánh cổng lao ra ngoài thì chiếc xe ô tô lao tới, Trọng Tú chạy theo mẹ, khi nó nhìn thấy mẹ thì chỉ còn là một tấm thân yếu ớt nằm bất động trên đường. Cái chết của Mai Thu đã gây ra cú sốc lớn cho bà Châu và bé Trọng Tú. Tú trở lên lầm lì ít nói, chẳng muốn tiếp xúc với ai. Nhìn cháu như vậy, bà Châu đau đớn vô cùng. Bà tự nhủ sẽ làm mọi cách để bảo vệ đứa cháu này. Bà sẽ không để con đàn bà mất nết kia làm hại cháu bà, giống như nó đã hại con dâu bà. Sau đó, Tú được bà nội gửi vào học tại một môi trường quốc tế nội trú. Ở đây, Tú được tiếp xúc với nhiều bạn bè nên cậu dần trở nên hòa đồng hơn, vui vẻ hơn. Bà Châu mỗi lần đến thăm, thấy cháu trai đã nói cười trở lại thì bà vui mừng lắm. Nhưng rồi một ngày, vào mùa hè năm cậu 18 tuổi, bà đột nhiên nhận được tin cháu mình bị ngã phải nhập viện. Bà tức tốc vào bệnh viện. Thật may, Tú không bị sao, người cậu không bị thương, nhưng từ hôm đó, sau khi tỉnh lại, thì Tú nói năng không còn bình thường như trước nữa, mà cậu cứ ngây ngây ngô ngô như một đứa trẻ lên ba. Chẳng còn biết làm thế nào, bà Châu đành đón Tú về nhà để gia đình chăm sóc. Thời gian trôi qua mới đấy mà đã 7 năm. Tú vẫn ngây ngô như vậy, bà Châu thì ngày càng yếu đi. Hình như bà có dự cảm không tốt về sức khỏe của mình. Bà sợ nếu chẳng may bà mất đi. Lúc này thì người bà lo lắng nhất vẫn là trọng tú. Nó cần phải có một chỗ dựa vững chắc thì bà mới yên tâm được. Chứ ở trong cái nhà này ba nó và mẹ kế giáng hương không hề thương nó như bà. Quản gia Vương này, dạ thưa bà chủ gọi tôi ạ. À. Hôm nay tôi với ông sẽ đi tới phường Đông Hà một chuyến nhé. Vâng, thưa bà chủ. Nghe bà Châu nói vậy, quản Gia Vương liền tức tốc kêu lái xe, chuẩn bị để đưa bà Châu đi. Ông không biết có việc gì, nhưng chắc phải quan trọng lắm thì bà Châu mới đích thân đi như vậy. Khi tới phường Đông Hà, bà Châu bảo quản Gia Vương đẩy xe lăn và xách một giỏ hoa quả đi vào một cái ngõ nhỏ và dừng trước cửa một ngôi nhà hai tầng đã cũ. Bà Châu ra hiệu cho quản Gia Vương bấm chuông. Khi tiếng chuông vừa dứt thì một người đàn ông chừng 50 tuổi chạy ra mở cổng, nhìn thấy bà Châu, người đàn ông liền vui mừng lên tiếng, "Bà chủ, nay bà ghé chơi ạ, à? mời bà vào trong nhà." Sau khi pha ấm trà, mời bà Châu cùng quản gia Vương, người đàn ông liền lên tiếng, "Thưa bà chủ, vấn đề hôm trước bà gọi điện trao đổi với tôi, vợ chồng tôi cũng bàn bạc với cháu Nhã Phượng rồi, cháu nó đồng ý ạ." À? Vậy tốt quá rồi, để ta xem ngày lành tháng tốt sẽ cử hành hôn lễ cho hai đứa và giữ con bé về bên đó luôn. Ông bà yên tâm, nhà họ lệ chúng tôi không bạc đãi ai bao giờ. Mọi chi phí cho đám cưới bên nhà chúng tôi sẽ lo liệu. Ông bà cứ lên danh sách và mời khách tùy ý nhé. Vâng ạ, à, cũng nhờ có bà mà chúng tôi mới có ngày hôm nay ạ. À. Bàn xong công việc thì bà Châu và quản gia Vương xin phép ra về. Trên đường về, bà vui mừng phấn khởi vô cùng vì cháu trai của bà sắp có vợ vợ nó sẽ là người thay bà chăm sóc nó nốt phần đời còn lại có như vậy thì dù bà có chết cũng yên tâm rồi Gia đình mà bà Châu vừa đến để hỏi vợ cho cháu trai chính là nhà ông Bình. Ngày trước khi cả hai vợ chồng ông Bình mới đến thành phố này, chưa tìm được việc làm, không có nhà để ở. Họ phải bế con xong rồi tìm việc khắp nơi. May mắn khi đến công ty nhà bà Châu, bà đã nhận cả hai vợ chồng vào làm. Bà còn giúp tiền và tìm chỗ ở và chỗ gửi trẻ cho hai vợ chồng ông đi làm. Ơn huệ đó, ông Bình không bao giờ quên nhiều năm trôi qua vợ chồng ông bình do sức khỏe yếu họ đã nghỉ làm ở công ty nhưng thỉnh thoảng vẫn gọi điện hỏi thăm sức khỏe bà châu bà châu biết đứa con gái năm xưa của ông bình giờ đã lớn nên bà cho người dò hỏi thấy bảo nó vẫn chưa lấy chồng nên cách đây mấy bữa bà gọi điện hỏi ông bình về chuyện muốn xin cưới con gái họ cho cháu trai của bà hôm qua ông bình gọi điện báo cho bà Châu là con gái ông đã đồng ý lấy cậu trọng tú thì bà Châu vô cùng phấn khởi liền bảo quản gia vương cùng bà đến nhà ông Bình để bàn bạc cụ thể việc cưới xin. Ngày đám cưới của lệ trọng tú và nhã phượng đã đến, từ hôm trọng tú thấy bà nội bảo là sẽ cưới vợ cho cậu thì cậu vui lắm. Cậu xem trên tivi cứ thấy đám cưới là người ta trăng rất nhiều hoa và bóng bay, rồi chú rể và cô dâu thì mặc đẹp nên cậu nghĩ chắc đám cưới cậu, bà nội cũng sẽ mua cho cậu nhiều bóng bay để chơi, nên cậu háo hức, mong chờ ngày này lắm. Quả đúng như vậy, hôm nay tại một khách sạn sang trọng trong thành phố, nhà họ lệ tổ chức lễ cưới cho đứa cháu trai duy nhất của mình. Dù không bằng lòng, nhưng không dám cãi lời bà Châu, nên ông Trọng Minh và bà mẹ kế ráng hương cũng phải lo tổ chức lễ cưới cho con trai thật hoành tráng. Vì bà Châu bảo đây là đám cưới đứa cháu đích tôn của nhà họ lệ mà nhà họ lệ cũng là gia đình giàu có nhất nhì thành phố thì phải tổ chức cho nó hoành tráng đám cưới cháu trai của bà phải thật hoành tráng mới được bà muốn cho thiên hạ biết đứa cháu trai tuy khở khảo nhưng giờ đây nó cũng lấy được một cô vợ xinh đẹp và cuộc sống của nó sau này chắc chắn sẽ hạnh phúc a à, nhiều bóng bay quá nhiều hoa quá mình được cưới vợ rồi vui quá trọng tú trong bộ vét đen thật bảnh nhưng anh lại không làm những việc bình thường như những chú rể khác trong đám cưới của mình mà cậu cứ tung tăng chạy hết bàn này bàn nọ cậu lấy cái que gõ gõ vào những quả bóng bay đã được kết thành hình trái tim trông rất đẹp mắt thỉnh thoảng cậu lại chọc mạnh khiến quả bóng bay đang căng bị vỡ bụp một cái và cậu ta phá lên cười vẻ vô cùng thích thú Ông Trọng Minh nhìn thấy con trai như vậy thì chỉ lắc đầu, sự thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt ông. Ông Trọng Minh liền gọi quản gia vương lại và bảo ông ta canh chừng cậu, không cho cậu phá nữa. Bà Giáng Hương thì thốt ra một câu lạnh tanh, đúng là đồ của nợ mà. Rồi bà ta tự lầm nhầm, sao mày không nằm liệt một chỗ giống con mẹ mày luôn đi. Xong rồi bà ta bắt đầu đi sửa soạn lại trang phục vì đã đến giờ quan khách đến chẳng ưa gì mẹ chồng và cũng chẳng quý đưa con trai chồng khở khảo bà giáng hương miễn cưỡng đứng ra cùng chồng tổ chức lễ cưới cho con trai nhưng hôm nay bà ta mời nhiều quan khách lắm vì nhà họ lệ rất nổi tiếng lại có nhiều mối quan hệ làm ăn nên đây là cơ hội để các đối tác thể hiện thành ý muốn được hợp tác họ mừng phong bì to lắm bà hương cứ sẵn thế mà thu về thôi khi quan khách đã tới đông đủ thì buổi tiệc bắt đầu sau màn giới thiệu thì mọi người đều nâng ly để chúc mừng ông minh bà hương chúc mừng nhà họ lệ đã có thêm cháu dâu mới tiếng cười nói tiếng cụng ly và những cái bắt tay chúc mừng càng làm cho buổi tiệc trở nên náo nhiệt cậu trọng tú đâu mà nãy giờ tôi chưa thấy vậy ông bà tôi muốn chúc cậu ấy một ly một vị khách lên tiếng hỏi bà giáng hương quay sang nhìn chồng rồi nhanh nhẩu lên tiếng dạ các vị thông cảm cho cháu trọng tú nhà tôi, tinh thần vốn không tốt nên không thể đi chúc rượu được. Vợ chồng tôi xin được uống thay cháu ạ." À. Nghe bà Hương nói vậy, vị khách gật đầu cười cười và đưa ly rượu lên uống, rồi xin phép vợ chồng ông Minh để đi chúc rượu ở những bàn khác. Lúc này, ở trong phòng trang điểm của khách sạn, Nhã Phượng và mẹ mình đang ngồi nói chuyện với nhau. "Thôi, con đừng khóc nữa, nước mắt làm lem hết phấn má rồi kìa." Bà Hai nhẹ nhàng nói với con gái. "Nhưng con không muốn lấy chồng nhã phượng mặt buồn thiêu trả lời mẹ mình con gái lớn thì phải lấy chồng chứ con nhưng con có biết anh ta là ai đâu thì lấy về rồi sẽ biết thôi con nhà họ có ơn lớn với nhà mình với lại nhà họ rất giàu có con phải làm dâu ở đấy đỡ phải làm lụng cực khổ có phải sướng cái thân không mẹ tưởng lấy được nhà giàu thì sướng à tiền phải tự mình làm ra mới sướng chứ về đấy con vẫn đi làm con phải tự mình kiếm được tiền để không phải phụ thuộc ai cả nhà họ giàu cũng đâu phải dễ bốc được mà ăn đâu ờ ờ thì về đấy con cứ đi làm việc của con nhưng mà dẫu sao lấy được nhà giàu vẫn hơn chứ như bố mẹ mày đây làm lụng cả đời đến giờ già yếu vẫn có đồng bạc các nào đâu còn mặc kệ nói rồi nhã phượng lại lấy khăn chấm chấm mới giọt nước mắt thật ra nhã phượng rất thương bố mẹ biết bố mẹ hay ốm đau phải chạy chữa hết nhiều tiền nên học hết lớp 12 là Phượng xin đi làm công nhân ở một công ty may để kiếm tiền đỡ đần bố mẹ. Hôm ông Bình bố cô nói với cô là nhà họ Lệ muốn hỏi cưới cô cho cháu trai nhà họ thì cô không đồng ý, một phần cô chưa muốn lấy chồng, một phần vì cô muốn sau này cô phải lấy người mà cô yêu như thế mới sống được. Chứ đằng này tự dưng bắt cô lấy một người lạ hoắc, chả gặp bao giờ thì làm sao cô đồng ý cho được mà cô còn tìm hiểu nghe người ta nói là cậu ấm nhà họ lệ đầu óc không bình thường cô đoán chắc thế thật nên từ hôm ăn hỏi đến hôm nay cô vẫn chưa gặp anh ta bao giờ nhã phượng tự nhủ mình xinh đẹp thế này không thể lấy một tên dở hơi được hoài phí hết cả tuổi thanh xuân của cô nhưng trước những lời thuyết phục như van xin của bố mẹ, Nhã Phượng đành gật đầu đồng ý, vì cô sợ nếu cô nhất quyết từ chối thì bố mẹ cô sẽ không biết ăn nói với nhà họ Lệ thế nào. Gia đình cô chịu ơn nhà họ quá nhiều và thú thực cô biết bố mẹ cô sợ thế lực nhà họ Lệ. Đến giờ làm lễ thành hôn, ông Bình đã dắt tay con gái ra đứng ở giữa sân khấu mà mãi vẫn chẳng thấy chú rể đâu. Nhã Phượng cứ đứng một mình như trời trồng trên sân khấu Ở dưới tiếng xì xào mỗi lúc một to Làm Nhã Phượng vừa sợ và xấu hổ Không biết cái tên dở hơi đó làm gì Mà mãi chưa thấy ra Nhã Phượng đang dậm dậm cái chân cho đỡ mỏi Thì bỗng từ bên trong Trọng Tú lao ra Hai tay cậu cầm hai quả bóng bay Cậu cứ rung rung cho quả bóng bay Hất qua hất lại Do chạy nhanh quá Lại không chú ý Nên Tú lao sầm vào người Nhã Phượng Khiến hai người nhã ra Người cậu ta đè lên người Nhã Phượng Bốn mắt nhìn nhau Cả hai đứng hình mất 5 giây Rồi Nhã Phượng dùng hết sức Lấy hai tay đẩy hất Trọng Tú sang một bên Cô vừa xấu hổ vừa điên tiết Đúng là đổ dê già mà Ở dưới sân khấu Mọi người nhìn thấy cảnh tượng này Thì cười ổ lên Ông Trọng Minh và bà Giá Hương thấy thế Thì ngượng chín cả mặt Họ cố ngồi cho xong buổi lễ Rồi nhanh chóng lên xe về nhà trước Khi khách khứa đã về hết Trong hội trường lúc này Cũng chỉ còn lại một vài người Chuẩn bị dọn dẹp Thì quản gia Vương đến nói với Trọng Tú và Nhã Phượng Chúng ta về thôi cậu mỡ Vâng thưa ông Nhã Phượng đáp lời Lời của quản gia Vương đây là quản gia Vương, không phải là ông đâu chị vợ." Thấy cậu chủ nói vậy, quản gia Vương quay sang Nhã Phượng cười thân mật, "Mợ cứ gọi tôi là quản gia Vương, vâng tôi biết rồi." Nhã Phượng gật đầu đáp lại, rồi mở cửa xe ô tô lên trước, Trọng Tú nhanh chóng chạy theo, "Chị vợ ơi, chờ trong với." Tú cũng vào ngồi cạnh. Nhã Phượng thấy Tú ngồi sát vào mình thì cô nhổm mông ngồi dịch sang bên cạnh tú lại tiếp tục ngồi dịch sang cho sát nhã phượng nhã phượng thấy thế thì bực mình nói anh ngồi xa tôi ra tôi không thích anh chạm vào người tôi nhưng chồng thích được ngồi cạnh chị vợ mà người chị vợ thơm thế tú vừa nói vừa đưa cái mũi sát vào người nhã phượng hít hít vẻ vô cùng thích thú không nhịn được sự bực bội đối với hành động của tú nhã phượng đẩy cho anh ta một cái thế là tú ngã phịch xuống ghế xe chả biết cú ngã đấy có đau không mà anh ta lăn ra khóc Hù hù, chị vợ đánh chồng, quản gia vương ơi, chị vợ đánh chồng này. Vừa khóc, Tú vừa lấy hai tay vò đầu mình, trông rất buồn cười. Thấy thế, quản gia vương liền chạy đến, dỗ dành anh ta. Thôi cậu nín đi, ngồi yên để chúng ta còn về nhà. Mợ Phượng làm thế là yêu đấy, chứ có phải đánh đâu mà cậu khóc. Thế là yêu à? Nhưng mà chị vợ yêu mạnh tay quá làm chồng đau. Trọng Tú nói như phân trần với quản gia vương Ông lấy tay xoa xoa vào đầu Trọng Tú Rồi đóng cửa xe lại và lên đằng trước bảo lái xe cho xe chạy. Ngồi trong xe, Nhã Phượng nhìn thấy Trọng Tú vẻ mặt ngây ngô, vặt từng cánh hoa hồng vứt xuống sàn xe, xong lại toét cái miệng ra cười, thì cô lắc đầu ngán ngẩm. Số cô đúng là khổ mà, đến cả ngày vui trọng đại nhất cuộc đời mình, mà nước mắt vẫn cứ tuôn rơi. Xe chạy khoảng 30 phút thì về đến nhà Quản gia Vương chạy xuống mở cửa xe Thì trọng tú đã reo lên À về nhà rồi Hoan hô được về nhà rồi Vui quá chị vợ ơi tiếng reo của trọng tú làm nhã phượng thấy khó chịu cô chẳng thấy vui vẻ gì đây là lần đầu tiên nhã phượng đặt chân đến ngôi nhà này cô liếc mắt nhìn xung quanh thì thấy, thấy choáng ngợp với khung cảnh nơi đây một ngôi biệt thự to đẹp phải nói là từ bé đến giờ cô chưa nhìn thấy ngôi biệt thự nào to và rộng như thế nó nguy nga tráng lệ y như trên tv vậy đi vào bên trong nhã phượng càng thực sự choáng bởi những thứ đồ đạc được bài trí bên trong chỉ riêng bộ ấm chén để uống trà thôi, có khi cả gia sản của bố mẹ cô cũng chẳng thể mua nổi. Nhìn thấy sự giàu có của nhà chồng, nhưng Nhã Phượng cũng không hề thấy vui vẻ hay thoải mái tí nào, ngược lại cô còn thấy bực bội khó chịu trong người. Cậu mợ lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi rồi lát xuống ăn cơm ạ. À? Tiếng một người phụ nữ khoảng hơn 60 tuổi nói với Trọng Tú và Nhã Phượng, "Vâng, thưa bà." Nhã Phượng đáp lại lời người phụ nữ, "Sao chị vợ lại gọi Vũ lai bằng ba? Đây là vú lai." Trọng tú nói với vợ: Người phụ nữ đó biết nhã phượng mới đến, chưa biết bà ta là ai, nên đã lên tiếng trước. Vâng đúng đấy mợ ạ, à. tôi là Vũ Lài. Tôi giúp việc trong nhà này đã mấy chục năm rồi, mợ cứ gọi tôi là Vũ Lài cho tiện. Tôi biết rồi. Nhã phượng không quan tâm, nên trả lời cho xong chuyện. Khi Vũ Lài chưa kịp quay đi, thì Trọng tú lên tiếng hỏi: Vũ ơi, hôm nay là ngày cưới của con, thì tối nay con có được xuống nhà chơi siêu nhân cho thỏa thích không? Vũ Lài quay lại. Cầm lấy tay Trọng Tú, nói như dặn dò, không được, tối nay cậu phải ở trên phòng và đi ngủ cùng mợ Nhã Phượng. Con muốn chơi siêu nhân cơ, con không muốn đi ngủ đâu. Bây giờ cậu đã có vợ rồi, cậu phải ngoan, phải nghe lời mợ Nhã Phượng, thì mợ ấy mới yêu thương cậu, cậu biết không? Trọng Tú gật đầu, vẻ nghe lời, con biết rồi, nhưng con sẽ đem siêu nhân lên phòng, rủ chị vợ chơi cùng Nhã Vũ. Được rồi, nhưng cậu phải nhớ, phải nghe lời và đi ngủ sớm đấy nhá. Nói rồi, Vũ Lài xuống nhà bếp cùng chuẩn bị bữa tối với những người làm khác. Lên đến phòng, Nhã Phượng đặt vali quần áo xuống. Cô thấy người mệt mỏi nên nằm phịch xuống giường. Cô liếc nhìn qua căn phòng một lượt. Đồ đạc trong phòng toàn những thứ đắt tiền. Nhưng nực cười ở chỗ là khắp từ tường cho tới thành giường đều thấy dán hình siêu nhân. Nhã Phượng chợt nghĩ Sao anh ta không dán luôn bảng chữ cái và mấy cái phiếu bé ngoan lên nữa cho nó đúng là phòng trẻ con luôn đi? Đúng là nực cười mà. Đang mơ màng thì Nhã Phượng giật bắn cả người lên khi có ai đó ghé vào tận tai cô mà hét. Chị vợ ơi, dễ ăn cơm. Nhã Phượng mở to mắt ra thì đó chính là anh chồng yêu quý của cô. Đúng là tức chết mà, cô nói như quát lên. Anh bị thần kinh hay sao mà hét lớn vào tai người khác thế Nhỡ tôi thủng mang nhĩ điếc ra đấy thì anh tính sao Thấy vợ quá to Thì trọng tú sợ co rú người lại Miệng lắp bắp Chồng chồng tưởng chị vợ ngủ Nên phải gọi to chị vợ mới nghe thấy Mà chị vợ ơi thủng mang nhĩ là gì thế Thấy trọng tú hỏi vậy Nhã Phượng lại càng điên tiết Cô định quát thêm cho anh ta mấy câu Nhưng cô chợt nhớ ra là anh ta bị thần kinh mà Cô nói gì thì anh ta cũng đâu có hiểu đâu không xả tức vào đâu được, Nhã Phượng bật dậy khỏi giường, cô dậm dậm hai chân xuống đất. Ôi trời ơi là trời, sao số kiếp tôi lại khổ thế này? Nhã Phượng chạy ra mở vali, lấy bộ quần áo và đi vào nhà tắm, đóng sầm cửa lại, để mặc cho Trọng Tú đứng ngơ ngác ở ngoài. Nhã Phượng mở vòi nước thật mạnh và ngồi ngâm mình trong đó, cô muốn nhắm mắt lại để quên hết mọi thứ, cô không muốn nghĩ đến hiện tại và tương lai của mình cô ước thời gian ngừng lại để cô không phải tiếp tục sống những ngày tiếp theo của cuộc đời mình vì cô biết những ngày đó sẽ là những ngày thảm hại đối với cô cậu chủ mợ chủ ơi bà bảo xuống ăn cơm ạ à. tiếng của vú lài từ ngoài cửa vọng vào làm nhã phượng giật mình từ chiều về đến giờ cô vẫn chưa qua chào bà châu cô nhanh tay lấy khăn lau khô người và mặc bộ quần áo vào rồi bước ra ngoài thấy trọng tú vẫn ngồi thu lu trên giường cô liền hỏi sao anh không xuống nhà ăn cơm đi còn ngồi đấy làm gì chồng chờ chị vợ tắm xong để cùng xuống ăn cơm ấy mà tôi có bảo anh chờ đâu nhưng chồng thích đi cùng chị vợ mà chồng sợ chị vợ lạ nên muốn đi cùng chị vợ xuống nhà ăn nghe câu nói này của trọng tú cô thấy câu nói này Giống như không phải lời nói của một tên ngốc Lòng Nhã Phượng bỗng thấy ấm lên đôi chút Chắc lúc nãy là lúc anh ta không bị chập mạch Nên mới nói ra được câu khôn như vậy Ờ tôi biết rồi Giờ mình cùng xuống nhà ăn cơm Mà sao anh cứ gọi tôi là chị thế Tôi già lắm à Tôi nhỏ hơn anh 3 tuổi đấy nhá Gọi tôi là vợ Hoặc Nhã Phượng Chứ tôi cấm anh không được gọi tôi là chị vợ Chị vợ không già Mà chị vợ trẻ lắm Đẹp lắm Tôi đã nói Là cấm anh gọi tôi là chị vợ rồi cơ mà nhưng tôi thích được gọi như thế cơ thích cũng không được gọi thấy mặt tú ỉu xìu như một chiếc bánh đa dính nước phượng nghĩ dù cô có cấm thì anh ta chắc vẫn cứ gọi cô là chị thôi nên kệ anh ta muốn gọi cô là gì thì gọi thôi mau đi xuống để ăn cơm nghe thấy phượng bảo xuống ăn cơm thì anh ta hồ hởi như đứa trẻ chạy tung tăng xuống nhà khi phượng và tú xuống đến nhà ăn thì bà châu đã ngồi đợi sẵn ở bàn ăn hôm nay chỉ có mình bà châu mà không thấy bố chồng cô và dì hương đâu cháu chào bà chiều nay về cháu mệt quá định vào phòng nghỉ một chút xong sang chào bà nhưng cháu lại ngủ thiếp đi mất cháu xin lỗi bà phượng lên tiếng khi vừa nhìn thấy bà châu không sao nay các cháu cũng đã mệt rồi giờ là người một nhà không phải khách sáo thế là gì hai đứa ngồi xuống và ăn đi nay chỉ có ba bà cháu ta ăn thôi bố và dì hương đi vắng không có nhà vâng ạ chị vợ ngồi và đi này có món thịt gà ngon quá để chồng lấy cho chị vợ miếng đùi ngon nhất chị vợ ăn nhiều vào nhá vừa nói tú vừa kéo ghế ra cho phượng ngồi xong rồi anh lấy ra một miếng thịt gà bỏ vào bát cho phượng ai chả này có vợ rồi nên quên bà đúng không bà châu nói như làm nũng cháu trai tú thấy bà châu nói vậy thì cười hì một cái chị vợ mới đến nhà mình mà ba cháu thấy trên tivi cứ cô dâu nào mới đến là đều được lấy thức ăn cho như vậy bà có phải cô dâu mới đâu bà châu cười lên vui vẻ trước câu nói ngây ngô của tú ở thôi chúng ta cũng ngồi xuống ăn đi khi ba bà cháu đã ăn xong phượng đứng dậy bắt đầu dọn dẹp thì bà châu bảo cháu cứ để đấy việc dọn dẹp đã có người giúp việc làm phượng thấy thế có vẻ không quen lắm ở nhà cô đều phải nấu cơm ăn xong thì dọn dẹp và rửa bát nay về đây cơm không phải nấu giờ bát cô cũng không phải rửa thì cô chẳng biết làm gì trong cái nhà này nữa phượng nghĩ đó chả biết là sướng hay khổ nữa khi chuẩn bị đi lên phòng thì bà châu quay lại nói với phượng phượng này cháu tạm thời không đi làm nữa mà ở nhà chăm sóc thằng tú nhà cũng có vú lài nhưng giờ cháu là vợ nó thì cần gần gũi nó nhiều hơn Phượng thấy hơi trột dạ vì câu nói của bà Châu. Thực ra cô định nghỉ ngơi 2-3 hôm rồi sẽ bảo với bà là cô vẫn tiếp tục đi làm ở công ty may. Giờ đây nghe bà Châu nói vậy thì cô nghĩ chẳng lẽ gia đình họ cưới cô về chỉ để hầu hạ cho đứa cháu ngớ ngẩn này sao? Vậy chả phải cô là ô xin sao? Không, cô muốn đi làm để có tiền chẳng phụ thuộc ai. Hơn nữa cô phải đi làm thì cô mới được ra ngoài để nhìn ngắm thế giới bên ngoài chứ ở nhà suốt ngày hầu hạ một tên ngốc thế kia thì tuổi thanh xuân của cô sẽ bị trôn vùi cuộc sống có giàu sang cũng chẳng có ý nghĩa gì nghĩ thế nên phượng mạnh dạn nói với bà châu nhưng cháu muốn tiếp tục đi làm ạ à? tuy lương cháu kiếm chẳng được bao nhiêu nhưng đó là số tiền do cháu làm ra và đó mới là điều ý nghĩa đối với cháu Bà Châu hiểu ý của Phượng nói, thực ra thì bà đã có tính toán của riêng bà, bà định cho Phượng nghỉ ở nhà một thời gian cho quen với cuộc sống gia đình, sau đó bà sẽ cho Phượng đi học thêm khóa học quản trị kinh doanh và về công ty nhà bà làm. Cháu muốn đi làm cũng tốt, nhưng cháu mới về làm dâu nhà này, cần có thời gian để làm quen với cuộc sống mới, nên tạm thời cháu cứ nghỉ việc ở nhà đã, quyết định thế nhá, bà đi nghỉ trước đây, các cháu cũng đi nghỉ sớm đi. Nói rồi, bà Châu bấm chiếc xe lăn đi vào phòng, không để Phượng nói thêm câu nào. Đúng là bực mình mà, nhà giàu thì có quyền quyết định tương lai của người khác hay sao? Phượng vừa lầm nhầm, vừa cầm miếng táo bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến, rồi cô bỏ đi lên lầu. Tú đang ngồi chơi siêu nhân ở góc nhà ăn thì thấy Phượng đi lên cầu thang. Anh vứt ngay cái đồ chơi siêu nhân của mình sang một bên và chạy nhanh lên cầu thang theo Phượng. Anh làm cái gì mà chạy như ma đuổi thế? Chồng, chồng lên ngủ với chị vợ mà. Tú vừa nói, vừa thở hổn hển, "Tôi có bảo anh lên ngủ với tôi đâu, anh cứ ở đấy mà chơi siêu nhân cho thỏa thích đi." Phượng nói như vậy, vì cô không thích ở cùng anh ta, nên tránh anh ta được lúc nào là cô cứ tránh thôi, nhưng Vũ Lai bảo là có vợ thì không được chơi siêu nhân nữa mà phải ở trên phòng ngủ với chị vợ thì chị vợ mới yêu con gì? Sao anh ngốc thế?" Vũ Lai nói thế, mà anh có tin à? Thì thì hu hu, bắt đền Vũ Lai, Vũ Lai lừa chồng, hu hu. Tú khóc càng lúc càng to Phượng thấy thế thì hốt hoảng Lấy tay bịt miệng anh ta lại Không nhớ anh ta khóc to thế Làm cả nhà biết họ chạy ra Thì cô đúng là trò cười cho thiên hạ mà Lên đến phòng Tú trèo ngay lên giường Anh cầm cái gối và vỗ vỗ xuống giường Chị vợ nằm đây Tối nay chị vợ nằm đây Con chồng nằm bên cạnh nhá Nhìn cái vẻ mặt ngây ngô nhưng hớn hở của Tú Mà Phượng thấy ngứa máu Cô quát Ai thèm ngủ chung giường với anh Tôi không ngủ chung với anh Thế chứ vợ ngủ đâu? Tôi ngủ dưới đất, giường của anh thì anh ngủ. Đây là giường của chúng ta mà. Tú càng nài nỉ, Phượng càng điên tiết. Tôi đã nói không ngủ là không ngủ mà, sao anh lắm mồm thế, bực hết cả mình. Phượng tiến đến, lấy một chiếc gối và kéo cái chăn vứt xuống đất, rồi cô nằm lăn ra mà nhắm mắt lại. Sau mấy hôm chuẩn bị cho lễ cưới, Phượng không được ngủ mấy thì cô định tối nay sẽ ngủ một giấc cho thoải mái. Đang lơ mơ thì cô nghe tiếng gì đó phì phỏ bên cạnh. Cô quay sang thì thấy Tú đang nằm cạnh. Anh quay mặt về phía lưng cô. Phượng giật bắn người trồm dậy hét lớn. Anh làm cái gì đấy? Anh có để cho tôi ngủ không? Thì chồng xuống để ngủ cùng chị vợ mà. Nhưng chồng thích ngủ cùng chị vợ cơ. Phượng lấy cái gối đập đập vào người Tú. Tôi đúng là tức chết vì anh mất thôi. Cô nằm đâu, anh ta cũng sán đến. Cứ thế này thì cô lên giường nằm quách cho xong chăn ấm đệm êm chả tội gì đằng nào thì anh ta cũng có biết đếch gì đâu mà cô phải sợ phượng đứng dậy cô bất ngờ dùng hai tay kéo mạnh cái chăn trên nền nhà mà tú vẫn còn đang ngồi lên khiến anh ngã ngửa về đằng sau tú kêu lên á đau quá phượng thấy thế thì tỏ vẻ khoái chí đáng đời anh lắm chuyện cô nhanh chóng nhảy tót lên giường và thả cho cơ thể rơi bịch xuống chiếc đệm cô thích thú nhún những người trông thật sảng khoái ở dưới sàn nhà, Trọng Tú nằm vò đầu kêu đau một lúc, nhưng chẳng thấy Phượng có phản ứng gì, thì anh ta lại tự ngồi dậy và bò lên giường. Hai người nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu sau một ngày mệt mỏi. Hôm nay, cũng như mọi ngày, từ khi cô về làm dâu nhà họ Lệ, cô đều dậy rất sớm, cô đi loanh quanh trong vườn một lúc, rồi sau đó vào bếp cùng chuẩn bị bữa sáng với mấy người giúp việc sau khi ăn sáng xong phượng vẫn còn nhà ăn thì tú từ trên lầu đi xuống anh ta mặc một bộ quần áo mới trông rất bảnh quả thực lúc này nếu chỉ nhìn mà không tiếp xúc chắc chẳng ai biết anh ta bị đơ cả nhưng vì trông anh ta vô cùng lịch lãm người cao giáo khuôn mặt điển trai và đặc biệt anh ta có nụ cười rất đàn ông nhiều lúc chính phượng còn thấy mình bị mê hoặc bởi cái nét nam tính trên người anh ta chị vợ ơi lên thay quần áo đẹp đi Tú đi đến gần chỗ Phượng và nói với cô: "Này, anh lại có vụ gì nữa à? Nay chồng được đi sân bay đấy, chị vợ lên thay đồ đi để đi." "Anh đi sân bay làm gì? Tiễn ai à?" "À, chồng đi đón em gái Bích Huệ, dì Hương bảo nay em Bích Huệ xuống sân bay thì cả nhà ra đón." "Hóa ra là vậy." Phượng nghĩ, thảo nào hôm nay cô thấy bố chồng cô và dì Hương kêu người làm chuẩn bị trang trí nhà cửa lộng lẫy lắm và chuẩn bị cả tiệc mừng nữa phượng không biết họ chào đón ai nói cách khác là cô cũng chẳng thèm để ý xem họ làm gì giờ nghe chồng cô nói thì hóa ra là họ chuẩn bị đón đứa con gái cưng của mình đi du học bên anh về phượng nay con ở nhà phụ mấy đứa giúp việc trang trí nhà cửa và dọn sạch sẽ cái phòng của em bích huệ ở trên lầu ba đi nhá nhớ trang trí nhiều hoa hồng màu đỏ ở trong phòng con bé vào đấy nó thích hoa hồng đỏ bà Hương nói với Phượng khi vợ chồng bà chuẩn bị ra xe để đi đón con gái. Vâng ạ. Không, chồng muốn chị vợ cùng đi đón em gái Bích Huệ với chồng cơ. Bà Hương thấy tú nói vậy thì vằn mắt lên nhìn cậu. Nó phải ở nhà. Mày có đi không thì bảo. Hay mày cũng ở nhà cùng nó luôn đi. Ánh mắt của dì Hương làm tú thấy sợ. Cậu co rúm người lại và cúi mặt xuống đất. Đến lúc cậu nhìn thấy ba cậu đi ra xe thì cậu cũng nhanh chóng chạy theo bà hương vốn không muốn cho tú đi cùng vì cậu đi đến đâu cũng chỉ làm cho bà xấu mặt nhưng vì để lấy lòng bà châu nên mới để cho cậu đi cùng từ sau khi mẹ tú là bà mai thu chết vì tai nạn thì mẹ con bà hương đã dọn về sống trong căn nhà này mặc dù không được bà châu chấp nhận nhưng bà ta vẫn mặt dày vào ở vì bà ta được ông minh yêu và bà ta cũng đã có con với ông minh đó chính là bích huệ còn phần bà Châu, bà ấy căm ghét Hương vì bà nghĩ vì Hương mà mẹ Tú, con dâu bà mới chết. Bà không bao giờ chấp nhận Hương là con dâu. Nhưng Minh, con trai bà, nó phải lòng ả ta thì thôi, đất trả chịu rời thì rời chịu đất vậy. Khi tất cả mọi người đã lên xe ô tô và rời khỏi nhà thì Phượng mới bắt đầu công việc của mình. Đến sân bay, bà Hương xuống xe và ngó mắt vào chiếc đồng hồ. Giờ này con bé cũng xuống máy bay rồi, Bà cùng chồng nhanh chóng đi đến sảnh chờ Tú thì hớn hở lắm Cậu cầm trên tay có dòng chữ to chính cậu ta viết Chào mừng em gái Bích Huệ Chữ viết của cậu tuy nghịch ngoạc Nhưng bên ngoài cậu vẽ thêm mấy bông hoa hồng Và tô màu đỏ trông rất bắt mắt Khi Huệ bước ra nhìn thấy ba mẹ Thì cô chạy lấy ôm chầm lấy mẹ Con về rồi đây con nhớ mẹ quá À em gái Bích Huệ về rồi Chào mừng em gái Bích Huệ đã về Tú vừa reo vừa cầm cái biển dơ lên cao. Huệ thấy anh trai thế thì tỏ vẻ bực bội. Anh thôi đi, không cả thiên hạ người ta cười vào mặt em bây giờ. Đúng là ông anh dở người mà. Bà Hương điên tiết giật ngay lấy tấm biển trên tay Tú mà ném xuống đất. Tú thấy vậy khóc ẩm lên. Bà Hương không làm cách nào được. Đành bảo chồng và con gái nhanh chân lên xe để về. Chứ ở đây chỉ tổ làm bà ta xấu mặt. Thật ra thì ngày trước khi mới đến nhà họ lệ ở huệ cũng rất thích chơi với anh trai có đờ chơi gì là hai anh em cô đều chơi chung khi mẹ tú mất huệ lúc đó còn nhỏ nhưng thấy anh trai khóc nhiều cô cũng thương anh lắm nhưng càng lớn lên huệ nghe lời mẹ nên cô cũng ghét anh và mấy năm gần đây khi tú bị bệnh anh cứ nói năng lung tung như thằng khờ thì cô coi thường anh lắm cô không thích chơi hay nói chuyện cùng anh nữa từ hôm đám cưới của Phượng và Tú đến nay đã gần 2 tháng, nhưng cô vẫn chưa một lần về thăm ba mẹ, mặc dù nhà cô chỉ cách nhà chồng cô chưa đầy 10 cây số. Hôm nay, sau khi ăn sáng xong, thì cô hỏi bà Châu cho về chơi nhà ba mẹ cô một ngày. Bà Châu đồng ý. Tú thấy vợ bảo đi chơi, thì cậu ta nhất quyết đòi theo cô. Khi Phượng tỏ ý không muốn cho anh ta đi cùng, thì anh ta làm mặt cười, nài nỉ cô. Chồng cũng muốn về thăm ba mẹ vợ. Mẹ vợ cho chồng đi cùng nhá, chồng hứa là sẽ ngoan để được ba mẹ vợ khen những câu nói ngây ngô của tú làm phượng thấy chua chát cuộc đời cô đang yên lành bỗng dưng lại phải gắn với một tên đại ngốc như thế này đây tú cứ khóc lóc đòi đi như vậy thì cuối cùng bà châu đành bảo phượng cho tú đi cùng phượng không muốn lái xe chở đi bằng ô tô nên cô quyết định đi xe máy dắt chiếc honda của mình ra sân phượng lấy mũ bảo hiểm bảo tú đội vào anh ta đội cái mũ lên đầu nhưng loay hoay mãi không cài được quai thế là phượng lại phải đến cài cho anh ta khi Phượng đưa hai tay lên cầm của Tú để đóng cài quai chiếc mũ bảo hiểm thì mặt Phượng và mặt Tú đối diện nhau rất gần. Phượng cứ dán mắt mình vào khuôn mặt đẹp trai của Tú. Cái quai mũ cài xong rồi mà Phượng vẫn không buông tay ra. Thấy thế Tú bỗng nhe hàm răng trắng bóng cười hì một cái. Chị vợ ơi chị vợ đẹp lắm. Câu nói của Tú làm Phượng giật mình. Cô xấu hổ đỏ hết cả mặt. Chống ngực cô cứ đập thỉnh thịch anh lái xe đi phượng ngộng ngùng quay ra bảo tú lái xe lái thế nào hả chị vợ anh không đi xe máy bao giờ à mà còn hỏi sao vợ giỏi thế biết cả việc chồng chưa đi xe máy bao giờ trời đất hóa ra là anh ta không biết đi xe máy thật chẳng còn cách nào khác phượng đành để anh ta ngồi ở đằng sau và cô chờ anh ta đi lên xe phượng phóng nhanh lắm mục đích cũng là để dọa cho anh ta một trận nhưng khi thấy Phượng phóng xe nhanh quá, Tú sợ hãi, chẳng biết làm thế nào, thì anh ta đưa hai tay ôm chặt lấy eo cô. Bị Tú ôm từ phía sau, Phượng tức điên người. Anh có bỏ tay ra khỏi người tôi không? Anh muốn chết à mà dám ôm tôi? Chị vợ ơi, chồng không muốn chết. Không muốn chết thì bỏ tay ra khỏi eo tôi ngay. Nếu chồng bỏ tay ra là chồng chết đấy. Anh điên à? Tú cố dướn cái cổ anh về phía trước, để nói cho to hơn vì Phượng đi nhanh quá, gió tạt vào mặt Tú rất mạnh, khiến anh nói chẳng lên hơi. Chị vợ đi nhanh thế, chồng mà buông tay ra là té chết đấy. Nghe thấy câu nói của Tú, Phượng bỗng nhìn xuống đồng hồ công tơ mét. Nó đang chỉ vận tốc 60 cây số một giờ. Cô giật mình, tên ngốc này nói đúng, cô mà đi nhanh thế này thì chả mấy mà đến Nghĩa Trang. Phượng từ từ giảm tốc độ, Tú cũng buông tay khỏi eo cô, ngồi trên xe nghe tiếng gió tạt ồ ồ, hai người vừa đi vừa ngắm những hàng cây ven đường mà chẳng ai nói thêm câu nào nữa. "Con chào ba mẹ chị vợ ạ, à? đây là quà, bà nội con bảo đem sang biếu ba mẹ chị vợ ạ." À? Tú lên tiếng chào ba mẹ Phượng khi anh và cô vừa vào đến sân nhà cô ông bình nhìn thấy con gái con rể về chơi thì vui mừng lắm nhưng khi nghe thấy con rể chào là ba mẹ chị vợ thì ông chả hiểu gì ông kéo phượng lại một góc và hỏi này con thằng tú sao lại gọi con là chị vợ thế ở nhà anh ta quen gọi con như vậy rồi ba cứ kệ anh ta đi đừng để ý anh ta làm gì vậy à để ba còn biết nói rồi ông bình xách giỏ trái cây mà con rể biếu và đi vào trong nhà sau đó ông đi chuẩn bị cơm để đãi con gái và con rể mới từ ngày ông nhận lời gà con Phượng cho cậu Tú, cháu đích tân nhà họ Lệ, thì đây là lần đầu tiên con rể đến thăm nhà ông. Ông Bình thịt một con gà trống to, bày ra hai cái đĩa lớn, vợ ông còn nấu thêm món canh chua và vài món rau. Tới giờ cơm trưa, khi cả nhà vừa mới ngồi vào mâm, ông Bình chưa kịp nói câu nào, thì Tú đã đưa tay lấy miếng thịt gà trên đĩa và ăn rất ngon. Vừa ăn, cậu ta vừa nói, này lại được ăn thịt gà thỏa thích mà không bị mắng nữa rồi chồng vui lắm chị vợ ạ à. ông bình lại một lần nữa bị choáng vì thằng con rể quý này ngồi xuống mâm nó chả mời ai cứ tự nhiên bốc ăn như chết đói chết khát từ bao giờ ngày trước ông cũng nghe bà châu nói là cậu tú hiền lành không được lanh lợi hoạt bát như những thanh niên bình thường nhưng ông không nghĩ là đến mức này mà chỉ nghĩ chắc cậu ta không giỏi giang để đảm nhiệm việc công ty mà thôi còn mọi cái khác chắc cậu ta vẫn bình thường nào ngờ ông bình bỗng ngồi thử xuống ghế ông không muốn ăn uống gì nữa vì ông biết Ông đã làm khổ con gái ông rồi Cái Phượng giờ mới ngoài 20 tuổi Nó phải sống hết đời với tên ngốc kia Thật tội nghiệp cho nó Ăn xong Khi Tú đang tung tăng chơi với mấy con cún con ở sau nhà Thì ông Bình và vợ mình nói với con gái Ba mẹ xin lỗi con Nếu biết thế này Dù có chết ba mẹ cũng không gả con vào đó Chuyện đã rồi ba mẹ Giờ cũng chả thay đổi được gì Con cũng chẳng biết Mình có sống hết đời ở cái nhà đó được không nếu một ngày nào đó mà con bỏ trốn Thì ba mẹ cũng tha lỗi cho con Bà Nga mẹ Phượng hai mắt rơm rớm lệ Nếu khổ quá không chịu nổi Thì cứ bỏ đi con ạ à. Nhà họ làm gì ba mẹ chịu hết Ngày trước ba mẹ chỉ nghĩ Mình có ơn với nhà họ Nên gả con vào đó cũng là một cách để trả ơn Nhà họ lại giàu có Còn có về làm dâu thì cũng đỡ vất vả Nhưng ba mẹ không biết cháu trai nhà họ Lại là một người đần độn không biết gì như vậy Sống với một người như thế chắc con khổ lắm ba mẹ xin lỗi bà nga òa lên khóc nức nở bà thương con và tự trách mình thấy mẹ khóc phượng cũng khóc hàng ngày cô nói chuyện tươi cười hớn hở nhưng thực ra trái tim cô đau lắm như bao cô gái trẻ khác cô muốn được yêu thương và được sống cùng người mình yêu cô chẳng cần người yêu giàu có mà chỉ cần người đó khỏe mạnh yêu cô thương cô và đem lại hạnh phúc cho cô đó là những ước muốn hết sức bình thường của mỗi con người vậy mà cô cũng không có được phượng cứ than thân trách phận có lúc cô còn hận cả ba mẹ mình là tại sao họ lại nỡ đem gà cô cho một tên thần kinh như vậy nhưng rồi cô lại nghĩ chắc ba mẹ cô cũng không muốn như vậy là cha mẹ ai chẳng muốn con mình được hạnh phúc cô cứ coi như số mình phải như vậy cô phó mặc cho cuộc đời đến đâu thì đến cô sống mà không dám nghĩ đến ngày mai chả mấy khi đã được về nhà mình chơi nên hôm nay phượng quyết định ở lại nhà mình ăn cơm tối xong cô mới về bên nhà họ lệ mặc dù về bên đó cô cũng không phải làm gì thích thì cô vào bếp chuẩn bị cơm nước cho cả nhà vui mà thôi nhưng cô không thích về bên đó cô thấy nó xa lạ chẳng hề gần gũi chút nào đặc biệt cứ phải nhìn cái bàn mặt luôn nhìn người khác bằng nửa con mắt của bà dì ghẻ và cô em chồng thì cô luôn thấy ngứa mắt con gái đi lấy chồng rồi, nhưng ai cũng luôn thích về nhà mình. Nhà mình luôn là số một, vì ở đó chẳng ai soi mói hay để ý gì. Phượng cũng vậy, ở nhà mình cô thích làm gì thì làm. Ăn xong bữa tối thì đồng hồ cũng chỉ 8 giờ 30 phút. Phượng và Tú chào ba mẹ và lên xe bắt đầu về. Trên đường về, Phượng lại lái xe vòng vòng qua mấy con phố quen thuộc thành phố vào ban đêm cũng thật đẹp những ngôi nhà cao tầng sơn đủ sắc màu những hàng cây xanh mướt vào buổi tối được phủ lên một lớp ánh sáng màu vàng của những cột đèn cao áp nên khắp mọi nơi đều trở nên vàng rực đi qua mấy hàng ăn vặt lề đường phượng thấy mùi thức ăn tỏa ra thơm nức nó đánh thức cái mũi của cô cô vươn cái mặt hít hít những mùi thơm quen thuộc này anh có muốn ăn ốc không ốc gì chị vợ chồng chưa ăn bao giờ sau câu nói của tú thì phượng lại phát hiện thêm được một việc buồn cười của anh ta anh ta không những không biết đi xe máy mà còn chưa từng được ăn ốc cái món ăn khoái khẩu của bọn trẻ nhà nghèo như các cô cuộc đời anh ta đúng là chẳng có ý nghĩa gì thật những trò chơi mà giới trẻ hay chơi những món ăn vặt mà giới trẻ thích thì anh ta chưa một lần nếm thử mà anh ta nói cũng đúng anh ta có được đi đâu bao giờ mà biết đến những thứ này những thiếu gia con nhà giàu có như nhà anh ta thì chẳng bao giờ để ý những món ăn dân dã thế này nên nếu anh ta muốn ăn cũng chả có mà ăn nghĩ thế phượng lại thấy tội tội cho tú anh cũng đáng thương thật đấy đến cả món ốc phổ thông này mà cũng chưa từng được ăn không biết anh còn chưa được tận hưởng những thứ gì nữa anh cứ nói cho tôi biết từ từ tôi sẽ đưa anh đi nếm thử tôi mời phượng vừa nói vừa hất hất cái cằm ra vẻ ta đây độ lượng Tú thấy thế thì thích thú lắm, cái mặt của anh ta cứ hớn ha hớn hở. Vào một quán nhỏ ven đường, trong quán kê khoảng 6 cái bàn nhựa nhỏ, mỗi bàn có đặt vài cái ghế nhựa cho khách ngồi, trên mỗi bàn có một chai rượu và mấy cái ly được xếp ngay ngắn. Ngồi xuống ghế, Phượng bảo chủ quán cho hai đĩa ốc luộc xả để nhề. Khi bà chủ quán bưng hai đĩa ốc ra, hai đĩa ốc nóng hổi đầy khói bốc lên, tỏa ra mùi thơm từ những cọng xả thơm ngát. Phượng lấy đũa khuấy khuấy bắt nước chấm cho đều, cô múc thêm thìa ớt cho vào đấy rồi đẩy về phía Tú. Ăn đi, ngon lắm đấy, cái này là phải ăn nóng và chấm cay cay mới ngon. Tú gật gật cái đầu, ra vẻ đồng tình và anh đưa tay nhú một con ốc lên. Nhưng anh không làm thế nào để khều được con ốc ra khỏi cái vỏ của nó. Phượng thấy vậy, cô hiểu ý, liền lấy một cái que tăm bằng sắt nhỏ có đầu nhọn chuyên dùng để nhẹ ốc đưa cho anh. Anh phải dùng cái này mới lấy ruột con ốc ra để ăn được. Tú cầm cái que trên tay, nhìn Phượng làm, anh cũng làm theo, nhưng mãi anh vẫn không thể nào lấy được ruột con ốc. Tôi đến chết với anh mất thôi, có mỗi việc nhảy con ốc ra đưa vào miệng mà cũng không làm được, thế mà đòi làm chồng người ta thì làm thế nào được? Chồng làm được mà, chị vợ yên tâm. Phượng đứng dậy đi ra ngồi xuống cạnh Tú, cô cầm lấy bàn tay của anh, từ từ khều con ốc ra khỏi cái vỏ, há miệng ra, Phượng bảo Tú Nghe lời Tú há to cái miệng mình ra Để Phượng bón cho anh con ốc Anh cố tình ngửa cổ ra đằng sau Cái ghế thì nhỏ Mà thân hình anh thì to lớn Nên khi anh ngửa ra sau Nó bị mất thăng bằng Làm anh ngã ra Phượng nhanh tay đỡ lấy người anh từ phía sau Để anh không bị ngã xuống đất Tú hốt hoảng ôm chầm lấy người Phượng Thấy Tú dán mặt vào ngực mình Phượng xấu hổ quá Đỏ căng hết mặt cô đẩy anh ra Anh đúng là con dê mà tự anh ăn đi. Phượng tức tối bỏ về chỗ ngồi của mình và tiếp tục ăn. Tú thì cứ cười hì hì thích thú. Khi Phượng ăn hết một phần ba đĩa ốc thì cô lấy chai rượu bên cạnh chắt một ly và uống ực. Vị đắng của rượu làm Phượng nhăn cái mặt mình lại. Tú thấy thế thì hỏi, chị vợ uống cái gì đấy? Rượu, anh uống không? Tôi chắt cho. Không, chồng không uống đâu. Ờ, cái này đắng lắm, anh uống chắc không được nên anh ngồi đấy ăn ốc đi, xem tôi uống. Nói rồi, Phượng tiếp tục vừa ăn ốc vừa chất rượu ra uống. Chẳng mấy chốc mà chai rượu nhỏ đã vơi đi một nửa. Trả tiền cho chủ quán xong, Phượng bảo Tú đứng dậy đi ra để về nhà. Vừa bước ra khỏi quán, hai người lên xe, đi được khoảng một cây số thì trời nổi gió ầm ầm, cơn mưa kéo đến, tiếng sấm chớp đầy trời. Gió mạnh quá làm Phượng không thể lái xe được, cô phải dừng xe và trú tạm dưới một gốc cây to. Vừa xuống khỏi xe, nghe tiếng sấm và mưa to, thì tự nhiên tú lại bị hoảng loạn anh ngồi thụp xuống đất người anh run cầm cập hai tay anh ôm lấy đầu mình và cứ thế hét lên á mẹ ơi mẹ ơi con sợ lắm mẹ đừng bỏ con con sợ lắm thấy tú bị như vậy phượng không biết anh ta bị sao cô lay lay người tú này này anh bị sao thế tú vẫn không ngẩng mặt lên người anh vẫn run lập cập vừa khóc vừa gọi mẹ vẻ vô cùng sợ hãi tình hình này không ổn anh ta bị thế này thì không thể ngồi xe để về nhà được. Trời lại đang mưa lớn, có sấm sét to. Nếu cứ đứng dưới gốc cây này không may nhỡ bị sét đánh thì chết cả đôi. Phượng khóa cổ chiếc xe máy, bỏ lại dưới gốc cây, rồi cô cố gắng dìu tú tìm một nhà nghỉ gần đó. Bị ướt hết quần áo nên vào đến nhà nghỉ, Phượng hỏi mượn hai bộ quần áo để thay. Ở trong phòng, Tú vẫn ngồi co so ở một góc giường Phượng bước vào, đặt bộ quần áo xuống giường rồi nói Anh đi thay quần áo đi, không cảm lạnh tôi 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 sợ lắm chị vợ à phượng tiến đến gần tú anh nhớ mẹ à thấy phượng nhắc đến mẹ tú bỗng òa lên khóc nức nở người anh run run anh gục đầu anh vào lòng phượng thấy anh ta như vậy phượng cũng không nỡ đẩy anh ta ra như mọi lần cô cũng thấy buồn thương cho anh ta đã phải mất mẹ từ nhỏ phượng không biết vì sao mẹ anh mất nhưng với một đứa trẻ việc không có mẹ dù vì bất cứ nguyên nhân nào thì đó cũng là sự mất mát đau thương nhất Mặt khác, sau một thời gian sống với Tú, Phượng thấy tuy Tú ngây ngô như vậy nhưng anh luôn quan tâm cô. Mỗi lần cô bị gì Hương bắt nạt thì anh đều xuất hiện để bảo vệ cô. Những câu nói ngờ ngạch của anh nhưng có giá trị rất kịp thời, nó an ủi Phượng. Phượng thấy trong nhà này anh đúng là người thương cô nhất. Cô cũng bắt đầu có cảm tình với anh. Hôm nay cô nhìn thấy Tú như vậy thì cô lại càng thương anh hơn. Tú dựa vào người Phượng một lúc lâu thì có vẻ anh đỡ hơn. Cô bảo anh vào nhà tắm thay đồ cho đỡ lạnh, xong rồi Phượng cũng vào, thay bỏ bộ quần áo ướt ra và hai người lên giường nằm nghỉ. Anh ngủ đi, đêm nay chúng ta phải ngủ tạm ở đây vì ngoài trời đang mưa lớn không về được. Tú nghe Phượng nói, ra vẻ hiểu ý, anh gật gật cái đầu và nằm xuống, nước mắt Tú lại chảy ra. Anh nhớ mẹ mình, những ký ức về mẹ cứ thế ùa về anh thấy ngực mình đau thắt lại anh khó thở vô cùng anh dùng tay tự đấm vào ngực mình vô cùng đau đớn thấy tú như vậy phượng quay sang hỏi anh không ngủ được à tôi tôi đau lắm chết anh đau ở đâu anh bị làm sao để tôi đưa anh đi bệnh viện nhé tú cầm lấy tay phượng rồi từ từ đặt lên ngực mình và anh òa lên khóc nức nở tôi đau ở đây tôi không thở được phượng lấy tay vỗ vỗ vào lưng anh để tôi du anh ngủ nhé Phượng kéo Tú vào lòng mình, cô nhẹ nhàng hát ru cho anh ngủ. Những câu hát nhẹ nhàng của Phượng cũng nhanh chóng đưa Tú chìm được vào giấc ngủ để quên đi những ký ức tuổi thơ đầy đau thương của mình. Khi những tia nắng chiếu qua tấm cửa kính dọi vào phòng, Phượng rụi rụi hai mắt và lật chăn ra khỏi người. Ôi trời đất quỷ thần ơi, trên người Phượng chẳng có tí phải nào. Phượng hét lên, vơ vội cái áo che vào người mình, rồi cô định lật chăn của Tú ra và nệ cho anh ta một trận anh dám làm việc đó với cô khi phượng vừa kéo cái chăn khỏi người tú thì cô suýt ngất hai mắt cô nhắm tịt lại miệng cô lại hét lên đồ dê ra anh dám cưỡng bức tôi hả tôi đánh cho anh chết này phượng cầm lấy cái gối đập tới tấp vào người tú mà quên rằng khi cô vừa vớ lấy cái gối thì cái áo ở tay cô dùng để che thân đã bị cô buông ra rơi xuống đất từ lúc nào tú thấy thế thì phá ra cười ngoặt nghẽo ánh mắt đầy gian xảo anh còn cười được à anh cười cái gì hả phượng vô cùng điên tiết nhưng nhìn cái vẻ anh ta cười ngặt nghẽo thế kia trong bộ dạng trần truồng thì phượng cũng không nhịn nổi cô cũng cười theo vừa khóc vừa cười tú vừa cười vừa hất hất cái đầu về phía phượng ý muốn nói là cô cũng đang không mặc gì phượng chẳng hiểu ý lại cứ tưởng mình đã che cơ thể mình bằng cái áo từ nãy rồi nên cô cứ vô tư đứng mắng chửi và đánh vào người anh chợt phượng thấy có cái gì đó sai sai Cô nhìn xuống người mình. Ôi trời ơi! Cô lại hét lên và vơ vội quần áo chạy nhanh vào nhà tắm như bị ma đuổi. Khi Phượng mặc xong quần áo và đi ra thì ở ngoài Tú cũng đã mặc xong quần áo của mình. Anh vẫn nằm trên giường, đầu anh kê lên chiếc cối cao ở thành giường. Thấy Phượng đi ra, Tú vỗ vỗ xuống giường, ra hiệu bảo cô tới ngồi cạnh. Nhưng Phượng không làm theo, mà cô đứng ở đầu giường hỏi anh. Tối qua, là anh cố tình làm vậy đúng không anh giả vờ như vậy để có cơ hội cưỡng bức tôi có đúng không tú trầm ngâm một lát rồi anh chậm rãi nói đúng là tối qua anh và em đã xảy ra chuyện đó nhưng việc anh bị hoảng loạn thì không phải anh giả vờ mà từ ngày mẹ anh mất cứ đêm nào mưa to có sấm sét là anh đều bị như vậy anh anh phượng như chợt nhớ ra việc gì đó cô kêu lên anh giả vờ thần kinh đúng không Tú đưa hai mắt nhìn Phượng vẻ âu yếm và gật đầu. Cô nghe thấy thế thì nhảy nhanh lên giường và đấm thật mạnh vào người anh. Anh dám lừa tôi à? Anh có biết mấy tháng qua tôi khổ sở như thế nào khi nhìn anh điên điên khùng khùng như vậy không hả? Người ta chê cười tôi, xe biểu tôi anh có biết không? Phượng khóc nấc lên. Biết mình đã sai nên Tú đưa tay kéo cô vào ngực mình. Anh xin lỗi vợ. Tú vén mái tóc của Phượng lên để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp của cô anh thơm lên má cô một cái vợ anh đẹp lắm nghe những lời nói có cánh của tú thì phượng không khóc nữa mà cô nằm im trong lòng anh để anh ôm cô hai người nằm ôm nhau trên giường tú từ từ kể hết những chuyện đã xảy ra với anh trong quá khứ cho phượng nghe Thực ra năm 18 tuổi, khi cậu vẫn còn đang học ở trường nội chú, anh vẫn thương nhớ mẹ vô cùng. Lúc nào anh cũng ôm bên mình khung ảnh chụp hai mẹ con. Rồi một lần, trong lúc anh ngủ quên, khung ảnh bị rơi xuống đất. Lúc tỉnh dậy, Tú thấy khung ảnh bị vỡ và trong đó rơi ra một tờ giấy. Đó là lá thư mẹ anh viết cho anh. Con trai yêu quý của mẹ. Mẹ xin lỗi vì đã không ở bên con để bảo vệ con. Mẹ đau lắm nhưng không thể nói ra, mẹ linh cảm sẽ có chuyện chẳng lành, nên mẹ quyết định ra đi, chứ không phải mẹ bỏ con. Điều này sau này lớn lên, con sẽ hiểu. Mẹ đi rồi, con hãy tự bảo vệ mình, hãy cảnh giác với thủ đoạn của người đàn bà tên Giáng Hương đó. dã tâm của bà ta rất lớn, nên con hãy biết tự bảo vệ mình, bằng mọi giá phải sống. Chỉ cần con giữ được mạng sống của mình, đó là điều quý giá nhất. Mẹ đi đây, yêu con bức thư viết vội của bà Thu để lại cho con trai. Giờ đây Tú mới đọc được. Nước mắt anh rơi xuống, làm nhòe, nát cả tờ giấy. Tú bắt đầu nghi ngờ về cái chết của mẹ mình. Anh phải làm gì bây giờ? Tú cứ đi lại trong phòng, hai tay anh nắm chặt. Anh phải làm gì đó để tìm ra vì sao mẹ anh chết? Anh phải làm gì để gia sản nhà họ lệ không rơi vào tay mụ gì ghẻ kia? Chỉ còn một cách đó là anh phải giả vờ bị ngã, sau đó khi anh tỉnh lại, đầu óc không còn bình thường nữa mà anh sống như người bị thần kinh, chỉ có như vậy thì mụ dì ghẻ kia mới không để ý gì đến anh, không coi anh là cái gai trong mắt nữa và như thế, anh mới có cơ hội âm thầm xây dựng kế hoạch trả thù của mình. Sau khi được nghe Tú kể như vậy, thì Phượng thấy vô cùng thương anh, cô không còn giận anh nữa. Tú cũng nói với Phượng là việc anh giả ngốc, anh chỉ nói cho một mình cô biết, hai người phải giữ bí mật này để chờ cơ hội, anh muốn tìm ra được sự thật. Trước khi trả phòng để về, Tú lại kéo Phượng lại gần, ghé vào tai cô, anh nói nhỏ, chị vợ ơi, tối nay lại cho chồng cưỡng bức chị vợ nữa nhé. Nói rồi anh nhoèn miệng cười và co cẳng chạy vì sợ Phượng sẽ lại cho anh một trận no đòn. Khi Phượng và Tú về đến nhà thì cũng đã gần trưa nhìn thấy hai người về Vũ lài liền lên tiếng cậu mợ về rồi đấy ạ à? chắc tối qua mưa to cậu mợ không kịp về nên ngủ lại bên nhà ông bà xui ạ à? tú cười khúc khích đang định khoe với vú về việc tối qua thì đã bị phượng bịt tay vào miệng dạ vâng ạ hôm qua mưa to quá bọn con không về được ạ nhà có ai ở nhà không vú ông bà và cô huệ nay đều đến công ty hết chiều tối mới về vâng ạ tôi bọn con đi lên phòng đây ạ à? phượng nói xong thì nhanh chân chạy lên phòng Tú cũng lững thững theo sau. Tối đến, khi ông Minh, bà Hương cùng con gái đi làm về, cả nhà cùng ngồi ăn tối thì Phượng lên tiếng. Con xin phép bà, ba và dì, từ mai cho con đi làm lại ạ. Câu nói của Phượng làm cả nhà đang ăn bỗng khựng lại. Với trình độ của mày, đi làm thì được mấy đồng? Thôi, ở nhà làm việc nhà cùng mấy người giúp việc trong nhà luôn đi. Bà Hương lên tiếng nói. Ông Minh thấy vợ nói vậy thì quay sang hỏi con dâu. Thế con định xin việc ở đâu? giờ con không có trình độ xin việc cũng khó chỉ có thể xin làm công nhân thôi thưa thưa bà con cũng định xin vào làm lại công ty may ngày trước con làm đó ạ à? hay cháu vào công ty nhà mình làm đi bà châu nói chỉ để dò xem thái độ của mọi người thế nào thì lập tức bích huệ lên tiếng ngay sao được bà nội chị dâu có học hành gì đâu và công ty nhà mình biết làm việc gì chẳng lẽ lại đi làm tạp vụ bích huệ lên tiếng nói với bà nội bà châu im lặng không nói gì vậy là bà cũng biết được lòng dạ của mẹ con hương vẫn tham lam ích kỷ như xưa chẳng thay đổi chút nào thôi bà cứ để cháu đi làm công nhân dẫu sao công việc ấy cháu cũng đã quen rồi đúng đi bà nội bà cứ để chị vợ đi làm công nhân đi ạ à? tú ngây ngô nói thêm vào câu nói hưởng ứng của tú khiến hai mẹ con bà giáng hương nhìn nhau tủm tỉm cười thằng này đúng là ngu thật ấy vậy là ngay ngày hôm sau phượng bắt đầu đi làm Hàng ngày cô cứ sớm đi đến tối mới về Từ nhà đến công ty may của cô phải đi mất khoảng 15 phút xe máy Những hôm trời mưa gió đi lại vất vả Tú thấy thương cô lắm Nhưng anh vẫn đành chịu mọi lần phượng đi làm thì chủ nhật cô được nghỉ nhưng thời gian gần đây phượng nói là phải tăng ca nên chủ nhật cô cũng đi tối về tú lại thấy cô cứ hì hục bên chiếc máy tính và mấy quyển sách không biết cô đang làm gì nên hôm nay anh tò mò đến xem hóa ra là vợ anh đang học thêm tiếng anh tú hỏi mãi thì phượng mới chịu nói thì ra việc cô nói đi làm là nói dối cô và bà châu đã bàn với nhau để cô đi học lớp quản trị kinh doanh ngắn hạn trong 2 năm và học thêm ngoại ngữ để sau khi học xong cô có thể vào công ty nhà bà làm. Để mẹ con bà Hương không nghi ngờ thì Phượng nói là xin đi làm công nhân nhưng thực ra hàng ngày là cô đi học. Tú nghe vợ nói vậy anh cũng thấy mừng vì giờ đây kế hoạch của anh cũng có thêm người giúp sức. Trước mặt mọi người, Tú vẫn tỏ vẻ ngây ngô đần độn, nhưng anh vẫn cứ ngấm ngầm cho người của mình điều tra nhất cử nhất động của mẹ con mụ gì ghẻ kia. Vậy là sau 2 năm, Phượng cũng đã học xong khóa quản trị kinh doanh, cô cũng đã hoàn thành khóa học thêm ngoại ngữ. Cô quyết định làm hồ sơ xin việc vào công ty nhà chồng mình. Việc làm của cô âm thầm không để mẹ con Bích Huệ biết và với sự giúp sức của bà Châu thì cô đã nằm trong danh sách trúng tuyển nhân sự của công ty với chức vụ trợ lý phòng kinh doanh. Hôm nay là ngày đầu tiên Phượng đến công ty làm việc. Do công ty ở rất gần nhà, lại 8 giờ mới làm việc nên cô rất bình tĩnh, không vội vàng như mọi ngày. Bích Huệ thấy đã hơn 7 giờ mà nay chưa thấy Phượng đi làm thì lên giọng hỏi đều. Chị Phượng, nay không đi làm à? Hay làm công nhân vất vả quá, không chịu được nên bị đuổi rồi? Ờ, nay chị xin được công việc khác rồi, công ty mới của chị lại gần đây nên chị không vội. Gần đây có cái xí nghiệp may nào đâu? Hay lại đổi nghề rồi hả chị? Sao biết chị đổi nghề vậy? Phượng hỏi lại vẻ chọc tức. Thế hóa ra là thật à? Là công việc gì vậy chị? Tạp vụ hay ô xin? Chắc tạp vụ hả? Công việc đó xem ra cũng hợp với chị đấy Em chúc mừng chị kiếm được công việc ưng ý nhé Chào chị, em vào chuẩn bị đi làm trước đây Bích Huệ cười mỉa mai rồi đi vào trong Phượng vẫn ở ngoài, vẫn không quên nói vọng vào Cảm ơn em nhé Nói rồi Phượng cũng đi vào trong nhà và chuẩn bị đi làm Tại phòng kinh doanh của công ty nhà ông Trọng Minh Phượng mới đến nên cô còn bỡ ngỡ, nhưng cô cũng nhanh chóng làm quen với công việc mới của mình. Cô làm việc chăm chỉ đến khoảng 11 giờ trưa, cô đứng dậy sắp xếp lại hồ sơ và chuẩn bị cùng mọi người đi ăn cơm trưa thì Bích Huệ bước vào. "Chào phó giám đốc ạ." À. Thấy mọi người trong phòng tất tiếng chào ai đó thì Phượng cũng ngẩng lên, hóa ra vị phó giám đốc mà mọi người vừa chào lại chính là Bích Huệ. Từ ngày Bích Huệ đi du học về, cô ta đến công ty nhà mình làm để phụ giúp cho bố mẹ. Ban đầu, cô làm vị trí trưởng phòng kinh doanh này, vừa mấy tháng gần đây bà Hương bảo chồng là cho cô lên làm ở vị trí phó giám đốc để hỗ trợ công việc cho ông vì thời gian gần đây sức khỏe ông Minh không được tốt lắm. Nhìn thấy Phượng đang ngồi làm việc ở bàn trợ lý thì Huệ ta ngạc nhiên tiến đến gần cô ta hỏi Phượng, chị làm cái gì ở đây vậy? Ai cho chị vào đây làm? Công ty tuyển dụng tôi chứ không có ai cho tôi vào đây được cả. À? Phượng bình thản trả lời, chị nghĩ Công ty này là cái chợ hay sao mà ai thích đến là đến. Phòng nhân sự của công ty này toàn những người có trình độ, họ có mù đâu mà lại đi tuyển một người mới học hết cấp 3 như chị vào làm được. Hay chị ở với ông anh ngớ ngẩn của tôi lâu ngày cũng bị lây rồi." Huệ vừa mỉa mai vừa cười khinh bỉ, "Thì cô nói đúng, phòng nhân sự họ làm việc vô cùng công minh sáng suốt, thì tôi mới được tuyển vào đây, chứ không như một số người chẳng qua xét duyệt gì mà cứ thế ngồi vào chiếc ghế có sẵn." phượng đáp trả huệ bằng những câu nói đầy ẩn ý đúng là kẻ tám lạng người nửa cân mà ngay phượng nói thế huệ vô cùng điên tiết mắt cô ta trợn lên cầm luôn tập hồ sơ trên bàn ném thẳng vào mặt phượng mọi người trong phòng thấy thế chẳng hiểu chuyện gì họ cứ ghé tai nhau xì xào to nhỏ lúc này ở ngoài, ông Minh đi qua, thấy trong phòng có tiếng nói to, nên ông đẩy cửa bước vào, liếc qua một lượt thấy Huệ và Phượng thì ông hiểu ra mọi chuyện ngay. Ông Minh cũng hơi bất ngờ khi thấy Phượng có mặt ở đây, nhưng ông rất bình tĩnh nói. Huệ, con nhặt mớ hồ sơ kia lên bàn. Huệ thấy ông Minh bảo mình nhặt hồ sơ trước mặt đám nhân viên, thì cô ta dãy dụa Ba, chị ta mới là người phải nhặt chứ. Ông Minh nghiêm mặt, nói như quát. Con nhặt lên cho ba, không còn cách nào khác, Huệ đành phải cúi xuống nhặt từng tờ giấy và xếp ngay ngắn để lại trên bàn. Làm xong thì Huệ khóc nức nở bỏ chạy về phòng mình. Tất cả nghỉ trưa đi. Phượng, con cũng đi xuống ăn cơm trưa của mọi người đi. Ông Minh nói, rồi nhanh chân rời khỏi phòng kinh doanh. Trong phòng làm việc của mình, Huệ đang ngồi úp mặt xuống bàn và khóc nức nở thì ông Minh bước vào. Sao con lại có thể hành xử như vậy được? Con phải biết, đây là đâu và mình là ai chứ? Sao lại cứ làm việc như cảm tính thế? Bà thất vọng về con quá. Nghe ông Minh nói, Huệ lại gào lên, khóc to hơn. Sao trước mặt mọi người, bà lại không bênh con? Bà làm thế là sỉ nhục con trước mặt cô ta đó. Bà có biết không? Bà có còn xem con là con gái ba nữa không? Thì chính vì con là con gái của ba, nên ba mới làm như vậy. Cái gì cũng từ từ giải quyết, chứ con mà cứ hành động theo cảm tính thế là không được. Lúc này, bà hương từ ngoài bước vào hình như bà ta đã nghe nói chuyện xảy ra ở phòng kinh doanh với con gái mình nên bà ta bực tức vô cùng vừa nhìn thấy huệ bà ta đã chạy đến ôm cô ta vào lòng huệ thấy thế thì càng ăn vạ khóc to hơn nhìn con gái như vậy bà hương liền đay nghiến chồng sao ông lại làm thế với con chúng ta tôi đúng là thất vọng với ông quá mà dù gì con nó cũng là phó giám đốc vậy mà ông lại bắt nó phải đi nhặt hồ sơ trước mặt đám nhân viên quèn ông đúng là hồ đồ quá rồi mà ông minh bỗng quát lớn Bà im miệng cho tôi. Có mẹ con bà làm ấy, mới hồ đồ thì có. Bà bảo con gái bà xem lại mình đi, thân là phó giám đốc mà lại đi xuống để cãi nhau với nhân viên, mà người đó không ai khác lại chính là chị em trong nhà. Nếu tin này mà đồn ra ngoài thì công ty này có hợp tác với ai được nữa không? Nhưng sao chị ta lại có mặt ở công ty được? Lại còn là trợ lý phòng kinh doanh nữa chứ. Huệ lớn tiếng hỏi ông Minh vẻ nghi ngờ. Nghe Huệ nói thế, ông Minh mới sực nhớ ra, cái Huệ nói đúng. Tại sao Phượng, con dâu ông, lại vào làm ở công ty mà ông không hề biết gì? Lúc này, trong ông cũng có chút nghi ngờ. Ông nghĩ có thể nó liên quan đến mẹ mình vì công ty này chỉ có mẹ ông mới có khả năng làm như vậy. Vì bà Châu chính là người cùng bố ông sáng lập ra công ty này. Sau khi bố ông mất, bà giao lại quyền quản lý công ty cho ông nhưng bà vẫn nắm giữ 15% cổ phần và tiếng nói của bà vẫn rất có giá trị trong công ty. Alo, giám đốc, Phòng nhân sự xin nghe. Ông Minh bấm điện thoại cho phòng nhân sự. Tôi cần danh sách và hồ sơ của những nhân viên mới được tuyển dụng vào công ty, đem lên cho tôi ngay. Vâng thưa giám đốc, em sẽ cho người mang lên ngay ạ. Cốc cốc cốc, có tiếng gõ cửa ở ngoài. Ông Minh lên tiếng, mời vào. Dạ thưa giám đốc, đây là danh sách và hồ sơ những nhân viên mới được tuyển dụng đợt này ạ. Người nhân viên của phòng nhân sự để tập hồ sơ trên bàn giám đốc rồi xin phép ra ngoài. Ông Minh lướt qua một lượt thì thấy trong danh sách những người được tuyển dụng có tên Phượng. Ông trột dạ, liệu có nhầm lẫn gì không đây? Ông nhanh tay lật lật mấy tập hồ sơ, đến tên Phượng thì ông dừng lại và lấy bộ hồ sơ đó ra xem. Lúc này, bà Hương cũng chạy đến xem cùng ông Minh. Trên hồ sơ cô ghi Phượng đã tốt nghiệp chuyên ngành kế toán và có chứng chỉ tiếng Anh đạt chuẩn. Ông Minh bỗng thần người ra một lúc, còn bà Hương thì tức nổ đom đó mắt. Còn Phượng ấy làm sao có được những bằng cấp này tôi đi học khi nào mà có được ông minh tuy im lặng không nói gì nhưng ông đã đoán được việc này có liên quan đến mẹ ông bữa tối hôm ấy khi cả nhà ăn cơm xong mẹ con bà hương nhanh chóng ai về phòng người nấy vì từ sáng nay khi xảy ra chuyện ở công ty cứ nhìn thấy phượng là họ tức như muốn học máu họ chưa nghĩ ra cách nào để đuổi phượng ra khỏi công ty mà thôi mẹ ơi mẹ ngủ chưa tiếng ông minh gọi bà châu mẹ mình vang lên ngoài cửa mẹ chưa ngủ con vào đi Này, lại có chuyện gì à bà châu như đoán được ý ông minh con muốn hỏi mẹ chuyện này à chuyện gì con nói đi mẹ có biết chuyện cháu phượng và công ty nhà mình làm không mẹ biết có vấn đề gì à dạ không con chỉ thắc mắc là tại sao cháu phượng lại có được những bằng cấp trong hồ sơ ạ à? là mẹ cho nó đi học đấy hai năm nay nó nói dối là đi làm để đi học mẹ bảo nó làm thế Chuyện này, lẽ ra mẹ nên nói với con một tiếng mới phải. Thấy con trai nói vậy, bà Châu liền bực mình quát. Sao tôi phải nói với anh? Nó là con dâu anh, nhưng anh có đếm xỉa gì tới nó không? Anh có lo cho con trai con dâu anh chút nào không? Hay suốt ngày anh chỉ đắm chìm với con đàn bà kia hả? Nếu bà già này nói ra, thì anh chị có cho nó đi học không? Hay anh chị chỉ muốn cho vợ chồng nó sống khổ suốt đời? Sao mẹ lại nói vậy ạ? À? Dù gì thì Hương cũng về đây làm dâu mẹ bao nhiêu năm nay rồi. Anh nghĩ nó vào ở trong cái nhà này thì tôi phải xem nó là con dâu à không đời nào bà già này có chết cũng không có đứa con dâu như nó tao chỉ có một đứa con dâu là cái thu mẹ thằng tú thôi nói đến đây bà châu lại rớm nước mắt bà thương con dâu thương đứa cháu nội mồ côi lấy khăn lau nước mắt xong bà châu tiếp tục nói với con trai giọng bà buồn buồn mẹ lo cho thằng tú nó bệnh tật trí não lại như một đứa trẻ chẳng biết làm ăn gì không biết ngày mai mẹ chết đi thì ai sẽ lo cho nó Nên mẹ phải lo cho con Phượng đi học để nó có thể vào công ty làm Có như vậy thì sau này thằng Tú mới yên tâm được Giờ con bé đã vào công ty làm Con hãy bảo ban giúp đỡ nó Đừng để mẹ con con Huệ làm hại nó Thằng Tú có thế nào thì nó vẫn là con của con Những câu nói của bà Châu làm ông Minh nhận ra hình như bao lâu nay Ông đã quên mất Tú Quên mất là ông có một đứa con trai do ông sinh ra Từ ngày mẹ Tú mất, ông đã đưa bà Hương là người tình của mình về căn nhà này sống, ông để mặc Tú cho Vú Lài chăm sóc. Tú bị mắc bệnh thần kinh, ông cũng kệ chẳng quan tâm gì. Cũng từ ngày Tú mắc bệnh, ông đã mặc định cuộc sống của nó là như vậy. Ông không lo lắng gì cho cuộc sống sau này của Tú. Việc Tú lấy phượng cũng là do mẹ ông lo, giờ đây bà còn phải lo cho cuộc sống của Tú sau này nữa. Mẹ ơi, con vô tâm quá, con thiếu trách nhiệm với con mình, con xin lỗi. Ông Minh vừa khóc vừa quỳ xuống dưới chân mẹ mình như một đứa trẻ. Bà Châu xoa xoa đầu con trai, "Hãy sống đúng với trách nhiệm của một người cha con nhé." Cũng trong buổi tối hôm đó, tại phòng của mình, khi Phượng đang ở trong phòng tắm thì ở ngoài, Tú lấy chìa khóa mở ra một ngăn tủ nhỏ, anh cầm chiếc điện thoại trong ngăn tủ lên và mở nguồn. "Alo, cậu chủ tôi nghe đây ạ." Giọng một người đàn ông lên tiếng ở đầu dây bên kia, khi thấy Tú bấm gọi. "Tình hình nhà ông lục thế nào rồi?" Dạ thưa cậu, tôi đã thăm dò rồi. Vợ ông ta đang bệnh rất nặng, khả năng ông ta phải bán bớt 5% cổ phần. Tốt, bằng mọi giá phải mua được số cổ phần đó của ông ta. Hãy theo sát ông ta, có gì báo cho tôi ngay. Vâng thưa cụ chủ, mà dạo này mẹ con ả đàn bà kia có động tĩnh gì không? Cũng không có gì mới, ả vẫn đang tìm cách để mua chuộc các cổ đông khác để họ đứng về phía ả. Không biết cậu làm cách nào, nhưng tuyệt đối không để ả ta tiếp xúc với các cổ đông tôi biết rồi, thưa cậu chủ. Tắt máy xong, Tú lại bấm nguồn chiếc điện thoại để nó vào chỗ cũ và anh khóa ngăn kéo tủ lại. Cậu chủ, mợ chủ ơi, tiếng vú lại gọi ngoài cửa, thấy tiếng vú lài thì Tú lại reo lên, a à, được ăn chè rồi. Thì ra Tú rất thích ăn chè nên hàng tuần cứ vào tối thứ bảy là vú lại nấu chè cho cậu ăn. Hôm nay cũng vậy, khi vú lại vừa bưng hai cốc chè từ ngoài vào thì Phượng bước từ nhà tắm ra hai cậu mở ăn chè rồi đi nghỉ đi nhá Vú xuống nhà đây Nói rồi Vú lại đi ra và đóng cửa phòng lại Chị vợ ơi chị lại ăn chè đi này Chồng ăn chè đây Tú vừa nói vừa kéo tay Phượng vào lòng mình Miệng anh cười khoái chí Phượng ngồi trong lòng Tú Thế anh gọi vậy Phượng lấy tay dí vào đầu Tú một cái Thôi đi nỡ mạ Bình thường cho tôi nhờ Có ai nữa đâu mà phải diễn kịch Tú đưa tay với cốc chè vừa ăn vừa bón cho Phượng Này em đi làm công việc có phức tạp quá không Ờ thì em mới đi làm nên chưa quen, có nhiều thứ em vẫn chưa biết ạ. À? Từ từ rồi sẽ quen em ạ. À. Từ mai em đi làm có gì không hiểu hoặc không biết em cứ ghi lại, tối về anh sẽ giải quyết giúp em. Anh chỉ làm được cái gì mà đòi giúp em? Anh làm được tất cả. Thôi, đừng có phét nữa đi ông tướng. Phượng nói thế thôi, chứ cô biết lời Tú nói là thật. Tuy ở nhà anh chẳng đi đâu, nhưng anh đều bí mật học từ xa các khóa đào tạo về kinh tế thị trường, về quản lý doanh nghiệp, anh có thể nói thành thạo ba ngoại ngữ. Phượng vào công ty làm, Tú cũng thấy lo lắm, anh chỉ sợ ở đó cô bị mẹ con Bích Huệ gây khó dễ cho cô, mà anh thì lại chưa thể ra mặt để giúp cô được, nên anh mong cô có thể nhanh chóng trưởng thành để có thể cùng anh đối mặt với những thử thách trước mắt. Về phần Phượng, Hôm nay chuyện xảy ra ở công ty, về nhà cô cũng không nói cho Tú biết. Cô sợ anh lo lắng và sẽ không cho cô đi làm nữa. Cứ như vậy, cả hai đều lo lắng cho nhau, nhưng không ai nói ra. Sau sự việc ở phòng kinh doanh, thì Huệ rất cay cú Phượng. Cô ta và mẹ nghĩ cách trả thù Phượng mấy lần, nhưng chưa có dịp. Vì ở nhà thì bà nội thương Phượng nhất, nên cô ta cũng không dám qua mặt bà nội. Sợ bà phát hiện ra thì cô ta và mẹ đều sẽ bị ra rìa. Sau nhiều lần tính toán, Huệ đã lên được kế hoạch làm nhục Phượng ở công ty. Trước mặt mọi người, Huệ giao cho Phượng và một nhân viên khác của phòng kinh doanh xây dựng kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm của công ty. Sau đó, kế hoạch của ai tốt hơn thì sẽ chọn làm phương án kinh doanh cho công ty. Được giao nhiệm vụ quan trọng như vậy, Phượng hào hứng lắm, cô tự nhủ sẽ cố gắng hết sức để khẳng định mình. Cô không biết được rằng, đây chỉ là âm mưu của Huệ, và Hà chính là thân tín của cô ta. Hai người đó phối hợp với nhau để hại cô. Hà đã âm thầm theo dõi Phượng và một hôm cô ta cố ý về muộn, đợi mọi người trong phòng không còn ai, cô ta đã lén sao chép kế hoạch của Phượng. Tới ngày nộp kế hoạch lên ban giám đốc, Phượng hí hửng lắm vì đây là một kế hoạch quan trọng đầu tiên cô được giao nên cô đã chăm chỉ nghiên cứu, khảo sát, đánh giá thị trường. Sau khi cô xây dựng được kế hoạch kinh doanh chi tiết Cụ thể thì cô gửi lên ban giám đốc và cô tin chắc rằng kế hoạch của cô sẽ được đánh giá cao. Phượng không biết rằng kế hoạch của cô đã bị Hà đánh cắp. Sau khi xem xong hai bản kế hoạch của Phượng và Hà thì tất cả mọi người trong ban giám đốc công ty đều hết sức ngạc nhiên vì nó hoàn toàn giống nhau. Con giao cấp dưới làm việc kiểu gì mà để xảy ra tình trạng này? Một phòng kinh doanh, hai người làm kế hoạch có hai cái đầu khác nhau mà lại cho ra hai bản kế hoạch giống hệt nhau. Ông Minh hỏi Huệ với vẻ bực bội: "Dạ, chắc có sự nhầm lẫn gì đó ba, để con xuống phòng kinh doanh xem sao ạ." Như bình thường, thì Huệ sẽ cho gọi Phượng và Hà lên để hỏi, nhưng hôm nay, Huệ muốn xuống tận nơi để làm xấu mặt Phượng trước toàn thể mọi người ở phòng kinh doanh. Huệ bước vào phòng, cô ta đi chỗ bàn làm việc của Phượng và ném hai quyển kế hoạch của Phượng và Hà xuống trước mặt Phượng. "Hai người sao lại có kế hoạch giống hết nhau như vậy? Các người định chơi xỏ tôi đúng không?" phượng nghe thấy thế thì thấy làm lạ cô nghĩ làm gì có chuyện đó cô đứng dậy và lật từng trang của hai quyển kế hoạch ra xem phượng không thể tin nổi vào những dòng chữ trước mắt mình nó hoàn toàn giống nhau kể cả dấu chấm dấu phẩy mặt phượng bỗng nóng gian miệng cô lập bập không không thể nào có chuyện này phượng nói như thanh minh không thể như thế thì như thế nào hai người giải thích tôi nghe xem huệ nhếch mép cười và hỏi lại phượng phượng chỉ biết im lặng Cô không nói được gì, cô không thể giải thích được là tại sao kế hoạch của cô lại giống y của Hà như vậy. Thấy Hà im lặng, Huệ quay sang nhìn Hà, cô ta nháy mắt một cái thì Hà liền hiểu ý. Kế hoạch này là của tôi, tôi, Hà ấp úng vẻ sợ sệt. Có gì thì cô cứ nói ra, đây là công ty, không có gì phải sợ. Kế hoạch đó của tôi ạ hôm trước chị phượng có hỏi tôi về việc muốn mua ý tưởng của tôi ban đầu tôi không đồng ý nhưng tôi thấy chị ấy bảo chị ấy là vợ của cậu chủ sau này sẽ được thừa kế công ty nên nếu tôi giúp chị ấy thì sau này chị ấy sẽ nâng đỡ cho tôi thấy vậy nên tôi đã đồng ý tôi cũng định sẽ xây dựng một kế hoạch khác để nộp nhưng do thời gian gấp quá mấy hôm nay con tôi lại ốm nên tôi không làm kịp bí quá tôi đã nộp bản kế hoạch mà đã cho chị phượng tôi xin lỗi ạ à. Nghe Hà nói xong thì Huệ phá lên cười. Tưởng thế nào? Hóa ra là như vậy. Đã không có năng lực thì ở yên một chỗ cho an phận. Đằng này chị còn bày đặt vào công ty làm. Như thế này thì chỉ làm xấu mặt nhà họ lệ mà thôi. Bà nội mà biết chuyện này chắc tự hào về chị lắm đây. Huệ nhất mép cười đều. Thấy Hà vu khống cho mình, Phượng liền chạy đến cô ta và hét lên. Sao cô lại làm vậy? Tôi đã làm gì cô mà cô đổ oan cho tôi? em em xin lỗi chị em định không nói ra nhưng em sợ giám đốc biết sẽ đuổi việc em nên nên em đành nói thật là chị đã mua kế hoạch của em em xin lỗi hà vẫn chưa chẽn mà nói ra những câu như vậy khiến phượng bực tức vô cùng nhưng cô không thể nào thanh minh được cô biết đây chắc chắn là âm mưu của mẹ con huệ mọi ánh mắt trong phòng đều dồn về phía phượng cô xấu hổ uất ức nước mắt của trào ra cô ôm mặt khóc và lao ra khỏi phòng Phượng đến chân cầu thang máy, một tay cô bịt lấy miệng mình để lên tiếng khóc không bật ra. Tay kia cô bấm bấm vào nút điều khiển cầu thang. Chờ mãi chẳng thấy cửa cầu thang mở, không thể nhịn thêm được nữa. Cô chạy nhanh đến phía cầu thang bộ và mở cửa bước vào. Do không bật điện nên trong đường cầu thang bộ hơi tối, Phượng ngục người xuống chân cầu thang và ngồi khóc nức nở. Tiếng nấc của cô không thể nào dừng được, cô không thể ngờ được mình lại xảy ra chuyện này. Không biết liệu đây có phải là nỗi đau đầu tiên mở màn cho những nỗi đau tiếp theo mà cô sẽ phải đón nhận không khi quyết định đi làm ở công ty nhà chồng khi mới về làm dâu nhà họ lệ phượng cũng đã biết được ý đồ chiếm gia tài của mẹ con huệ phượng thì chả màng tới điều đó việc ở cùng một người chồng không bình thường với cô thì đây được ngày nào hay ngày đó chứ biết sau này ra sao mà quan tâm đến tài sản nhà họ và cho dù nếu có cho cô tài sản thì cuộc sống của cô cũng không có ý nghĩa gì khi tú suốt ngày ngây ngô như đứa trẻ lên ba rồi phượng biết sự ngây ngô của tú là vỏ bọc để bảo vệ cho tính mạng của anh thì dần cô cũng thương và yêu anh. Nhưng cô không biết được rằng việc cô vào công ty làm là đã tự tạo ra mối đe dọa đối với mẹ con nhà Huệ. Vì họ nghĩ Phượng vào công ty làm vì mục đích tranh giành công ty với mẹ con họ sau này. Bởi dù gì Phượng cũng là cháu dâu nhà họ lệ. Tú dù có ngớ ngẩn thì vẫn là người thuộc hàng thừa kế số 1 của khối gia sản khổng lồ này nếu phượng cứ bình yên sống bên tú như trước thì mẹ con huệ coi phượng như vô hại còn giờ đây phượng đang là mối đe dọa số một trong cuộc chiến tranh giành tài sản của mẹ con huệ phượng ngồi khóc chừng một tiếng đồng hồ thì cô dần bình tĩnh lại cô bắt đầu sâu chuỗi lại những việc đã xảy ra với cô trong thời gian gần đây và nhận ra mọi chuyện đều bắt đầu từ ngày cô bước chân vào làm ở công ty này vậy bây giờ cô phải làm sao Nghỉ việc về nhà sống như trước với Tú và anh cứ phải giả ngây ngô như vậy hay ở đây tiếp tục công việc của mình và sẵn sàng đối mặt với những âm mưu thủ đoạn của mẹ con Huệ để chờ ngày Tú vạch trần bộ mặt của mẹ con bà ta. Những suy nghĩ phân vân đó cứ dằn vặt cô mãi, cuối cùng cô đứng dậy và tặc lưỡi, thôi kệ, cái gì đến thì sẽ đến. Cô vẫn tiếp tục đi làm ở đây. Cô sẽ đối mặt với mẹ con Huệ và cô sẽ giúp sức cho chồng cô vạch trần bộ mặt thật của mẹ con bà dì ghẻ kia. Cứ ngồi khóc rồi suy nghĩ vẩn vơ ở gầm cầu thang bộ mà Phượng không biết đã quá giờ tan sở từ lâu. Khi cô đứng dậy thì đã là 7 giờ tối, Phượng nhanh chóng về lại phòng làm việc, lấy túi sách và trở về nhà. Khi qua các phòng ban khác thì nhân viên cũng đều về hết cô cũng nhanh chân ra khỏi công ty mà không biết ở nhà Tú đang ngồi trên đống lửa. Từ chiều mấy lần Tú vào phòng bí mật lấy điện thoại để gọi cho Phượng nhưng cô đều không bắt máy. Tới giờ khi cả ba, dì Hương và em Huệ đã về từ lâu mà cũng chẳng thấy Phượng về, Vũ Lài cũng bấm điện thoại gọi sang nhà ông Bình nhưng ông nói con gái ông không thấy về bên đó. Vậy Phượng đi đâu? Tú ở dưới nhà cứ ngồi khóc hu hu khi chẳng thấy chị vợ về. Vú lại ơi, chị vợ bỏ con rồi có đúng không? Hu con nhớ chị vợ lắm, con muốn gặp vợ cơ. Chắc mợ phượng bận công chuyện gì đó, cũng có khi bị hỏng xe nên mợ về trễ, cậu cứ yên tâm đợi lát nữa mợ sẽ về. Vậy sao vú gọi điện mà chị vợ không nghe máy? Có thể việc điện thoại của mợ hết pin. Hết pin là thế nào vậy vú? Là giống như người mà không ăn cơm là không sống được ý vậy chẳng là chị vợ sẽ chết sao ạ? hù hù con không biết đâu ạ, con bắt đen vũ đem chị vợ về cho con đi. tú đang khóc thì thấy bà hương và huệ đi từ trên nhà xuống để chuẩn bị ăn tối. tú cố tình khóc to hơn để dò xét xem thái độ của mẹ con họ thế nào. anh thấy hai mẹ con họ nháy mắt cho nhau rồi nở nụ cười gian xảo trên mặt. tú đoán hôm nay việc giờ phượng chưa về chắc chắn có liên quan đến hai mẹ con đàn bà này. không biết họ đã làm gì phượng nghĩ thế tú thấy lo cho vợ nhưng không biết làm như thế nào rồi tú như sực nhớ ra chuyện gì đó anh nói với vú lài vú ơi con chưa muốn ăn cơm đâu ạ à? con muốn chờ chị vợ về rồi cùng ăn cơ ạ à? vậy giờ cậu lên phòng chơi chờ mợ về thì tôi gọi xuống ăn cơm cùng với mợ nhé vâng ạ à, chị vợ về vú nhớ gọi con ngay nhé vú lài sợ cậu ở dưới nhà mà cứ khóc lóc đòi vợ Ông bà chủ xuống thấy thế, họ ăn cơm không ngon. Là bà Hương lại quát Tú nên vú lại bảo Tú lên phòng mình đợi. Còn Tú lấy lý do so không ăn cơm bây giờ để anh lên phòng gọi điện cho người tìm Phượng. Alo, cậu chủ tôi nghe đây ạ. À? Này ở công ty có chuyện gì với mợ chủ mà giờ chưa thấy mợ về? Ở đầu xây bên kia, vẫn giọng người đàn ông hôm trước đang nói với Tú về chuyện ở công ty hôm nay. Chết tiệt, sao cậu không báo cho tôi ngay? Dạ. Lúc tối tôi thấy mợ chủ ra khỏi công ty, tâm trạng vẫn có vẻ bình thường, tôi nghĩ mợ ấy đã bình tâm trở lại mà về nhà rồi nên tôi chưa báo cho cậu ạ. À. Cô ấy chưa về, cậu đi tìm cô ấy ngay cho tôi. Vâng, thưa cậu, tôi làm ngay đây ạ. À. Khoảng 30 phút sau, thì người đàn ông gọi điện báo lại cho Tú là đã thấy Phượng. Thì ra lúc đó, sau khi đi ra khỏi công ty, Phượng không đi về nhà ngay mà cô ghé vào quán ốc bên đường. Hôm nay cô không thích về nhà vào đúng giờ ăn tối vì sẽ phải chạm mặt mẹ con huệ phượng chẳng sợ gì họ cả việc huệ làm nhục cô ở công ty hôm nay cô nghĩ chắc chắn rồi sẽ đến tai tú và bà nội sớm muộn gì mẹ con họ cũng sẽ bị bà nội dằn mặt cho mà xem vậy tốt rồi tú nói với người đàn ông ở đầu máy bên kia nhớ canh chừng cô ấy xem nếu cô ấy mà uống rượu say thì đưa cô ấy về vâng thưa cậu Khoảng 9 giờ tối thì Phượng về tới, nhà không còn ai ở dưới, thấy Phượng về, Vũ Lài liền chạy ra. Sau này, mợ về muộn thế, cậu chủ lo lắng cho mợ lắm đấy, cậu ấy vẫn chưa ăn cơm, đang chờ cô ở trên phòng đấy. Mợ lên phòng tắm rửa đi, rồi tôi đem cơm lên cho cậu mợ ăn. Vâng, con biết rồi, Phượng chậm rãi, bước từng bước lên cầu thang. Hôm nay vào quán ốc, nhưng Phượng không uống rượu. Ban đầu, khi quyết định vào quán, cô cũng định sẽ làm vài ly cho đỡ buồn. Cô muốn quên đi chuyện hôm nay Nhưng khi ngồi trong quán Cô chợt nghĩ cô chẳng việc gì phải buồn cả Cô không làm gì xấu Mà phải sợ mẹ con cô ta Cô ta bảo cô hám tiền cũng trả sao Cô ta bảo cô mua bằng cấp cũng không vấn đề gì Vì đó không phải là sự thật Sự thật bây giờ là việc cô ta mang anh trai bị bệnh của mình Đi rêu rao ở công ty Chắc chắn sẽ đến tai bà nội Cô chờ xem bà nội xử lý cô ta Nghĩ vậy Phượng lại cười đắc chí Hai đĩa ốc nhanh chóng bị sơi ngon lành Bước vào phòng Phượng vẫn thấy Tú ngồi ở ghế Mặt anh có vẻ trầm ngâm Không thấy Tú hỏi tại sao cô về muộn Thì Phượng biết việc ở công ty hôm nay Anh đã biết Cô hỏi anh biết chuyện ở công ty hôm nay rồi đúng không Nghe Phượng hỏi Tú vẫn im lặng không trả lời Anh đưa tay kéo Phượng đến gần mình Tay anh cầm lấy tay cô Rồi đưa lên miệng anh thơm bàn tay của cô và nhẹ nhàng nói Anh lo cho em lắm, em có biết không? Hay em nghỉ việc đi Thấy Tú bảo cô nghỉ việc thì Phượng giật tay mình khỏi tay Tú Sao em lại phải nghỉ việc? Giờ em nghỉ việc thì chả hóa ra em sợ mẹ con cô ta Không thể để mẹ con cô ta đắc ý thế được Em vẫn đi làm để khẳng định với mọi người rằng Em có trình độ mới được nhận vào làm Và nói cho mọi người biết em lấy anh không phải vì tiền Nhưng ở đó em sẽ bị bắt nạt Mà anh thì không bảo vệ được em tú nói như vậy là anh có cái lý của anh bởi anh biết những việc mà mụ gì ghẻ kia đã từng làm với mẹ anh thì việc đối phó với phượng chẳng hề hấn gì với mụ ta cả anh sợ bà ta sẽ làm những việc độc ác hơn đối với phượng anh không còn lo mẹ con bà ta sẽ không dám làm gì em đâu em sẽ cảnh giác hơn với mẹ con bà ta nếu cô ta mà còn quá đáng với em thì em sẽ nói với bà nội thấy phượng nhắc đến bà nội thì tú có vẻ yên tâm hơn vì hiện tại tất cả mọi việc mẹ con bà ta làm đều phải dè chừng với bà nội nếu mẹ con bà ta mà trái ý bà nội thì đừng nghĩ đến việc được chia tài sản vì trong quy định nhà họ lệ việc chia tài sản chỉ được thực hiện với những người có tên trong hộ khẩu người không có tên trong hộ khẩu muốn được chia phần thì phải được sự đồng ý của người cao tuổi nhất trong nhà, mà giờ bà Châu là người cao tuổi nhất, nên ít nhiều mẹ con bà Hương vẫn phải e dè. Sau những lời nói sẽ cẩn thận với mẹ con bà Hương của Phượng thì Tú cũng đồng ý để Phượng tiếp tục đến công ty làm. Hai người lên giường nằm và không nhắc đến chuyện đó nữa. Tú nằm trên giường, anh cứ lăn qua lăn lại rồi nhìn Phượng tủm tỉm cười, anh có gì vui mà cười hớn hở từ nãy đến giờ như thằng dở thế anh vốn là thằng dở mà tú vẫn tiếp tục cười làm phượng bắt đầu thấy bực anh có thôi cười đi không hay anh muốn ăn đòn hả người ta đang buồn thì chồng cứ phá ra cười phượng nũng nịu nói thấy vợ có vẻ bực thật thì tú thôi không cười nữa mà quay sang nói với cô anh thấy vui lắm khi nghe em nói anh lấy anh không phải vì tiền giọng tú bắt đầu trùng xuống ban đầu khi tú nghe bà châu bảo lấy vợ cho anh thì anh nghĩ anh bị thần kinh như vậy thì làm gì có ai chịu lấy nếu có cô gái nào sẵn sàng lấy anh thì chắc cũng chỉ vì tiền mà thôi bà anh sẽ hứa cho họ nhiều tiền thì họ mới cưới anh lúc phượng mới về trong lòng tú cũng nghĩ như vậy nhưng dần dần khi sống cùng cô thì anh biết phượng là cô gái thật tâm không tính toán cũng vì báo hiếu bố mẹ mà cô chấp nhận lấy anh rồi hôm nay Chính miệng cô nói ra là cô lấy anh không phải vì tiền thì anh hoàn toàn tin điều đó là sự thật nên anh vui lắm. Đúng như dự đoán, bà Châu tuy ở nhà nhưng tin tức ở công ty cũng nhanh chóng đến tai bà. Sáng hôm sau, khi cả nhà ngồi ăn sáng, bà Châu lên tiếng nói để dằn mặt mẹ con Huệ. Công ty không phải là cái chợ nên những ai có ý đồ phá công ty nhà họ lệ thì cần được dẹp bỏ. Anh Minh, anh là giám đốc, hãy quản lý nhân sự của mình cho tốt. Nếu có kẻ quấy rối thì đó là ai cũng sẽ bị sa thải. Vâng ạ, à, ông Minh hiểu ý mẹ mình nói nên nhìn sang mẹ con bà Hương với ánh mắt bực bội. Sau khi ăn xong, mọi người lên xe để đi làm. Trong xe ô tô, ông Minh nói với vợ, "Chuyện hôm trước tôi đã bảo bà và con Huệ là bỏ qua, nhưng bà không nghe lại cố tình thì nó gây chuyện, giờ chuyện đã đến tai bà nội, không biết mẹ con bà có muốn sống ở cái nhà này nữa không?" "Chuyện con bé Huệ làm hôm qua ấy, Tôi không hề biết, nếu biết tôi sẽ không để nó làm như vậy. Bà Hương nói với vẻ thanh minh, nhưng Huệ thì cô ta vẫn cố gân cổ lên. Cô ta xứng đáng bị như vậy mà ba. Con đừng có ăn nói lung tung, nó là chị dâu của con. Từ giờ ba nghiêm cấm con làm những chuyện như vậy. Nếu con vẫn muốn làm ở công ty, ba hãy quản lý nó cho tốt. Đừng để chuyện tương tự xảy ra, thì lúc đó lại trách tôi không báo trước. Thấy ông Binh nói với vẻ mặt nghiêm túc, bà Hương im lặng và không nói gì thêm. Đến công ty, bà Hương vào ngay phòng làm việc của con gái, bà ta bực tức quăng ngay cái túi xuống ghế. Mẹ đã bảo là con hành động cái gì cũng đừng nóng vội, phải từ từ. Nhưng cứ nhìn thấy chị ta trong công ty là con điên tiết không chịu được. Còn cứ bình tĩnh, giờ mình phải nghĩ làm sao để thuyết phục ba con viết di chúc thì mẹ con ta may mới có chỗ đứng vững chãi được. Nếu không có di chúc cho con quyền thừa kế thì chưa biết chúng ta bị mụ già kia đẩy ra đường lúc nào không biết. Vậy mẹ tìm cách thuyết phục ba đi, ừ để từ từ giờ ba con vẫn còn đang giận chuyện của con hôm qua nên để hôm sau mẹ nói vâng ạ à, mẹ nói với ba là viết di chúc để quyền thừa kế công ty cho con chứ để con ông anh trai dở hơi kia là con chị dâu kia nó sẽ lộng hành được rồi nói xong bà Hương quay về phòng làm việc của mình sau lần bà Châu nói ý cảnh cáo những việc làm của mẹ con bà Hương thì mẹ con bà ta không dám làm gì phượng nữa đến công ty mặc dù huệ vẫn căm tức phượng nhưng cô ta cũng phải nén cục tức vào trong còn phượng cô đã làm quen với công việc cô nhiệt tình lại chịu khó học hỏi nên những công việc được giao cô luôn hoàn thành có hiệu quả mang về nhiều hợp đồng lớn cho công ty các nhân viên đều quý mến cô vì tính tình hòa nhã với mọi người chứ không canh kiệu như huệ ông minh thấy phượng rất có năng lực làm việc nên vui lắm ông cũng hy vọng nay mai ông già thì phượng sẽ là người cùng huệ gánh vác công ty nhưng bà hương thì lại thấy phượng bây giờ là mối đe dọa lớn nên phải tìm mọi cách để loại bỏ phượng ông này sao bà lại có vấn đề gì à tôi thấy thời gian gần đây sức khỏe của ông có dấu hiệu không tốt hay ông giao lại công ty cho con huệ quản lý đi tôi với ông về nghỉ dưỡng già thỉnh thoảng đi chơi đây đó cho khỏe bà hương nhẹ nhàng nói với chồng bà thấy con huệ có khả năng đảm đương công ty à được chứ nó tốt nghiệp trường đại học quốc tế ở nước ngoài về làm việc ở công ty mấy năm nay cũng rất hiệu quả còn gì tôi thì cũng thấy mình yếu đi thật bệnh huyết áp cứ tái phát liên tục nhưng nếu giờ tôi nghỉ giao công ty cho con huệ thì tôi không yên tâm có gì mà ông không yên tâm ông cứ giao cho nó quản lý chúng nó giờ trẻ trung năng động có trình độ còn làm tốt hơn cánh già mình ấy chứ thôi được cứ để từ từ rồi tôi tính ông minh nói rồi quay ra bàn làm việc để kệ bà hương ngồi đó thật ra ông cũng đã có dự tính cho riêng mình ông định ông sẽ chia công ty cho hai anh em là tú và huệ tú tuy bị bệnh nhưng vẫn là con trai của ông và giờ đây vợ tú là phượng rất có năng lực nên nó sẽ đứng ra quản lý thay chồng mình ông làm như vậy là công bằng với cả hai đứa con ông sau này ông có chết đi cũng an lòng vì tú có phượng chăm sóc nhưng người tính không bằng trời tính chỉ sau cái ngày bà Hương bảo ông giao quyền quản lý công ty cho Huệ thì ông Minh gặp một trận tai biến nặng. Ông nằm điều trị ở bệnh viện 3 tuần nhưng cuối cùng ông vẫn bất tỉnh. Khi các dấu hiệu hồi phục của ông Minh không còn, các bác sĩ cho ông về nhà, ông sống như một người thực vật không biết gì. Bà Châu và Tú thấy ông Minh như vậy thì đau lòng lắm. Hai người vừa lo cho sức khỏe của ông Minh, vừa lo cho hoạt động của công ty cũng từ hôm ông Minh bị bệnh thì Huệ lên thay ba nắm quyền giám đốc khỏi phải nói cũng biết mẹ con cô ta mừng vui như thế nào khi có quyền trong tay Huệ đã tính đến việc hất cảng Phượng ra khỏi công ty nhưng bị bà Hương ngăn lại con dại lắm mẹ đã bảo từ từ rồi cơ mà nhưng con không chịu được khi cứ phải chạm mặt chị ta ở công ty con gái mẹ còn non dại quá con ơi con mới chỉ nghĩ được cái trước mắt mà chưa biết nghĩ đến đại cục con phải biết bà già kia vẫn có tiếng nói rất lớn ở công ty, con giờ chỉ mới tạm thời nắm quyền điều hành công ty thôi. nếu con làm việc sơ suất, thì bà ta sẽ thuyết phục các cổ đông khác loại bỏ con ngay. vậy bây giờ phải làm sao mẹ? bây giờ phải làm sao? tạo ra được một tờ di chúc của ba mày, viết là giao hết công ty cho mày thì mới được. bà Hương vừa nói, vừa nảy sinh ý định trong đầu. nhưng giờ ba con nằm liệt một chỗ như vậy, thì làm sao mà có di chúc được? không có, thì mình tạo ra cho có bà Hương nói với vẻ đắc ý khi đã tìm ra kế sách mẹ có cách gì à Huệ hớn hở chạy đến gần bà Hương và hỏi bà ta ghé vào tai Huệ nói nhỏ cái gì đó rồi cả hai mẹ con đều mỉm cười đắc thắng hàng ngày khi bà Hương đến công ty làm thì việc chăm sóc ông Minh ở nhà giao hết cho Vũ Lài và Quản Gia Vương thỉnh thoảng tối bà ta đi làm về mới ghé qua thăm chồng và ngồi ở đó một lúc rồi lại về phòng mình ngủ hôm nay từ phòng mình đi ra bà ta ngó trước nhìn sau dò xét xem có ai ở ngoài không khi không có ai thì bà ta nhanh chân đi sang phòng ông minh và khóa trái cửa lại ở trong phòng bà ta lấy trong người ra một tờ giấy và một lọ mực loại mực chuyên dùng để đóng dấu tờ giấy mà ba ta cầm đó chính là tờ di trúc bà ta đã thảo sẵn giờ chỉ cần ông minh điểm chỉ vào là xong bà hương nhanh tay đổ mực ra một cái đĩa nhỏ rồi cầm ngón tay trỏ Bên phải của ông Minh lăn qua mực, xong bà ta dí đầu ngón tay dính mực của ông Minh lên tờ di chúc. Thực hiện xong xuôi, bà ta cất tờ di chúc vào trong người mình, lấy giấy lau mực ở đầu ngón tay cho ông và nhanh chóng vứt đĩa mực vào thùng rác bên cạnh. Khi bà Hương mở khóa cửa bước ra thì bà ta giật bắn người, mặt bà ta tái đi vì sợ khi thấy Phượng đang đứng ở trước cửa phòng. Con chào gì? Phượng lên tiếng chào bà Hương. Ờ, mày làm cái gì mà đứng trước cửa? Định dọa tao chết à? Phượng cười cười, con thấy chưa buồn ngủ nên định qua đây chơi với ba một chút. Nghe Phượng nói định vào thăm ông Minh thì bà Hương liền xua tay. Thôi con về phòng đi, ông ấy ngủ rồi. Ba con ngủ rồi ạ? À? Vậy thôi để con xuống sân chơi tí xong lên ngủ ạ. Ờ, à, nói rồi bà Hương đi ra và đóng cửa phòng lại. Thực ra ban đầu Phượng chỉ có ý định xuống sân đi dạo một lúc về phòng ngủ. Nhưng khi cô từ phòng mình ra hè thì cô nhìn thấy bà Hương ngó trước nhìn sau, trông không được đàng hoàng phượng để ý thấy bà ta đi vào phòng ông minh cô nhẹ nhàng theo sau thì thấy bà ta khóa trái cửa bên trong đứng một lúc cô đang định gõ cửa thì thấy bà ta mở cửa bước ra thấy cô bà ta giật mình vẻ hốt hoảng phượng đoán chắc bà ta vừa làm chuyện gì đó mờ ám nên mới có thái độ như vậy phượng ra sân một lát đợi cho bà hương đi về phòng mình xong cô quay lên mở cửa đi vào phòng bố chồng trên giường cô thấy ông đang nằm ngủ nhưng cánh tay của ông để hở ra bên ngoài chăn nhìn xuống bàn tay cô thấy ở đầu ngón trỏ có dính gì đấy đỏ đỏ giống như máu cô tưởng ông bị sao nên cầm tay ông lên cô lấy giấy lau lau đầu ngón tay nghi bị chảy máu nhưng nó đã khô không lau được cô nhìn lại thì thấy tay ông không bị rách chỗ nào vậy làm sao có máu được phượng yên tâm là ông không bị sao Cô để tay ông xuống và kéo chăn đắp cho ông. Phượng đứng dậy cầm tờ giấy lau vứt vào thùng rác và đi ra. Bước được hai bước, Phượng thấy nghi ngờ điều gì đó, cô quay lại và mở thùng rác. Cô cầm chiếc đĩa vẫn còn vương chút mực đỏ lên xem, nhìn ngó một lúc cô thấy mực trong đĩa, đúng là mực bị dính ở đầu ngón tay bố chồng cô, mà ban nãy cô tưởng là máu. Phượng tự lầm nhầm, không biết bà ta làm gì mà lại bôi mực lên đầu ngón tay của bố chồng cô như vậy. Tự hỏi, nhưng Phượng không thể tự trả lời được nên cô vứt lại cái đĩa và thùng rác rồi đi ra ngoài khép cửa phòng lại. Một tuần sau, tại công ty nhà họ Lệ, như mọi ngày đến giờ ăn trưa, Phượng đều xuống nhà ăn và ngồi vui vẻ với nhân viên khác. Hôm nay đang ngồi ăn thì Phượng nghe thấy hai người ở bàn bên cạnh nói chuyện với nhau. Chị đã nghe thấy gì chưa? Nghe gì? Có tin gì mới à? Công ty mình đã chính thức có giám đốc mới rồi đấy. Vậy hả? Là ai thế? thì vẫn là cô bích huệ đấy em nghe nói giám đốc minh từ ngày bị ốm không điều hành công ty được bây giờ chính thức di trúc thừa kế lại công ty cho con gái là cô bích huệ đấy thì cũng đúng thôi nhà giám đốc có ai nữa đâu có mỗi cậu con trai nhưng lại ra ngẩn vào ngơ chẳng làm ăn được gì nên công ty giao lại cho con gái là tất nhiên rồi nhưng như thế thì bất công quá dù gì cậu tú cũng là con trai duy nhất mà lại chẳng được hưởng tí nào cậu ấy có khờ khạo thì vẫn còn cô phượng là vợ cậu ấy cơ mà cô ấy cũng có năng lực mà hay nếu không cho cậu ấy quyền lãnh đạo công ty thì ít ra cũng nên chia cho cậu ấy cổ phần, nay mai để lại cho con cậu ta. Đằng này, ôi giời, anh ta thế thì đẻ đái gì, mà chị bảo có con, có khi từ ngày cưới đến giờ, vợ vẫn nằm không ấy, khổ thật, phí hoài cả tuổi xuân. Nghe những lời nói chuyện của hai cô nhân viên bàn bên cạnh, Phượng không thấy buồn về việc họ nói cô thế nào hay việc Huệ nắm quyền điều hành công ty. Vì xét thực tế lúc này cô ta lên nắm quyền giám đốc là hợp lý nhất rồi. Phượng chỉ thấy nghi ngờ là tại sao bố chồng cô đang nằm liệt như vậy thì làm sao có thể viết di chúc được? Liệu có phải di chúc đó được lập trước khi ông đổ bệnh hay không? Hay có uẩn khúc gì bên trong? Nghĩ vậy, trong đầu Phượng xuất hiện nghi ngờ về tờ di chúc, nhưng cô không thể tự trả lời được. Tú cũng nhanh nắm bắt được tình hình công ty, nhưng do hiện tại người của anh vẫn chưa thu thập đủ chứng cứ, nên anh cứ để yên cho mẹ con bà Hương nhờn nhơ như vậy. Anh cũng biết tờ di chúc của bác anh giao lại toàn bộ công ty cho Bích Huệ là giả, nhưng anh vẫn cần thu thập thêm một số bằng chứng nữa. Hôm nay Phượng đến công ty từ rất sớm, cô pha một ly cà phê và vào bàn làm việc để hoàn thành nốt cái kế hoạch cho đúng tiến độ vừa ngồi xuống ghế đưa ly cà phê lên miệng định uống thì cô thấy đau bụng quá cô ôm bụng và co chân chạy nhanh vào nhà vệ sinh ngồi trong nhà vệ sinh một lúc phượng thấy khá hơn thì cô đi ra ngoài và trở lại làm việc vài hôm sau đó phượng thấy tình trạng này vẫn cứ tái diễn cô nghĩ chắc do cô làm việc căng thẳng nên đau dạ dày cô quyết định hôm sau đi khám để điều trị dứt điểm nếu không căn bệnh này nó làm cô ăn gì cũng không thấy ngon, còn trong người thì thấy mệt mỏi vô cùng. Hôm sau, trên đường đi làm về, Phượng ghé vào phòng khám đa khoa trên đường, sau khi thăm khám và hỏi hết các triệu chứng thì vị bác sĩ hỏi cô: "Cô đã có gia đình chưa?" "Rồi ạ." À, "Có vấn đề gì không bác sĩ? Em bị mắc bệnh nan y phải không ạ?" À? Phượng hỏi với vẻ mặt vô cùng lo lắng. "Không phải, nhưng qua các triệu chứng cô kể, thì tôi nghĩ bệnh của cô chưa chắc đã phải là đau dạ dày có thể là cô đang mang thai mang thai ạ à? sao có thể ạ à? vợ chồng em vẫn kế hoạch đều đặn thưa bác sĩ vị bác sĩ nhìn phượng rồi cười cười đó là tôi nói có khả năng như vậy cô về xem lại chu kỳ kinh nguyệt của mình và mua que thử thai về thử xem nếu vẫn không thấy thì mai cô quay lại đây tôi sẽ chỉ định nội soi cho cô vâng cảm ơn bác sĩ ra khỏi phòng khám phượng cứ thắc mắc sao mình có thể mang thai được nhỉ mỗi lần quan hệ tú đều dùng bao cơ mà cô nhầm nhầm lại chu kỳ kinh thì bỗng giật mình tháng này cô đã bị quá một tuần rồi cô cũng đã từng đọc trên mạng là tránh thai bằng bao cao su vẫn có thể có thai nếu bao cao su bị thủng nhưng hiện tượng đó rất ít chỉ xảy ra với những người tham rẻ dùng loại bao ít tiền chứ cô toàn mua loại xịn thì làm sao xảy ra tình trạng đó được không có lẽ cái tên chồng dở hơi của cô đã chọc thủng chiếc bao cao su như trên mạng người ta làm nhỉ? Chắc chắn là thế rồi. Cô về hôm nay phải tính sổ với anh ta mới được. Qua hiệu thuốc Phượng vào mua năm cái que thử thai. Cô bán thuốc hỏi sao mua lắm thế thì Phượng nói để cho chắc. Về đến nhà Phượng đi thẳng lên phòng mình kệ cho Tú cái ý ới gọi ở dưới. Vào nhà vệ sinh cô lấy một chiếc chai và tiểu vào đó Xong rồi cô bắt đầu chất nước tiểu vào năm chiếc cốc thử Rồi cắm năm cái que thử và năm cái cốc Đã được cô xếp hàng ngay ngắn trên đá hoa Phượng nhắm hai mắt lại Cô vừa nhắm mắt vừa khấn Cầu trời cho cả năm que đều lên một vạch Phượng đặt luôn chuông báo thức đúng 5 phút Cô mở mắt ra và bắt đầu nhìn vào từng que một Que thứ nhất, hai vạch màu hồng Phượng nói, que này hỏng Cô ném luôn vào sọt rác que số 2 cũng hai vạch hồng. Que này chắc cũng hỏng nốt. Phượng tiếp tục ném que thứ hai vào sọt rác, Phượng không còn đủ kiên nhẫn để nhìn lần lượt ba cái que còn lại nữa mà cô ngồi bệt luôn xuống đất, liếc mắt thật nhanh ba cái que thì trời đất ơi, tim Phượng đập thình thịch, khi cả ba cái que đều hiện hai vạch màu hồng cô ngồi thử ra đó ở ngoài sau khi chạy theo vợ lên phòng tú thấy cô vào nhà vệ sinh anh đoán chắc cô lại bị đau bụng vì mấy hôm nay anh cứ thấy cô nhắc là bị đau dạ dày nhưng mãi không thấy phượng ra tú sốt ruột tưởng cô bị sao anh liền đập cửa vợ ơi em có bị làm sao không sao ở trong đó lâu đấy ở trong nhà vệ sinh tiếng phượng thèo thào vọng ra em không bị sao nhưng anh ơi em bị tú đập đập cửa Em bị cái gì? Mở cửa ra. Em. Cánh cửa từ từ mở ra. Phượng hai hàng nước mắt trên mặt. Em bị. Em bị. Sao? Em bị có thai rồi anh ơi. Phượng òa lên khóc. Vừa khóc cô vừa chỉ vào ba chiếc que thử thai. Vẫn đứng trong ba chiếc cốc đặt thẳng hàng nhau dưới đất. Liếc nhìn ba cái que xong. Tú ôm lấy vợ và nhảy cẫng lên. Anh sắp làm ba rồi. Hoan hô anh sắp được ba rồi. Chị vợ ơi. Ha ha. Vui quá. Tú reo lên hệt như một đứa trẻ Thấy Tú reo mừng Phượng bắt đầu nghiêm mặt Anh còn cười được hả Em đang định hỏi anh đây Tại sao lần nào cũng dùng bao Mà em lại có thai được hả Anh cố tình đúng không Anh đã chọc thủng bao đúng không Phượng vừa hỏi Vừa ra với lấy cái gối đập tới tấp vào người Tú Biết việc làm của mình đã để lại hậu quả Và bị vợ phát hiện Nên anh co cẳng bỏ chạy Để tránh bị ăn đòn của vợ Việc Phượng mang thai nhanh chóng được khoe với cả nhà ai cũng vui, trừ mẹ con nhà Huệ. Bà Châu là người vui nhất. Từ lúc nghe Vú Lài báo tin là mợ Phượng có thai thì bà cười không ngớt. Bà thầm nhủ nhà họ lệ không tuyệt tôn nữa rồi. Cháu trai của bà sắp có con, giờ xem ai còn dám nói nó bị ngớ ngẩn không biết gì nữa không. Mang thai được 2 tháng, Phượng thấy trong người rất khỏe mạnh, cô ăn tốt nên cô vẫn đi làm hàng ngày. Bà Châu cũng sợ cô đi làm vất vả ảnh hưởng đến sức khỏe nên bảo cô nghỉ việc ở nhà không cần đi làm nữa, nhưng cô không chịu. Cô nói cô vẫn khỏe nên đi làm cho khuây khỏa, chứ ở nhà cũng chán. Từ ngày Phượng có thai, mẹ con bà Hương tỏ thái độ khó chịu ra mặt Mặc dù hiện tại toàn bộ công ty đã nằm trong tay bích khỏe con gái bà ta, nhưng bà ta vẫn thấy Phượng là mối đe dọa lớn, nhất là khi Phượng lại đang mang thai đứa cháu của nhà họ lệ. Alo, có phải cô Phượng đấy không ạ? À? Dạ phải, xin lỗi, ai gọi đó ạ? À? Tôi là y tá của bệnh viện huyện, ba chị vừa bị tai nạn, hiện giờ đang được cấp cứu trong bệnh viện, chị đến ngay để làm thủ tục nhập viện cho ông nhé. Phượng đang ngồi làm việc thì nghe tiếng chuông điện thoại, cô bấm nghe thì một cô gái xưng là y tá bệnh viện, báo cho cô là ba cô bị tai nạn đang được đưa vào viện cấp cứu. Phượng hốt hoảng đứng dậy cầm túi sách và chạy đi. Ra đến cầu thang máy thì đột nhiên cô thấy ở đây mất điện. Cô vội vàng chạy xuống bằng cầu thang bộ. Khi xuống đến tầng 2, bỗng có một người mặc áo đen, đeo khẩu trang và đội chiếc mũ đen che gần chín phần mặt. Người này nhanh chóng tiến đến gần Phượng và đưa chân ra trước ngáng vào chân cô. Phượng ngã lăn xuống cầu thang mấy vòng. Đau quá, Phượng kêu lên một tiếng thất thanh. Rồi cô thấy dưới mông cô có gì đó ướt ướt, Phượng cố đưa cánh tay xuống dưới sờ vào và nhìn xem thì đó chính là máu. Cô thiểu thảo kêu lên, con tôi, rồi cô ngất đi lúc nào không hay. Khi Phượng tỉnh dậy thì đã là 4 giờ chiều, cô nhìn quanh thấy vú Lài và mẹ cô bên cạnh. Thấy mẹ mình, Phượng liền hỏi, bà con có làm sao không mẹ? Sao mẹ không ở lại chăm sóc cho ba mà tới đây làm gì? Ông ấy có sao mà phải chăm sóc, bà con vẫn khỏe mạnh đang ở nhà kia mà vậy vậy người điện thoại lúc sớm là phượng bắt đầu hình dung đó có lẽ là một cuộc điện thoại của một kẻ đã hại cô cô ta lừa cô đi ra để làm hại cô ngay lập tức phượng nhìn xuống bụng mình vậy con của con nó không sao chứ cả vũ lài và mẹ cô đều im lặng không trả lời mợ tỉnh là tốt rồi sau này cậu mợ sẽ có những em bé khác vũ lài nói để an ủi phượng nhưng nói xong bà cũng phải quay đi để giấu những giọt nước mắt của mình con cháu Vậy là con cháu không còn nữa Nước mắt Phượng bắt đầu rơi trên khuôn mặt Còn xanh sao vì mất máu Cô không gào thét hay giãy giụa gì Mà cô cứ ngồi im ở đó Bất động như một cái xác không hồn Ở nhà Tú cứ ra vào không yên anh nóng ruột vô cùng nhưng anh không thể làm thế nào được bà châu tuy rất thương xót đứa chắc chưa thành hình nhưng bà vẫn phải động viên tú bà sợ tú hoảng loạn quá thì bệnh càng nặng hơn bà biết tú tuy thần kinh không bình thường nhưng những lúc không phát bệnh tú vẫn rất điềm đạm anh suy nghĩ và nói năng như một người bình thường lúc nó nghe tin vợ mình bị ngã cầu thang mất nhiều máu rồi đứa con của nó không giữ được thì nó hoảng loạn cứ gào thét và đập phá đồ đạc trong phòng Thực sự lúc nghe tin đó, Tú không phải đang giả điên nữa mà anh đang điên thật. Anh đau đớn vì mất con, đau đớn vì vợ anh chỉ một chút nữa thôi là đã không giữ được tính mạng. Nhất định anh phải tìm ra kẻ ác nhân đó và tống vào tù. Sau hơn một tuần thì Phượng được xuất hiện về nhà, nhìn thấy Tú cô cũng chẳng nói câu gì, cô chỉ khóc, những giọt nước mắt của cô cứ chảy ra mà không sao ngăn lại được. Tú cũng chỉ biết cầm lấy tay cô rồi hai người cùng khóc phượng ở nhà nghỉ ngơi một thời gian thì sức khỏe cũng ổn định nhưng tinh thần của cô thì vẫn rất hoảng loạn cô sợ hãi và ít nói nên bà châu không để cho phượng đi làm nữa phượng thì cũng không có ý kiến gì cô cứ như người mất hồn cô không thiết tha bất cứ thứ gì mắt cô lúc nào cũng đờ đẫn khi nhìn mọi thứ xung quanh thấy phượng bị như vậy thì bà hương và con gái hả hê lắm hai mẹ con bà ta lúc nào cũng cười trên nỗi đau của người khác như vậy dã tâm chiếm đoạt công ty của bà ta đã đạt được rồi, giờ đây bà ta muốn giết Phượng và con của cô. Bà ta thật độc ác, nghĩ đến bà ta, Phượng dùng mình ghê sợ. Chao ôi, lòng dạ đàn bà sao lại có lúc đáng sợ đến thế. Mợ Phượng ơi, mợ ra xem tôi đem cái gì về cho mợ này. Tiếng của quản gia Vương gọi từ bên ngoài. Cái gì vậy quản gia? Ông có cái gì cho cháu à? Cô cứ ra đây, cô ra mà xem này. Phượng mở cửa phòng bước ra. À, một con chó con. Ông lấy nó từ đâu ra thế? Quản gia Vương. Sao ông biết cháu thích chó mà dẫn về? Quản gia Vương cười cười. Tôi thấy mợ ở nhà lâu ngày buồn, vì chẳng có bạn nên tôi mua cho mợ con chó này về, cho nó làm bạn với mợ để mợ bớt buồn. Cảm ơn ông nhá, Quản gia Vương. Mà nó tên là gì vậy ạ? À? Tôi cũng vẫn chưa đặt tên cho nó. Thôi, giờ tôi tặng nó cho mợ rồi. Mợ là chủ của nó thì mợ đặt tên cho nó đi. Vậy cháu đặt tên cho nó là Tôm nhá ông vương cười cười gọi nó là tôm ông vương vuốt vuốt lông nó rồi đưa cho phượng cô ôm chú chó bé nhỏ vào trong lòng và xuống sân đi dạo hàng ngày ở nhà mỗi khi thấy chán là phượng lại dắt con tôm xuống khu vườn trước nhà đi dạo mọi hôm cô cũng chỉ đi loanh quanh ở trước sân chứ không đi ra phía sau bao giờ khuôn viên của nhà chồng cô rất rộng đằng trước và đằng sau ngôi nhà đều là vườn nhưng ở đằng trước cây cối được chăm sóc cắt tỉa cẩn thận nên cây cối không rậm rạp mà nó đều thành từng hàng từng luống trông rất đẹp mắt khuôn viên của khu vườn trước nhà này rộng nên chỉ cần đi dạo hết một vòng là Phượng đã mỏi cứng hết cả hai chân rồi nên chẳng mấy khi cô đi ra khu vườn phía sau ngày trước khi mới về làm dâu ở đây có lần Phượng cũng định đi ra đằng sau chơi nhưng bị Vũ Lài ngăn lại Vũ bảo, đằng sau đó, cây cối um tùm, có nhiều rắn rết lắm, ra đấy không cẩn thận, nhỡ bị chúng nó cắn thì mất mạng như chơi. Theo Vũ lại kể, thì cũng có lần bà Hương đi dạo ở đằng đó, do cây cối rậm rạp, bà ta không nhìn thấy gì nên sẫm phải một con rắn hổ mang và bị nó cắn. May quản gia vương phát hiện và đưa đi bệnh viện kịp thời nên mới cứu được mạng sống. Từ ngày đó đến giờ không ai dám bén mảng ra đằng đó nữa. Phượng nghe Vũ Lài kể thế thì cũng thấy dùng mình. Thôi cô cứ đưa dạo, loanh quanh đằng trước cho an toàn, trả tội gì đi ra đằng đó, thoải mái trả thấy đâu, nhỡ không may bị rắn cắn thì khổ. Mới có 5 giờ sáng, Phượng và Tú vẫn còn đang ngủ say thì con tôm cứ chạy vòng kêu toáng lên, Phượng lấy làm lạ, mọi hôm giờ này nó vẫn ngủ yên chứ đâu có quậy như vậy, hay tối qua nó lỡ ăn phải cái gì nên đau bụng giờ buồn ị anh dậy dắt con tôm đi ị cho em Phượng vừa nhắm mắt ngái ngủ vừa bảo Tú Em dậy cho nó đi đi Anh buồn ngủ lắm Em cũng buồn ngủ mà Thế nó là chó của anh hay chó của em Chó của em Vậy em dậy cho nó đi ị đi Nói rồi Tú kéo chăn phủ kín đầu và ngủ tiếp Biết không thể nài nỉ được chồng nên Phượng dùng hết sức mình bật dậy khỏi giường, dậy dắt con tôm đi ra ngoài. Vừa mở cánh cửa lớn ở phòng khách tầng 1 ra, thì con tôm phóng chạy thật nhanh, làm tuột cả dây xích từ tay Phượng. Phượng chạy theo nó, vừa chạy, cô vừa gọi mà nhất định nó không quay lại. Cô thấy nó chạy thẳng một đoạn, rồi vòng qua khu vườn phía sau. Cứ như thế, Phượng chạy theo nó, chạy được một lúc thì cô mệt quá, đứng lại, thở hồn hển. Tới khi cô ngẩng đầu lên thì chẳng thấy bạn tôm yêu quý của mình đâu nữa. Tôm, tôm mày ở đâu tôm tìm một lúc không thấy nó đâu thì bỗng phượng nghe thấy tiếng nó sủa cô từ từ tiến đến nơi con tôm đang đứng sủa đó là một bụi cây rất rậm không biết ở bên trong có cái gì mà nó cứ đứng đấy sủa phượng định lấy tay vén mấy cành cây ra thò đầu vào trong xem có gì nhưng cô chợt nhớ đến lời kể của vũ lài nên cô quay ra có khi nó nhìn thấy trong đó có rắn nên mới sủa inh ỏi như vậy Phượng cúi người xuống, định cầm cái đầu dây xích ở cổ nó để kéo nó về, thì từ bên trong có tiếng động. Phượng giật mình, ngẩng đầu lên thì thấy một người đàn bà đeo khẩu trang đen đang thò đầu từ trong bụi rậm đó ra. "A, à, ma ma." Bất ngờ, thấy Phượng, người đàn bà đó cũng giật mình, nhưng Phượng đã kịp nhận ra bà ta, còn con tôm thì không sủa nữa mà vẫy đuôi mừng tiếu tít. "Dì, dì Hương, dì làm gì ở đây thế?" Bị hỏi bất ngờ, bà Hương lúng túng không kịp trả lời. gì gì à dì đi dạo, đến đây thì buồn đi vệ sinh quá nên chui vào đây đi tạm ấy mà. Nói rồi, bà Hương cười cười, trên khuôn mặt vẫn không giấu được vẻ lo lắng. Thôi, dì vào nhà trước đây. Bà Hương bỏ chạy thật nhanh, bỏ lại Phượng vẫn đứng ngơ ngác cùng con tôm vì cô chưa hiểu bà Hương vừa nói gì dắt con tôm và đến nhà, tắm gội cho nó và cho cô xong thì cũng đã 7 giờ 30 sáng, mọi người đã chuẩn bị đi làm hết. Tú thì hôm nay bảo quản gia Vương dẫn đi công viên nước nên họ xuất phát từ rất sớm. Ăn sáng xong, Phượng lại dắt con tôm đi loanh quanh ở khu vườn trước nhà. Vừa đi Phượng vừa nghĩ sao cô và bà Hương lại có rất nhiều lần gặp nhau trùng hợp một cách ngẫu nhiên như vậy. Như Vũ Lài nói thì bà ta đã từng bị rắn cắn suýt chết ở khu vườn phía sau đó. Bà ta thì cấm không cho ai đến đó. Nhưng sao bà ta lại đến đó? Chẳng lẽ ở phía sau đó bà ta có bí mật gì? Phượng tò mò nhưng cũng không thể nào tự giải thích được. Cô quyết định không nói chuyện này với Tú vội để hôm sau cô ra đấy tìm hiểu một lần nữa xem sao. Theo kế hoạch đã lên trước, Phượng cũng chọn thời điểm không có ai ở nhà để ra khu vườn phía sau, để tránh bị ai nghi ngờ, cô vẫn dắt con tôm theo và nói là đi dạo. Khi Phượng và con tôm đi tới chỗ bụi cây hôm trước thì rất lạ là con tôm vẫn lại sủa, không dừng được sự tò mò, Phượng buộc dây xích của con tôm vào một cành cây, sau đó cô lấy tay vén bụi cây ra, hai bên tạo thành một lối chui vào giữa. Cô tiến vào bên trong khoảng 5 mét, thì phía trước là một căn hầm được xây từ rất lâu. Bên ngoài, rêu mọc xanh tường, cửa căn hầm được đóng khóa bằng hai cánh cửa sắt rất chắc chắn. Nhìn ngó một lúc, Phượng mạnh dạn. Thấy một viên đó to, gõ thật mạnh vào cánh cửa căn hầm, không thấy bên trong có động tĩnh gì. Cô nghĩ chắc đây là căn hầm bị bỏ hoang. Và việc cô gặp dì Hương ở đây hôm trước chắc là sự trùng hợp ngẫu nhiên thật. Phượng quay ra cởi xích con tôm và dắt nó về. Tuy nhiên để tránh bị phát hiện, Phượng lật lại những bụi cây trở về vị trí cũ. Từ hôm bị Phượng bắt gặp ở khu vườn phía sau nhà thì bà Hương thay đổi chiến thuật. Bà ta không tới đấy vào buổi sáng nữa mà chọn thời điểm lúc 9 giờ tối để ra đó. Nhưng người tính không bằng trời tính, không biết rời xuôi đất khiến thế nào mà dạo này Phượng lại cứ thấy khó ngủ, cứ lên giường là cô trần trọng không ngủ được Nằm cạnh Tú mà Phượng cứ dãy dụa làm anh cũng mất ngủ Cô đã thử rất nhiều cách để có thể nhanh chóng ngủ ngon mỗi đêm Nhưng đều không hiệu quả Không làm thế nào được Phượng đành xuống sân đi bộ cho dễ ngủ Ban đầu cô cũng sợ Nhưng rủ Tú đi cùng thì anh không chịu Nên cô cứ liều đi Do trời tối nên Phượng cũng chỉ đi loanh quanh trong khu nhà ngay trước sân nhà cũng có lúc Phượng ngồi ở ghế đá ngắm trăng sao Rồi đột nhiên vào một buổi tối Khi Phượng đang ngồi ở ghế đá Thì cô nhìn thấy ở đằng xa có bóng người đi về phía căn hầm hôm trước Ánh sáng mập mờ nên Phượng cũng không nhìn rõ đấy là ai Là nam hay nữ Khi đến gần chỗ lối và căn hầm Thì bóng dáng người đó bỗng mất hút Phượng rụi rụi mắt rồi nhìn thì vẫn không thấy gì Phượng nghĩ có khi do dạo này cô hay mất ngủ Thần kinh căng thẳng nên nhìn ra ảo giác nhưng chỉ khoảng 30 phút sau, Phượng chuẩn bị đứng dậy đi lên phòng ngủ thì cô lại thấy một bóng người đi từ phía khu vườn phía sau đó về phía sân nhà. Cô quyết định ngồi đợi xem đó là ai. Khi chiếc bóng đó đến gần sân nhà, do Phượng ngồi ở chiếc ghế đá tận ngoài vườn cách lối đi vào sân khoảng 10 mét, nên người đó không nhận ra cô. Phượng nhận ra người đó chính là dì Hương. Lần này thì Phượng không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn bà Hương có cái gì đó giấu giếm ở căn hầm sau vườn đó, nếu không bà ta chẳng bao giờ đến những nơi âm u bẩn thỉu đó. Phượng quyết định hôm sau cô sẽ đến để tìm ra bí mật của bà Hương và để có thêm người giúp đỡ thì Phượng bảo Vũ Lài đi cùng Sáng hôm sau, Phượng hẹn Vũ Lài dậy sớm, hai người cùng đi, họ đem theo một cuộn dây thừng và một cái búa. Khi đến vị trí căn hầm, Phượng lại vén cây cối ra hai bên để tạo lối đi vào. Khi cánh cửa căn hầm lộ ra thì Vũ Lài thốt lên: "Căn hầm này vẫn còn sao? Vũ biết căn hầm này à?" Phượng lên tiếng hỏi Vũ Lài: "Biết chứ, tôi ở đây mấy chục năm rồi." Nên tôi biết rất rõ về nó Ngày xưa nó được vợ chồng bà chủ xây để làm kho chứa hàng Sau này khi thành lập ra công ty có trụ sở rộng rãi Thì cái nhà kho này không dùng đến nữa Nhưng tôi nhớ rõ là sau khi mợ thu là mẹ của trọng tú mất Thì ông Minh đã cho phá căn hầm này đi rồi Sau này vẫn còn tồn tại ở đây Vũ nói sao ạ? À? Căn hầm này trước kia đã được ba chồng con kêu người phá đi rồi à? Đúng rồi, vậy thì con có nhiều nghi vấn trong căn hầm này lắm giờ vũ giúp con chúng ta sẽ phá cánh cửa hầm này ra xem bên trong có gì nhá được rồi để tôi giúp mợ nói rồi vũ lài cùng phượng dùng dây thừng buộc vào chiếc khuy cửa sau đó bà kéo mạnh còn phượng thì dùng búa đập mạnh vào chiếc khóa sắt để cho nó bung ra hai người hề hục làm được một lúc thì mệt quá lại ngồi xuống nghỉ do cánh cửa và khóa cửa của căn phòng được khóa rất chắc chắn nên hai người phụ nữ hì hục vừa kéo vừa đập nhưng cũng không thể nào làm cho cánh cửa bật ra được. Phượng và Vũ Lài nghỉ một lúc rồi lại tiếp tục làm. Lần này khi Phượng vừa du bố lên thì bỗng bên trong có tiếng động phát ra. Hai người cố gắng ghé tay sát vào cửa để xem bên trong là tiếng gì. Bỗng một âm thanh ú ớ tiếp tục phát ra từ bên trong. Vũ Lài ơi! Hình như con nghe thấy tiếng gì đó giống tiếng kêu của người. Lẽ nào bên trong có người hay là hay là ma hạ vũ chắc không phải đâu mợ làm gì có ai sống được ở trong đó mà cũng làm gì có ma mãnh nào mợ lại thần hồn nát thần tính rồi thôi chúng ta cố một lần này nữa nếu vẫn không mở được cửa thì ta về mợ ạ à. mai bảo quản gia vương kêu người đến phá khóa ra là xong chứ mợ và tôi đều là phụ nữ chân yếu tay mềm chắc không mở nổi cái cửa này đâu mợ ạ. À. Nói rồi, Vũ Lài và Phượng đứng lên cố gắng thử một lần nữa xem sao, thì bỗng nhiên từ phía sau vang lên tiếng đập mạnh. Có ai đó đã dùng một thanh gỗ to phang rất mạnh vào phía sau. Phượng và Vũ Lài bị ngất và lăn ra đất. Khi tỉnh dậy, Phượng thấy mình đang nằm ở một căn phòng tối om. Cô không biết đây là đâu và cũng không biết ai đã nhốt cô vào đây. Cô nhớ lại chuyện xảy ra lúc sáng. Trước khi cô bị ngất đi thì cô đang ở cùng Vũ Lài. Vậy bây giờ Vũ Lài đâu? phượng lên tiếng gọi vú lài ơi vú có ở đây không vú đâu rồi gọi ba câu vẫn không thấy tiếng vú lài trả lời phượng lấy tay khua khua sang hai bên thì thấy một người phụ nữ nằm bên cạnh người đó chính là vú lài cô lay lay vào người vú vú lài ơi tỉnh lại đi vú vú tỉnh lại đi người vú lài bắt đầu cựa quậy mợ chủ mợ có bị làm sao không con không sao vú ạ à? chúng ta đang ở đâu đây vú tối quá mở ạ tôi cũng không biết đây là đâu Ai đã nhốt tôi với mợ vào đây Tại sao họ lại làm vậy Chẳng biết kẻ nào đánh ngất tôi và mợ rồi đem nhốt vào đây Vũ Lài định đứng dậy Thì thấy hai chân mình đều bị trói Cả Phượng cũng vậy Hai người nhìn ngó một lúc Thì họ đoán đây hình như là bên trong căn hầm Mà lúc sáng họ đang cố gắng mở cửa Giờ làm thế nào để thoát ra khỏi đây được Nếu không ra được Chắc cô và Vũ Lài sẽ chết ở đây vì đói và khát Phượng thấy lo lắng và sợ hãi vô cùng bỗng từ trong góc phía trong của căn hầm phát ra tiếng rên hừ hừ. Vũ ơi, tiếng gì đấy, con sợ quá. Người Phượng run lên, cô ôm chầm lấy Vũ lại và nhắm tịt mắt lại. Bình tĩnh, mợ đừng sợ, để tôi lại đấy xem sao. Vũ lại nằm xuống đất, bà dùng hai tay cố gắng đẩy người mình trườn đến nơi phát ra tiếng rên. Bà thấy một bóng người đang ngồi thu lưu trong góc hầm, cố gắng nhìn thật kỹ thì bà phát hiện đó là một người phụ nữ Bà ta mặc bộ đồ màu xanh, đầu óc bà ta buông ra rũ rượi, che hết cả khuôn mặt gầy gò ốm yếu, hai chân bà ta bị trói vào nhau bởi một cái dây xích. Bà ta không nói được mà chỉ ú ớ cái gì đó trong mồm, trên người bốc ra một mùi hôi khó chịu vì lâu ngày không được tắm. Bà là ai? Tại sao lại ở đây? Vũ Lài cất tiếng hỏi, thấy có tiếng người hỏi, bà ta ngẩng lên, để lộ ra khuôn mặt của mình Vừa nhìn thấy khuôn mặt bà ta Thì Vũ Lài giật mình hốt hoảng Bà chủ, con Nam Mô A Di Đà Phật Con Nam Mô A Di Đà Phật Bà sống khôn chết thiêng Bà ấy phù hộ cho chúng con Chúng con là người trần mắt thịt Chỉ biết chỗ sáng không biết chỗ tối Vũ Lài cứ thế chắp tay mà vái lia lịa Và người đàn bà kia thì ra người mà Vũ Lài vừa nhìn thấy là bà Mai Thu, vợ cả của ông Trọng Minh và là mẹ của cậu Tú. Bà ấy đã bị tai nạn xe chết 20 năm về trước. Nay nhìn thấy bà ấy ở đây thì Vũ tưởng là ma nên sợ hãi vô cùng. Vũ Lài không biết rằng thực ra ngày đó bà Mai Thu chưa chết đêm đó sau khi phát hiện bà thu bị tai nạn do ông minh bận việc gấp ở công ty phải giải quyết nên để bà hương lái xe đưa bà thu vào viện cấp cứu trên đường đi bà ta đã bố trí người đưa bà thu đi nơi khác và làm một cái quan tài giả đưa về nhà bảo với ông minh là bà thu đã chết trên đường vào viện và bà ta đã thuê người khâm liệm ông minh vẫn đang rất bực tức vì nghĩ rằng bà mai thu đã ngoại tình nên khi bà hương nói là bà mai thu đã chết thì ông Minh cũng tin ngay và nhanh chóng cho làm ma đem chôn cất, chứ ông cũng không hỏi cụ thể về cái chết của vợ mình. Nhìn thấy vú Lại, bà thu nhận ra, nhưng vì không nói được nên bà khua khua hai tay và ú ớ trong mồm. Ý ra hiệu nói với vú Lài là bà chưa chết mà bà bị nhốt ở đây, bà ấy vẫn còn sống chứ không phải là ma thấy bà Thu nói và cử động chân tay thì Vũ Lài tin đó là người thật. Bà cố sướn người mình đến gần chỗ bà Thu. Vũ Lài ngước mắt nhìn lại bà Thu một lần rồi bà ỏa khóc. Bà chủ là bà chủ thật rồi. Vũ Lài đưa hai tay lên sờ vào người bà Thu. Bà vẫn còn sống sao? Bà Thu gật gật cái đầu ra vẻ mừng rỡ rồi bà cũng khóc. Hai người bấu lấy nhau và khóc. Phượng ở phía ngoài thấy như vậy, cô chưa hiểu chuyện gì, cô lên tiếng gọi, Vũ Lài ơi, Mợ chủ mở lại đây bà chủ vẫn còn sống đây này mở mở lại đi đi do phượng cũng bị trói chân nên khi nghe vũ lài gọi cô cũng cố gắng di chuyển cơ thể mình trên mặt đất để đến được chỗ vũ bà thu khi phượng đã đến được chỗ hai người thì vũ lài nói Mợ ơi đây là bà chủ mẹ của cậu trọng tú bà chủ vẫn còn sống đây này mợ vũ lài vừa nói vừa đưa tay vỗ vỗ vào người bà thu thật sao vũ vũ lài gật gật đầu khẳng định đây là sự thật con chào mẹ ạ con là nhã phượng là vợ của anh trọng tú là con dâu của mẹ ạ bà thu mừng rỡ gật gật đầu tỏ vẻ hiểu ý khi cả ba người vẫn chưa kịp bình tâm lại để hỏi xem đã chuyện gì xảy ra tại sao họ lại bị nhốt vào đây thì đột nhiên ở bên ngoài nghe thấy có tiếng động cả ba người đều hướng mắt ra ngoài cánh cửa sắt của căn hầm được mở ra một người phụ nữ bước vào trên tay bà ta cầm một hộp cơm Thấy cửa mở Theo phản xạ Phượng lao người ra Nhưng hai chân cô đã bị trói Cô vùng vẫy thật mạnh Cũng không thể nào di chuyển ra phía ngoài được Thấy Phượng như vậy Người đàn bà kia liền lên tiếng Không thoát được đâu Đừng cố làm gì cho tốn sức Bà Bà Chủ Vũ Lài ngạc nhiên Khi thấy người đàn bà kia chính là bà Hương Vợ hai của ông chủ nhà bà Phượng cũng nhanh chóng nhận ra bà ta Là bà Tôi đoán không sai mà, Người đó chính là bà Chỉ có bà mới mưu mô thủ đoạn như vậy Tại sao bà lại nhốt tôi vào đây Bà Hương cười lớn Sao mày lại hỏi tao Mày phải hỏi mày mới đúng chứ Mày thử nghĩ xem Mày đã làm gì Mày thích ngáng mũi tao Mày thích chen vào chuyện người khác Thì mày phải nhận kết cục này thôi Bà câm mồm đi Tôi đã làm gì bà Vú lại, rồi mẹ chồng tôi đây họ đã làm gì bà mà bà lại độc ác như vậy hả? Rồi bà cũng sẽ bị quả báo, bị trời trừng phạt mà thôi. Nghe Phượng nói vậy, bà hương lại phá ra cười. cười chúng mày nhìn lại chúng mày xem liệu tao bị trừng phạt hay chúng mày bị trừng phạt trước liệu chúng mày có đợi được đến ngày xem tao bị quả báo không hay chúng mày lại ra đi trước <laughs> bà ta cười rú lên như một kẻ điên bây giờ mạng sống của chúng mày nằm trong tay tao tao muốn cho chúng mày sống hay chết là quyền của tao không ai cứu chúng mày được đâu cũng vì chúng mày cản lường tao nên chúng mày phải nhận hậu quả như vậy con đàn bà kia bà hương chỉ tay vào mai thu mày có biết nó làm gì không? Nó không yêu chồng nhưng nó nhất định không chịu ly hôn. Nó để mẹ con tao suốt đời không được danh chính ngôn thuận bước vào nhà họ lệ. Nó định ngọt mẹ chồng để bà ta ghét bỏ tao, ghét bỏ đứa cháu gái do tao sinh ra. Còn mày, mày không biết mày đã làm gì à? Bà ta quay sang Phượng, mày không chịu yên phận. Mà cố tình vào công ty để tranh giành tài sản của con tao Mày cũng vào hùa với con mụ già que để bà ta không coi mẹ con tao ra gì Rồi mày còn định sinh con để kế thừa gia tài nhà họ lệ Mày nằm mơ đi, tao sẽ không bao giờ để mày được toại nguyện đâu Nói rồi, bà ta quăng hộp cơm xuống đất và bỏ đi ra ngoài cửa hầm, khóa cửa hầm lại Đúng là bà ta điên thật rồi Bà ấy thả chúng tôi ra Phượng gào lên theo bóng dáng của bà Hương Chiều, Tú đi công viên cùng quản gia vương về thì không thấy vợ đâu anh chạy đi tìm Vũ Lài hỏi xem có thấy vợ anh đâu không thì cũng không thấy Vũ Lài đâu anh hỏi những người trong nhà họ cũng không biết hai người đi đâu điện thoại của Phượng thì vẫn ở trong phòng lo lắng không biết Phượng đi đâu tú cũng bảo quản gia Vương gọi điện hỏi bố mẹ Phượng xem cô ấy có về bên đó không thì họ bảo không thấy cô về bà Châu bảo mọi người trong nhà chia nhau ra tìm kiếm tú cũng bí mật bảo người của mình nhưng cũng không thấy tung tích của Phượng với Vũ Lài Đến 9 giờ tối, vẫn không tìm thấy Phượng, linh tính mách bảo Tú là có khi vợ anh và Vũ Lài đã xảy ra chuyện chẳng lành. Anh không thể bình tĩnh được nữa, anh không thể sống trong cái vỏ bọc ngây ngô này để vợ và người thân của mình lại tiếp tục bị hại. Anh lại mở ngăn kéo tủ và lấy điện thoại ra mở để gọi cho người trợ lý của mình thì anh thấy có tin nhắn của trợ lý. Đã tìm được người lái xe gây tai nạn. Tú lập tức bấm điện thoại cho trợ lý của mình. Hai người nói chuyện với nhau một lúc thì Tú tắt máy. Thì ra vụ tai nạn của mẹ anh 20 năm về trước là do mụ gì ghẻ kia làm. Bà ta đã ghép ảnh mẹ anh ngủ với người đàn ông khác rồi đem đến cho bố anh xem. Bố anh tưởng thật, lo sợ sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng công ty nên đã sỉ nhục mẹ anh và đuổi mẹ anh ra khỏi nhà. Bị oan ức không chịu nổi nên mẹ anh đã xách vali ra khỏi nhà giữa trời đêm mưa to gió lớn. Và một người lái xe đã được mụ gì ghẻ kia cho tiền, hắn ta đã lái xe lao vào mẹ anh trong đêm rồi bỏ trốn để mặc mẹ anh nằm trên vũng máu giữa trời đêm sấm sét không một bóng người. Mọi chứng cứ để bị mụ ta xóa sạch Mụ gì ghẻ kia cứ sống nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật Mụ ta còn làm giả di chúc Và chính mụ ta là người đã đẩy phượng ngã ở cầu thang Khiến cô bị sảy thai Nghe được những thông tin này từ người trợ lý Tú đứng không vững, anh cũng biết bà ta là người thứ ba, chen vào cuộc sống của bố mẹ anh, nhưng anh không thể hình dung được một người đàn bà với vẻ ngoài xinh đẹp đạo mạo như bà ta mà bên trong lại đã có dã tâm thâm độc như vậy. Bao nhiêu năm nay, từ khi mẹ anh qua đời, anh đã sống cùng nhà với mụ ta và còn gọi mụ ta bằng gì, đúng là lòng dạ đàn bà thật khó đoán. Cũng may, sau bao nhiêu năm, người lái xe được bà ta thuê để gây tai nạn cho mẹ anh, ông ta cứ sống trong giàn vặt không yên về tội lỗi của mình. Hằng đêm, ông ta nằm mà vẫn cứ bị ám ảnh không ngủ được, nên đã ra đầu thú, mong sẽ được pháp luật khoan hồng và sống thanh thản nốt phần đời còn lại, dù cuộc sống đó có ở trong tù. Sau khi người đàn ông lái xe gây tai nạn cho bà Thu ra tự thú và cung cấp chứng cứ về việc bà Giáng Hương đã thuê ông ta làm, thì cảnh sát đã có bằng chứng bắt giam bà Hương để điều tra Ngày hôm sau Khi bà Hương và con gái đang ở công ty Thì cảnh sát tới Chào bà, chúng tôi là cảnh sát Chúng tôi được lệnh bắt bà để điều tra về vụ án Cố ý gây tai nạn cách đây 20 năm về trước Chắc cơ anh có nhầm lẫn gì đó Chứ tôi không biết gì về vụ tai nạn xe đó Bà Hương rất bình thản trả lời cảnh sát Sau khi họ đọc lệnh bắt giam đối với bà ta Chúng tôi đã có đầy đủ chứng cớ Bà có gì muốn nói Thì hãy theo chúng tôi về trụ sở công an bà hương vẫn kiên quyết chống đối không chịu hợp tác nên cảnh sát buộc phải dẫn giải bà ta về đồn để điều tra huệ từ lúc nhìn thấy cảnh sát đến bắt mẹ mình thì mặt cô ta tái mét cắt không ra giọt máu cô ta cứ vừa khóc vừa chạy theo mẹ mẹ ơi sao có thể như vậy được mẹ hãy chịu khổ đợi con vài hôm con nhất định sẽ cứu mẹ ra trả lại sự trong sạch cho mẹ những kẻ bắt mẹ hôm nay nhất định sẽ bị trả giá Nhìn thấy bà Hương bị cảnh sát dẫn đi, rất nhiều nhân viên có mặt ở đó cứ chỉ trỏ bàn tán. Trước khi lên thùng xe của cảnh sát, bà Hương vẫn rất bình tĩnh nói với mọi người, "Đây là một sự hiểu nhầm, mọi người cứ yên tâm, tôi sẽ quay trở lại sớm thôi. Huệ, con hãy ở nhà tiếp tục điều hành công ty chờ ngày mẹ về." Khi mới bị bắt về đồn, bà Hương kiên quyết không nhận tội, phải đến khi cảnh sát dẫn người đàn ông được bà ta thuê lái xe ra nhận diện thì bà ta mới chịu cúi đầu nhận tội. Theo lời khai của bà Hương, cảnh sát đã cùng Tú và người nhà đến căn hầm ở khu vườn phía sau để giải cứu Phượng và Vũ Lài. Khi cánh cửa căn hầm được mở ra thì cảnh tượng trước mắt họ thật thê thảm, ba người phụ nữ bị xích chân đang nằm thoi thóp dưới đất. Tú chạy lao đến ôm lấy vợ mình vào lòng, lúc này Phượng hơi hé mắt, bờ môi cô xe xám. Người cô cứ run lên vì đói và rét Cả ba người đã bị bỏ đói mấy ngày nay Thấy Tú Phượng hơi cố nhếch mép nở một nụ cười hạnh phúc Rồi cô cố gắng nói Vú lại và mẹ ở đằng kia Mọi người nhanh chóng chạy thêm vài bước đi vào phía trong căn hầm Và bế hai người phụ nữ ở bên trong ra Vừa nhìn thấy bà Thu Tú đã vội đặt Phượng xuống Và chạy lại gần bà Anh hét lên Mẹ mẹ ơi mẹ Tú lại rơi vào trạng thái hoảng loạn, anh quỳ xuống đất, hai tay anh ôm lấy mặt mình và gào khóc. Cảnh sát nhanh chóng bế ba người phụ nữ ra xe và đưa vào viện cấp cứu, còn tú được quản gia vương đưa về nhà. Tại bệnh viện, bà Thu, Vũ Lài và Phượng được chăm sóc tích cực nên họ hồi phục rất nhanh. Do trẻ hơn lại có sức khỏe tốt nên Phượng được về xuất viện sớm. Vũ Lài cũng được về nhà sau Phượng hai hôm, chỉ còn bà Thu là phải ở lại điều trị và theo dõi tinh thần bà được cắt tóc gọn gàng, hai chân của bà cũng đã tập tễnh đi được, nhưng giọng nói của bà vẫn còn hơi ngọng. Tú ở lại trong bệnh viện để chăm sóc mẹ. Hôm nay, nghe bác sĩ bảo mẹ anh đã khá hơn, có thể ăn cháo được. Anh liền bảo người nhà nấu món cháo mà mẹ anh ưa thích đem vào, ngồi bón cháo cho mẹ ăn. Nhìn người bà xanh xao, hai chân đã teo lại vì bị cùm xích không được vận động lâu ngày. Hai tay bà run run mà Tú không cầm được nước mắt. Tú không ngờ mẹ con anh lại có ngày hôm nay bón cháo cho mẹ ăn xong tú cầm lấy tay mẹ mình con xin lỗi mẹ con đã không bảo vệ được mẹ thấy tú khóc bà thu cũng khóc hai hàng nước mắt cứ lăn dài trên khuôn mặt trắng bạch vì thiếu ánh sáng lâu ngày bà cố hết sức để nói với tú bằng những câu nói còn ngọc nghịu mẹ xin lỗi tại mẹ tất cả là tại mẹ vì mẹ mà con phải sống cuộc sống của một người không bình thường suốt 20 năm nay. Con không được đi chơi, không được ăn những món con thích, không nói được với ai, những suy nghĩ và cảm nhận của mình. Tất cả tự con đều phải chịu đựng một mình, thật tội nghiệp cho con trai của mẹ. Tú gục đầu trong lòng bà Thu, nghe thấy bà nói những lời này mà anh thấy cay đắng vô cùng. Anh hận bà dì ghẻ kia, tất cả là tại bà ta. Bà ta đã nhận tâm phá nát hạnh phúc gia đình của anh để một đứa trẻ như anh phải sống trong sự cô đơn, sợ hãi suốt bao nhiêu năm, để anh bị người đời rẻ biểu cười chê vì anh bại thần kinh bao nhiêu năm nay. Bà ta đã dã man khi giam cầm mẹ anh suốt 20 năm trong căn phòng tối tăm bẩn thỉu, bà bị bỏ đói, bị hành hạ về thân xác. Và hơn hết bà đã phải chịu nỗi cô đơn sợ hãi một mình Tội ác của bà ta thật kinh tởm và thật đáng sợ biết nhường nào Giờ đây, bà ta đã phải trả giá bằng việc ngồi tù, giờ đây Tú sẽ đón mẹ anh về để chăm sóc, anh sẽ bù đắp cho bà, trái tim anh sẽ sưởi ấm cho trái tim bà thoát khỏi những cô đơn lạnh lẽo biết cháu trai mình không phải bị thần kinh mà đó chỉ là giả vờ thì bà châu vô cùng sung sướng bà nhanh chóng cho họp cuộc họp cổ đông của công ty tại buổi họp bà là người chủ trì với tư cách là người đồng sáng lập công ty sau khi thông báo với toàn thể các cổ đông về việc tờ di trúc mà bà hương đưa ra trước đó là giả thì bà châu đã công bố quyết định giao lại quyền quản lý công ty cho cháu trai của bà là lệ trọng tú Quyết định này đã được toàn thể các cổ đông đồng ý và họ vỗ tay chúc mừng công ty. Từ nay có giám đốc mới. Tú trong bộ vest màu đen đứng lên phát biểu trước mọi người. Xin lỗi toàn thể các cổ đông vì những rắc rối mà chúng tôi đã gây ra cho công ty trong thời gian vừa qua. Tôi rất vinh dự khi được trở thành giám đốc công ty thay cho ba tôi. Tôi hứa với tất cả mọi người sẽ cố gắng hết sức để đưa công ty mình phát triển hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã tin tưởng hoan hô hoan hô tiếng vỗ tay tán thưởng từ các cổ đông vang lên trong phòng họp lúc này ở bên ngoài huệ từ ngoài cửa ngó vào nhìn thấy cảnh tượng như vậy cô buồn bã quay đi từ ngày mẹ cô bị bắt cô vừa sợ vừa xấu hổ cô không về nhà vì sợ bà châu và tú cô cũng không đến công ty làm việc hàng ngày cô cứ lang thang trên phố tối đến cô lại về sống trong căn nhà ở ngoại ô mà ngày trước ba cô đã mua cho mẹ con cô Màn đêm buông xuống, Huệ đối mặt với sự cô đơn chán trường. Cô ân hận về những việc mình đã làm với Phượng trước kia. Cô biết mẹ mình không được bà nội chấp nhận nên trong lòng mẹ sinh ra oán hận. Nhưng cô không thể ngờ rằng mẹ cô lại có thể gây ra những tội ác tày trời đến như vậy. Lòng tham và sự đố kỵ đã đẩy mẹ con cô đến với những tội ác không thể dung tha. Giờ đây, mẹ cô đã phải trả giá, nhưng cô không biết ở bên trong bốn bức tường lạnh lẽo của nhà giam, mẹ cô có lo được cho cô không? Mẹ cô có biết rằng cô đang phải sống trong sự cô đơn tủi hổ hay không? Sự cô đơn, nỗi sợ hãi bao trùm làm Huệ không sao ngủ được, cô tìm đến hơi men để quên đi tất cả, để cô có thể chìm vào giấc ngủ. Sau chừng vài ly rượu, thì Huệ cũng say, cô bước thấp bước cao đi về phòng và ngã vật xuống giường. Trong cơn say, nước mắt Huệ vẫn chảy ra trên má cô và cô vẫn gọi mẹ ơi. Tại phiên tòa xét xử bà Hương, Tú và Phượng cũng đến tham dự. Sau khi nghe tòa tuyên án, bà Nguyễn Giáng Hương nhận hình phạt 20 năm tù vì tội danh cố ý giết người, làm giả di trúc và giam giữ hành hạ người trái pháp luật. Ông Đinh Văn Hoàng, người độc bà Hương thuê lái xe đâm vào người bà Mai Thu bị phạt 10 năm tù nhưng bởi biết ăn năn hối cải đã ra đầu thú tối cáo tội ác của kẻ chủ mưu nên được giảm xuống còn 8 năm tù giam. Sau khi nghe tòa tuyên án Bà ta không thể tin nổi vào tai mình, đứng trước vành máu ngựa, hai chân bà ta khuỵu xuống, bà ta dãy rụa gào thét lên như người điên, hai tay bà ta bám chặt vào thành gỗ trước mặt, đến khi hai người cảnh sát phải dùng biện pháp cưỡng chế kéo bà ta đi thì bà ta mới chịu. Vừa đi, bà ta vừa gào khóc, và khi đi qua chỗ hàng ghế mà Tú và Phượng ngồi thì bà ta nhìn hai người với ánh mắt đầy phẫn nộ. "Chúng mày, chúng mày nhất định tao sẽ không để cho chúng mày được yên đâu, hãy chờ đấy." trong căn biệt thự nhà họ lệ hôm nay thật náo nhiệt mọi người hớn hở để chuẩn bị cho buổi tiệc chúc mừng ngày đoàn tụ của gia đình và đón cậu chủ nhà họ mới đi nghỉ tuần trăng mật mẻ hoa và bóng bay được treo khắp nơi bàn tiệc được bày ra ngoài trời những đĩa hoa quả những chai rượu đắt tiền và những món ăn truyền thống được bày biện rất đẹp mắt trên bàn ai cũng vội vàng hoàn thành nốt những công việc cuối cùng vì sắp đến giờ mở tiệc Bà Châu hôm nay cũng hớn hở không kém, bà đẩy xe lăn ra tận sân để nhìn ngắm mọi người chuẩn bị, Phượng cũng vào bếp để phụ giúp mọi người chuẩn bị tiệc. Lúc này, Tú từ trong nhà đi ra, thấy bà nội đang chăm chú nhìn khung cảnh trước mắt. Ồ, bà Châu giật mình quay lại, chà bố anh, lại định dọa chết bà già này hả? Tú cười khoái chí, tay anh ôm lấy cổ bà, cháu yêu bà còn chả hết nữa là. Ờ, à, yêu tôi thì nhanh chóng có chắc cho tôi bế đi. <laughs> tưởng gì chứ chuyện đó đơn giản bà thích mấy đứa để cháu con lên danh sách bà trâu cười hạnh phúc xoa đầu tú càng nhiều càng tốt bỗng tú nhìn ra ngoài cổng thì thấy có ai đó đang ngó nghiêng vào trong nghi là có trộm anh nhanh chóng lao ra ngoài thấy tú chạy ra người đó quay đầu bỏ chạy tú đuổi theo ra khỏi cánh cổng thì anh thấy người chạy đằng trước chính là huệ anh cố gắng chạy nhanh hơn và đuổi kịp huệ đợi anh đã tú nắm lấy tay huệ Đi về nhà với anh Huệ vừa khóc vừa nói Anh mặc kệ em đi Em có lỗi với bà Có lỗi với anh và chị dâu Em không dám về nhà nữa đâu Chuyện đã qua rồi Em cũng đã biết lỗi Mọi người cũng đã tha thứ cho em rồi Giờ về nhà với anh Tú cầm tay kéo Huệ theo mình Đến bên cạnh bà Châu Huệ quỷ xuống trước mặt bà Bà ơi cháu xin lỗi bà Cháu sai rồi Bà Châu vẻ mặt buồn buồn nói Cháu biết lỗi là tốt Ai cũng có lúc sai Biết và sửa là được Cháu dù sao cũng vẫn là con cháu nhà họ lệ Đã là con cháu nhà họ lệ Thì phải dám làm, dám chịu Cháu hãy tự đứng lên, vượt qua hiện tại để sống tốt Mọi người đều tha thứ cho cháu Vâng, cháu cảm ơn bà Phượng từ trong bếp đi ra Bà ơi, bà uống tách trà nhá Phượng đưa cho bà Châu tách trà Và lấy tay đỡ Huệ Đứng dậy đi em Chị dâu, em, em xin lỗi chị Em đã hồ đồ không biết trái phải Nên đã làm chị mất mặt thôi chuyện đã qua đừng nhắc lại nữa em từ nay chị em ta sống tốt là được vâng em cảm ơn chị cảm ơn mọi người ạ à. nói rồi phượng kéo huệ xuống nhà bếp cùng chuẩn bị bữa tiệc với mọi người tối đó sau khi tiệc tùng xong xuôi tú và phượng trở về phòng mình do cả ngày cứ chạy đi chạy lại để kiểm tra công tác chuẩn bị tiệc nên hai chân phượng mỏi rã rời. Vừa bước vào phòng, cô đã leo ngay lên giường, nằm cho đỡ mỏi. Tú thấy thế, cũng lên ôm vợ vào lòng. Anh vuốt vuốt mái tóc và đặt lên chán cô một nụ hôn. Anh lại có ý đồ đen tối đúng không? Ai bảo là anh có ý đồ đen tối chứ? Thôi đi ông, nhìn cái vẻ mặt của ông là tôi biết ông muốn gì rồi. Thế chị vợ bảo anh muốn gì nào? Tú lại đổi cách xưng hô. Thấy Tú gọi mình là chị vợ thì Phượng phá ra cười. Em cười cái gì đấy? bị Tú hỏi Phượng lại càng buồn cười hơn Cô lăn khắp giường mà cười nắc nẻ Em nhớ lại cái đêm ở nhà nghỉ khi trời mưa to đó Thật ra Thật ra cái gì Thật ra là hôm đó Thấy Phượng cứ mập mờ không nói Anh biết cô đang trêu anh Nên anh lao đến Ghi chặt lấy cô mà hôn hít Trừng phạt em này Trừng phạt này Dám trêu anh Thật ra Chuyện này Phượng xấu hổ không dám nói với Tú Đêm đó, sau khi vào nhà nghỉ, Tú vẫn bị sợ hãi, người anh run lên, anh không ngủ được nên Phượng phải nằm du anh ngủ. Du được một lúc thì Tú cũng bắt đầu thiếp đi, nhưng Phượng thì lúc đó rượu mới ngấm, cô thấy người nóng bừng và vô cùng khó chịu. Cô ngồi dậy cởi bỏ áo ngoài, nhìn sang Tú thấy Phượng đang ngủ nhưng khuôn mặt anh thật đẹp, không kìm lòng nổi. Cô đã hôn anh và sau đó chuyện gì đến đã đến, Phượng chính thức bóc tem chàng ngốc là Tú sáng hôm sau tỉnh dậy nhớ lại mọi chuyện phượng đã xấu hổ quá không còn cách nào khác cô đành hét toáng lên để ăn vạ cô bảo anh đã cưỡng bức cô tội nghiệp cho tú anh mê man chả nhớ gì nên bị chị vợ bắt nạt từ ngày bà thu khỏe mạnh trở lại và được về nhà thì bà đã bảo quản gia vương không phải chăm sóc ông binh nữa bà muốn tự mình chăm sóc cho ông hàng ngày bà bón cho ông ăn lau người cho ông tối đến bà lại ngồi nói chuyện với ông bà kể chuyện cho ông nghe bà không biết ông có cảm nhận được những lời bà nói hay không nhưng bà vẫn luôn hy vọng một ngày nào đó ông sẽ tỉnh dậy để nói chuyện với bà bà muốn nói cho ông biết những bức ảnh ngày đó không phải là thật bà bị người ta hãm hại chứ bản thân bà chưa hề làm gì có lỗi với ông suốt bao nhiêu năm bà đã hy sinh cho ông hy sinh cho nhà họ lệ bà biết ông có bồ bên ngoài nhưng bà vẫn lặng lẽ coi như không có chuyện gì xảy ra nhiều người nói bà hèn bà ngu nhưng bà mặc kệ họ bà không trách họ vì bà biết họ không ở hoàn cảnh của bà họ không biết họ không biết rằng những cô gái sinh ra trong gia đình danh giá như bà khi đã được gả vào những gia đình danh gia vọng tộc thì đôi khi họ không được sống cho chính mình mà họ phải sống vì tương lai của một gia đình của cả một dòng tộc và hơn hết họ sống vì tương lai của những đứa con ngồi bên cạnh giường chồng bà thu nghĩ về những chuyện xảy ra trong quá khứ bà thấy lòng mình thắt lại bà thương cho bà thương cho con trai bà và giờ đây khi ông minh nằm bất động trước mặt bà bà cũng không còn trách ông nữa bà đã tha thứ cho ông thời gian đầu sống trong trại giam bà hương vẫn chưa chịu chấp nhận với thực tại của mình bà ta gào khóc có hôm bà ta gào khóc nhiều quá làm mấy người phụ nữ bị giam cùng phòng không ngủ được họ lôi bà ta ra đánh cho một trận từ hôm đó bà ta sợ không dám kêu khóc nữa hàng ngày ngoài giờ lao động bà ta ngồi im lặng làm bạn với bốn bức tường mỗi lần huệ đến thăm mẹ thì bà ta đều không chịu gặp bà ta không muốn để con gái thấy mình trong bộ dạng tiều tụy của một kẻ tù tội nhưng rồi thời gian trôi đi bà ta cũng nhận ra những sai lầm của mình bà ta muốn được tha thứ nên bà ta đã viết một bức thư gửi về xin lỗi tất cả mọi người và nhờ chị quản giáo gửi cho huệ khi cô đến thăm Biết bà Hương giờ đã hối hận nên mọi người trong gia đình bà Châu cũng đều tha thứ cho bà. Họ mong bà cải tạo tốt để sớm có ngày hoàn lương. Nhận được sự tha thứ từ mọi người, bà Hương vô cùng phấn khởi. Bà chịu gặp con gái mỗi lần cô đến thăm. Bà hứa sẽ sống tốt phần đời còn lại. Năm năm sau, vẫn trong ngôi biệt thự nhà họ lệ. Mẹ ơi, ba tú về rồi, hoàn hồ ba tú về rồi. Thằng An con trai của Tú và Phượng đã được 4 tuổi, đang chơi trong sân thì nó nhìn thấy chiếc xe ô tô của Tú về. Tú đi công tác nước ngoài 2 tuần, mặc dù ngày nào anh cũng gọi điện về nói chuyện với An, nhưng nó vẫn rất nhớ anh. Nó muốn được anh bế, muốn được anh cho đi công viên chơi, nên khi nhìn thấy Tú về, nó reo lên mừng rỡ. "Ba Tú về rồi hả con? Chạy lại hôn ba đi con." Phượng từ ngoài vườn bước vào và nói với con trai. Nghe mẹ nói An lật đật chạy ra Vừa mở cửa xe đã nhìn thấy con trai Tú cười lên vì sung sướng Thằng bé ôm chầm lấy anh Nó hôn vào hai má anh mỗi bên một cái Này hôn lắm thế Con hôn hộ má một cái Tú xoa đầu con trai và nói nhỏ Lát nữa con bảo mẹ Phượng hôn ba hộ con nữa nhá Phượng nhanh chân bước tới Hai ba con lại có âm mưu gì đúng không Làm gì có Tú lên tiếng thanh minh Mẹ Ba bảo mẹ hôn ba hộ con nữa đấy Mẹ hôn ba đi nói rồi nó chạy thật nhanh vào trong nhà, chắc nó sợ em xấu hổ nên tránh như đấy. Phượng hơi đỏ mặt, cô đặt một nụ hôn lên môi tú, rồi hai người nhìn nhau trong hạnh phúc. Quý vị và các bạn thân mến, đã có lúc người ta chê bai những người chỉ biết chút hạnh phúc nhỏ hẹp mà thiếu đi những hoài bão lớn lao. Lũ chúng ta ngủ trong giường chiếu hẹp, giấc mơ con đè nát cuộc đời con hạnh phúc đựng trong một tà áo đẹp một mái nhà yên rủ bóng xuống tâm hồn nhưng đọc và nghe xong câu chuyện này có lẽ cái hạnh phúc bình dị bên người thân yêu chẳng phải bon chen đấu đá vì những tài sản mà cả đời mình cũng chẳng thể tiêu xài hết có khi lại là hạnh phúc mà nhiều người chẳng thể có được gia đình họ lệ chẳng thiếu gì tiền của nhưng hạnh phúc lại phải mất 20 năm mới tìm lại được Cũng đã trải qua mất mát quá nhiều Cũng chỉ vì một chữ tiền mà thôi Cũng may mà mọi chuyện đã quay trở lại yên bình Mộ hương đã bị trừng trị Tình yêu của đôi vợ chồng trẻ Tú Phượng đã đơm hoa kết trái Hóa ra cuộc đời vẫn công bằng Khi trả lại cho người lương thiện những thứ mà họ xứng đáng được hưởng Nhất là khi họ không chấp nhận bất công Cố gắng đấu tranh cho lẽ phải và sự công bằng hãy để lại suy nghĩ và cảm xúc của mình trong phần bình luận các bạn nhé cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn yêu thương và đồng hành cùng với chương trình tạm biệt và hẹn gặp lại